Khi kiếm của Diệp Quân còn cách toại cổ kim nửa trượng, một dư ảnh đột nhiên lướt qua cạnh toại cổ kim, đâm mạnh vào hắn như sấm sét. Ầm! Một mảnh kiếm quang bị đánh lùi, bắn tung tóe như tảo nở hoa, Diệp Quân lùi liên tục hàng trăm trượng, nhưng lúc hắn dừng lại, kiếm quang của hắn đã tụ hợp lại trong nháy mắt. Sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn toại cổ kim trước mắt cô ta, có một người đàn ông trung niên đứng đó. Quan cận vệ, Nguyên Vũ. Nguyên Vũ nhìn Diệp Quân, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng, tay phải của ông ta đã bung bét, máu tươi chảy ra không ngừng, sau đó từ từ nhỏ giọt xuống cánh tay. Đối diện với một nhát kiếm của Diệp Quân, cho dù là ông ta, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Giờ này khắc này, sắc mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Lực chiến đấu của Diệp Quân, nếu nói trước đây chỉ khiến bọn họ kinh ngạc, thì lúc này, đã khiến bọn họ hơi khó tin rồi. Vì sức chiến đấu của Diệp Quân, đã vượt qua cảnh giới tiên đế bình thường. Sắc mặt của Khương Nghiệt và Phù Việt đã trở nên hơi nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu bọn họ đã biết sau lưng Diệp Quân nhất định phải có một thế lực văn minh rất mạnh nhưng, bọn họ không quan tâm lắm, suy cho cùng, bây giờ còn chưa có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng với bọn họ. Đừng nói là ba cái hợp lại, ba nền văn minh của cựu thổ, tùy tiện lấy một cái ra, cũng đủ quét sạch tất cả. Nhưng lúc này, bọn họ bắt đầu ý thức được chuyện này có phần không đúng lắm, vì sức chiến đấu của Diệp Quân mạnh không bình thường. Nơi xa, Diệp Quân nhìn toại cổ kim, sắc mặt trầm như nước. Vừa nãy sở dĩ hắn ẩn giấu thực lực của mình, chính là muốn khống chế người phụ nữ này trước, nhưng người phụ nữ này thật sự quá bình tĩnh, trực giác mách bảo hắn. Cho dù không có người đàn ông trung niên kia, e là hắn cũng không thể làm gì người phụ nữ này. Không hề do dự, hắn nhún người nhảy lên, trực giác sử dụng kiếm thanh huyên để xuyên thời không, biến mất tại chỗ, nháy mắt, hắn đã đi vào trong đường hầm thời không. Đánh không lại thì chạy. Chẳng mất mặt gì. Muốn chạy. Thấy Diệp Quân chọn chạy trốn, Khư Nghiệt đột nhiên hô một tiếng, tay phải ông ta vung lên, chỉ thấy một tấm kính thần bay lên trời. Kính thần run rẩy kịch liệt, một luồng thần quang phản chiếu ra, nháy mắt, trong kính thần hiện lên vị trí của Diệp Quân, tiếp đó, thời không chỗ Diệp Quân đột nhiên xuất hiện vô số kính quang hàn diễm, dưới sự chiếu rọi của những kính quang hàn diễm, đường hầm thời không ở chỗ hắn tan ra. Sắc mặt Diệp Quân cũng thay đổi, hắn bỗng vung một kiếm ra, vô số kiếm quang phản chiếu tầng tầng lớp lớp, sau đó, nhưng kiếm quang của hắn lại không thể chặt đứt những kính quang hàn diễm kia. Chân phải Diệp Quân đột nhiên giẫm một phát, một nhát kiếm chém ra, kiếm thanh huyên mở đường, lúc này mới cố khoét được một lỗ trên những kính quang kia, ngay khi hắn xông ra, xa xa phía trên hắn, một tấm kính lặng lẽ lơ lửng ở đó. Kính cựu thần. Cựu thần từng sử dụng thần vật, sẽ có thần lực tối cao, trong mọi thần vật của cựu thổ, có thể xếp vào top 5. Một khi tấm gương này được kích hoạt, sẽ phát ra một ngọn hàn diễm tới hàng triệu trượng, những nơi hàn diễm chiếu tới. Không gì trốn được, hòa tan tất cả. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào mặt kính cựu thần kia, im lặng một chút, rồi hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, một luồng kiếm quang lao thẳng đến tấm kính cựu thần, gần như đồng thời, tấm kính cựu thần kia run rẩy kịch liệt, một chùm tia sáng hàn diễm tuôn ra, xông về phía Diệp Quân. Ầm ầm, nơi đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số kiếm quang và hàn diễm không ngừng phun ra như thủy triều, lan rộng hết lớp này tới lớp khác. Mọi nơi nó đi qua, tất cả biến mất. Còn Diệp Quân bị hàn diễm kia chặn lại, dù kiếm thanh huyên của hắn đã ngăn cản sức mạnh của hàn diễm, nhưng, thân thể hắn đã bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa nhàn nhạt. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên dữ tợn, hai tay hắn nắm lấy kiếm thanh huyên, thả cả kiếm ý vô địch của mình ra, hai loại kiếm ý hội tụ, nháy mắt, kiếm thanh huyên run rẩy kịch liệt, lập tức mạnh mẽ xé toạc ngọn hàn diễm kia ra, kiếm đánh thẳng một mạch. Một nhát kiếm chém vào mặt tấm kính cựu thần kia. Răng rắc. Theo tiếng rạn nứt trong trẻo vang lên, mặt kính cựu thần kia đột nhiên nứt vỡ, những ngọn hàn diễm trào ra ngoài. Thấy cảnh này, mặt Khư Nghiệt lập tức thay đổi, khi thấy Diệp Quân giơ kiếm muốn chém, tim ông ta hoảng sợ, vội giơ một tay ra, tới. Tấm kính cựu thần hòa thành một luồng ánh sáng lạnh, biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong tay Khư Nghiệt, thấy tấm kính cựu thần toàn vết rạn. Mặt Khư Nghiệt đầy khó tin, sao có thể? Còn nơi xa, Diệp Quân đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà, không hiếu chiến tí nào. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, Phù Việt luôn không nói gì đột nhiên gầm thét, ông ta xua tay, một luồng u quang đột nhiên xuyên qua không khí, tốc độ cực nhanh,
nháy mắt đã đuổi kịp đi vào trong đường hầm thời không của Diệp Quân. Khi luồng u quang kia chạy tới, đường hầm thời không mà Diệp Quân đang ở nháy mắt đã trào ra vô số luồng thần quang đại đạo. Giây phút đó, cả đường hầm thời không đều tan tành, sau đó biến mất. Diệp Quân không thể không dừng lại, hắn đột nhiên xoay người, hung hăng chém một nhát kiếm, luồng u quang kia lập tức bay đi, còn bản thân hắn cũng lui lại liên tục. Khi hắn dừng lại, tinh vực quanh hắn chợt xuất hiện những sợi xích sắt màu đỏ thẫm như cột nhà, những xích sắt này như lồng giam, khóa tinh vực chỗ hắn lại. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Chạy ư? Đúng lúc này, một âm thanh ở bên đột nhiên truyền tới, nếu bây giờ mà để ngươi thoái khỏi ba nền văn minh lớn chúng ta, thì chúng ta còn không bị người khác cười chết à? Diệp Quân từ từ quay đầu, người nói chính là Khư Nghiệt. Khư Nghiệt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đang muốn nói, chỉ thấy Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, một nhát kiếm đánh về phía ông ta. Thấy Diệp Quân ra tay với mình, khóe miệng Khư Nghiệt hiện ra một tia dữ tợn, coi ông đây là kẻ dễ bắt nạt à? Nói rồi, tay phải ông ta đột nhiên đưa về phía trước, sau đó bỗng nắm chặt, thời không trước mặt ông ta nổ tung, một vòng xoáy màu đen sâu không thấy đáy nuốt kiếm quang của Diệp Quân vào, nhưng ngay khắc tiếp theo, một luồng kiếm quang lại giết từ trong vòng xoáy màu đen kia ra. Khư Nghiệt bị kiếm quang chém cho bay đi. Diệp Quân đang muốn ra tay lần nữa, nhưng lúc này, một luồng u quang hóa thành hàng chục ngàn màn sáng xông tới chỗ hắn, tốc độ thật sự quá nhanh, nháy mắt đã đánh tới trước mặt hắn, tới cả cơ hội đưa kiếm ra hắn cũng không có, chỉ đành giơ kiếm chặn trước ngực. Kiếm quang như tấm khiên, hắn dựa vào kiếm quang và kiếm thế của mình để ngăn cản u quang kia, có lúc này, một khí tức mạnh mẽ đột nhiên tập kích từ sau lưng hắn. Chính là Khư Nghiệt. Hai tay Diệp Quân bỗng dùng lực, hai loại kiến nghị xông ra từ kiếm của hắn, luồng u quang kia lập tức bị tan vỡ, tiếp đó, hắn xoay người, chém một phát. Khi kiếm quang bùng nổ, Khư Nghiệt bị đánh bật ra, kiếm của hắn vẫn chưa thu lại, hàng chục chùm tia sáng đánh úp từ xa tới. Diệp Quân vội thu kiếm về. Những chùm tia sáng đánh vào kiếm Thanh Huyên, sức mạnh mẽ ghê gớm khiến hắn phải lùi xa hàng ngàn trượng liên tục. Người ra tay, chính là Phù Việt, không biết từ lúc nào, trên người ông ta đã có thêm một bộ cơ giáp. Cơ giáp cực phẩm cấp tiên. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên, hắn nhìn bốn phía, quanh hắn, thời không đã bị những dây xích sắt màu đỏ kia khóa chết, hắn có thể phá vỡ, nhưng, chắc chắn cần một thời gian nhất định, còn những người xung quanh thì không rõ ràng sẽ không nhìn hắn phá tan nó. Ngoài ra, ngoại trừ những dây xích sắt đỏ thẫm này, hắn còn cảm nhận được một số khí tức không rõ ràng. Vẫn còn cường giả. Diệp Quân quay đầu toại cổ kim ở nơi xa, toại cổ kim đứng đó, hai mắt nhắm lại, không biết đang nghĩ gì. Như cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Quân, cô ta đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đừng nghĩ tới chuyện tóm được ta, với thực lực bây giờ của ngươi, vẫn chưa làm được. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào toại cổ kim, dùng trận thế lớn như vậy để đối phó với ta. Ngươi không cảm thấy hơi quá đáng à? Toại cổ kim nhìn hắn chằm chằm, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Toại cổ kim lại nói, ta biết, thực lực mà bây giờ ngươi thể hiện ra vẫn chưa phải là giới hạn của ngươi. Ví dụ, ngươi còn ba loại sức mạnh huyết mạch chưa dùng tới. Nếu ngươi dùng sức mạnh của ba loại huyết mạch, cộng thêm cây kiếm này của ngươi, chắc bây giờ ngươi đã có thể dễ dàng chém chết các cường giả cảnh giới tiên đế. Nếu ngươi dùng sức mạnh tín ngưỡng trong trật tự của ngươi, cho dù là cảnh giới đế chủ trên cảnh giới tiên đế, có lẽ cũng không thể thắng được ngươi, thậm chí, ngươi có thể đấu một trận với loại cường giả cấp bậc bất hủ đế chủ. Nghe tới đây, mọi người xung quanh đều đã sợ hết hồn. Mẹ nó! Đánh lâu như vậy, kiếm tu trước mắt vẫn chưa tới cực hạn của mình. Đại đế giết tiên đế, đây đã là yêu nghiệt vô cùng, bây giờ còn nghe ý của toại cổ kim nói. Như vậy mà vẫn chưa phải là cực hạn của thiếu niên kiếm tu này, ranh giới thật sự của hắn, lại có thể đối kháng với cường giả cảnh giới đế chủ, hơn nữa còn là bất hủ đế chủ, đây là khái niệm gì? Cho dù ở cựu thổ, mặc dù không coi là kẻ ghê gớm nhất, nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp rồi. Cả cựu thổ, loại cường giả cấp bậc này đã cực kỳ ít. Mọi người không nghi ngờ loại toại cổ kim nói, vì người phụ nữ này không giống nói dối. Nơi xa, Khư Nghiệt và Phù Việt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra một tia nghiêm trọng và kinh ngạc, vì khi đánh nhau với Diệp Quân, bọn họ cảm nhận rõ được Diệp Quân chưa thật sự dùng toàn lực. Đánh tới giờ mà thằng nhóc này vẫn còn giấu thực lực thật sự của mình,
Rất rõ ràng, thằng nhóc này muốn bọn họ tê liệt, sau đó đi bắt Toại Cổ Kim, nhưng đáng tiếc là, Toại Cổ Kim càng yêu nghiệt hơn. Trước mặt cô ta, Diệp Quân không thể che giấu được bất kỳ ý đồ nào. Đúng lúc này, Toại Cổ Kim lại từ từ nói, nếu ngươi chọn đốt cháy thân xác và linh hồn, có lẽ sức chiến đấu của ngươi còn có thể tăng thêm tí nữa. Nói cách khác, thực lực cao nhất của ngươi, chắc là không kém lắm với cảnh giới bất hủ đế chủ. Không thể không nói, điều này rất khoa trương, nhưng đáng tiếc, cảnh giới bất hủ đế chủ, đây là cực hạn trước mặt của ngươi, nhưng không phải cực hạn của chúng ta, cho nên ngươi không có cơ hội thắng. Nói rồi, cô ta tạm dừng, lại sửa lời, cũng không đúng, ngươi có cơ hội thắng. Có cơ hội thắng. Mọi người nghe thế thì hơi nghi hoặc, sao còn có cơ hội thắng nữa? Ha ha! Khư Nghiệt bỗng cười lớn, ta biết, cơ hội thắng của hắn chính là người sau lưng hắn. Nói xong, ông ta đánh giá Diệp Quân, trên mặt lộ ra ý cười nghiền ngẫm, nhãi con, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi có thể gọi người sau lưng ngươi ra rồi, ngươi yên tâm, lúc ngươi gọi người, chúng ta tuyệt đối không ngăn ngươi đâu, không chỉ vậy, nếu họ không chạy tới kịp, chúng ta còn có thể cho ngươi tí thời gian, 3 ngày, 5 ngày cũng được, ha ha. Gọi người tới. Mọi người có mặt đều nhìn Diệp Quân, bọn họ tất nhiên rất tò mò về thế lực phía sau của Diệp Quân. Thế lực bình thường chắc chắn sẽ không thể bồi dưỡng ra được người yêu nghiệt như thế này, chỉ là không biết giới hạn là bao nhiêu thôi. Toại Cổ Kim liếc nhìn bộ dạng đắc ý của Khư Nghiệt, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng cách xa ông ta. Khư Nghiệt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cười khẩy, có lẽ ngươi được tòa tiên phủ nào đó âm thầm bồi dưỡng. Nhưng ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi thực sự được tòa tiên phủ nào đó bồi dưỡng ra thì cũng vô dụng. Đừng nói là một tòa tiên phủ. Cho dù là 4 tòa tiên phủ lớn liên thủ lại với nhau, thì hôm nay bọn ta muốn giết ngươi, bọn họ cũng không dám làm gì. Ông ta không hề nói dối, bây giờ 3 nền văn minh lớn của cựu thổ đều đã liên thủ lại, cho dù là 4 tòa tiên phủ lớn tập hợp lại với nhau, cũng không dám đối đầu với cựu thổ. Diệp Quân thời ơ liếc nhìn Khư Nghiệt, đấu tay đôi sao. Khư Nghiệt cười nói, ta thừa nhận, ngươi rất biết đánh nhau, nhưng biết đánh nhau thì có tác dụng chết tiệt gì chứ? Chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi. Diệp Quân bật cười, thực lực của nền văn minh cựu thổ thật chẳng ra làm sao, nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại. Bái phục bái phục. Dứt lời, sắc mặt của Khư Nghiệt lập tức tối sầm lại, mà ở đằng sau ông ta, sắc mặt của đám cường giả của nền văn minh cựu thổ cũng trở nên khó coi. Diệp Quân chậm rãi liếc nhìn đám cường giả, 3 nền văn minh dốc hết sức lực để bao vây giết chết một người ở cảnh giới đại đế như ta đây. Vậy mà ông vẫn còn dương dương tự đắc, không cảm thấy xấu hổ. Ha ha, nghe nói năm đó cựu thần của cựu thổ là bất khả chiến bại, tung hoành chư thiên vạn giới, mong một lần bại trận mà không được. Nếu để ông ta biết được hậu duệ của mình là những kẻ như thế này, cũng không biết có bị chọc cho tức chết không nữa. Nghe thấy lời của Diệp Quân, sắc mặt của đám người Khư Nghiệt và cường giả cựu thổ nhất thời càng trở lên khó coi. Cựu thần. Vào thời điểm cựu thần vẫn còn tại thế. Nền văn minh cựu thổ đã đáng sợ như thế nào chứ? Thực sự là tung hoành chư thiên vạn giới. Bây giờ Diệp Quân nói như vậy, bọn họ giống như bị cây roi quất thẳng vào mặt, đau rát kinh khủng. Khư Nghiệt đứng đầu gắt gao nhìn Diệp Quân. Diệp Quân, cho dù miệng lưỡi của ngươi có lợi hại đến đâu đi nữa, thì hôm nay, ngươi cũng không còn đường sống sót. Ngươi! Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Quân đã hóa thành một luồng kiếm quang rồi nhảy lên. Trong nháy mắt, kiếm quang đã chém mạnh đến trước mặt của Khư Nghiệt, tốc độ cực nhanh, đến mức rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy nhát kiếm khủng bố phá tan cả mặt đất của Diệp Quân, trong lòng Khư Nghiệt lập tức kinh hãi. Ông ta vung tay áo lên, dùng một chiếc khiên đen chắn ở phía trước. Nhưng khi chiếc khiên đen đó vừa tiếp xúc với Diệp Quân đã nổ tung. Sức mạnh cường đại khiến ông ta phải liên tục lùi mạnh về phía sau, Diệp Quân thừa thế xông lên, lúc này, hắn không hề che giấu thực lực của mình. Nhát kiếm này chém đến, căn bản là không thể ngăn cản được. Thấy Diệp Quân nhằm vào mình, trong lòng Khư Nghiệt bèn kinh hãi, ông ta vội gọi, Phù Việt. Lúc này ông ta không còn quan tâm đến thể diện gì nữa. Bởi vì thanh kiếm này của Diệp Quân thực sự quá lợi hại. Dứt lời, một luồng u quang đột nhiên ập đến từ bên cạnh như một tia chớp, chớp mắt đã chém tới phía sau lưng của Diệp Quân. Tốc độ của luồng u quang này thực sự quá nhanh. Diệp Quân chỉ có thể từ bỏ việc truy sát Khư Nghiệt, hắn xoay người, chém mạnh một nhát kiếm xuống. Xoẹt!
cùng với một tiếng xé toạc chói tai vang lên, luồng u quang cứ như vậy mà bị nhát kiếm này cứng rắn xé toạc ra, u quang bắn ra xung quanh. Diệp Quân nhìn về phía xa xa, trong tay của Phù Việt đang cầm một võ khí thần bí. Võ khí đó giống như một con thoi, tỏa ra u quang rực rỡ. Lúc này Phù Việt cũng đang nhìn hắn. Bỗng nhiên Diệp Quân biến mất, Phù Việt khẽ nheo mắt lại, tay phải nắm chặt con thoi. Trong phút chốc, bên trong nó bộc phát ra muôn vàn luồng u quang dày đặc như mưa bão mà lao về phía Diệp Quân. Nhưng, cùng với nhát kiếm của Diệp Quân, muôn vàn luồng u quang lại bị kiếm của hắn xé toạc ra một lần nữa. Diệp Quân tiếp tục lao thẳng về phía trước, trực tiếp chém đến trước mặt Phù Việt. Ánh mắt của Phù Việt lóe lên một tia dữ tợn, tay cầm con thoi đập mạnh về phía Diệp Quân, vô số u quang như thủy triều tràn ra ngoài, bao trùm khu vực này trong nháy mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên từ trong tinh hà. Từng luồng u quang, kiếm quang và khí tức khủng bố không ngừng bùng phát. Phù Việt liên tục lùi mạnh về phía sau, nhưng lùi chưa được bao lâu thì bộ áo giáp trên người ông ta lại run lên dữ dội, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào Diệp Quân ở phía xa xa. Chẳng bao lâu, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên từ trong vũ trụ tinh hà, khiến cho toàn bộ vũ trụ tinh hà bị rung chuyển dữ dội. Ban đầu, Phù Việt dựa vào áo giáp và thần thoi mới có thể miễn cưỡng chống lại Diệp Quân. Nhưng cứ đánh như vậy, mọi người đều phát hiện, Phù Việt đã bắt đầu yếu thế, ông ta đang dần bị Diệp Quân áp chế lại. Thấy cảnh này, Khư Nghiệt đột nhiên nhìn Toại Cổ Kim ở bên cạnh, có phần bất mãn, Toại đại nhân, chúng ta cứ ở đây lãng phí thời gian với hắn như vậy sao? Hiển nhiên ông ta muốn lao đến đánh hội đồng, chỉ là nếu nền văn minh cựu thổ cùng lao đến tấn công, thì có phần mất mặt. Vì vậy, ông ta muốn ba nền văn minh cùng nhau liên thủ lại. Toại Cổ Kim thờ ơ liếc nhìn ông ta, bình tĩnh đáp, Khưu trưởng lão bây giờ mới bắt đầu chú trọng sao? Sắc mặt Khưu Nghiệt vô cùng khó coi, giống như mắc táo bón. Thực ra từ lúc bắt đầu cho đến vừa nãy, nền văn minh cựu thổ đều không thực sự coi trọng Diệp Quân. Nếu có thì bọn họ sẽ không đến mức ngay cả một cường giả ở cấp bậc cao cũng không phái tới đây. Trong ba nền văn minh cũng chỉ có nền văn minh Toại Minh là thực sự xem trọng. Dù sao, địa vị của Toại Cổ Kim ở nền văn minh Toại Minh rất cao, thuộc tầng lớp lãnh đạo nòng cốt chân chính. Khưu Nghiệt thu hồi lại suy nghĩ, ông ta trầm giọng nói, Toại đại nhân, người này thực sự quá yêu nghiệt, nếu chúng ta không giết hắn ngay tại đây. Toại Cổ Kim nhìn Khưu Nghiệt, ý của ta là với sức mạnh chúng ta có ở đây thì có thể giết hắn, nhưng không đủ để đối phó người ở phía sau hắn, ông hiểu không? Khư Nghiệt sửng sốt. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm ông ta, khi ông định đánh chết hắn, chẳng lẽ ông cho rằng người ở phía sau hắn sẽ không xuất hiện sao? Nếu người ở phía sau hắn xuất hiện, vậy ông sẽ ứng phó như thế nào? Lại gọi người tới sao? Khư Nghiệt yên lặng không nói, ông ta quả thực không nghĩ nhiều như vậy. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn Phù Việt đã bị áp chế gắt gao ở phía xa xa, tất nhiên, nói với ông những điều này cũng không có tác dụng gì. Đến lúc này, nền văn minh cựu thổ của ông hẳn là đã thực sự chú trọng đến rồi. Khưu Nghiệt đang định nói gì đó thì ở phía xa xa, thời không đột nhiên bị phá vỡ, một luồng kiếm quang cứng rắn chém lui Phù Việt ra xa gần chục nghìn trượng. Mà khi ông ta dừng lại, áo giáp trên người ông ta đã đầy vết kiếm. Không những thế, thần thoi trong tay ông ta cũng có những vết kiếm chẳng chịt, vô cùng vỡ nát, gần như bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đồng loạt nhìn về thanh kiếm trong tay Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ và tò mò. Thanh kiếm này rốt cuộc là thanh thần kiếm gì? Diệp Quân đột nhiên biến mất. Soạt! Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một luồng kiếm quang đã chém về phía Toại Cổ Kim. Mà giờ phút này, kiếm quang tỏa ra trên người Diệp Quân đã biến thành màu đỏ tươi. Sức mạnh huyết mạch dâng trào. Dưới sự gia tăng của sức mạnh huyết mạch phong ma, uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn mấy lần bất kỳ những nhát kiếm nào trước đó. Mà khi kiếm của hắn còn cách Toại Cổ Kim vài trượng, lại có hai luồng sức mạnh huyết mang từ trong người hắn dâng trào ra ngoài. Huyết mạch viêm hoàng, huyết mạch phàm nhân. Vào lúc này, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng dâng trào lên. Vào khoảnh khắc ba loại sức mạnh huyết mạch cùng được thúc giục, uy lực của nhát kiếm này của Diệp Quân lại tiếp tục tăng mạnh. Nhát kiếm này chém tới, thời không trong phạm vi hàng triệu dặm xung quanh trực tiếp bị giãn nứt, hơn nữa còn lan ra khắp xung quanh với tốc độ cực nhanh. Tinh vực này hoàn toàn không chịu được nổi nhát kiếm này của hắn. Tất cả cường giả đều sợ hãi.
Mục tiêu của Diệp Quân vẫn là toại cổ kim, hắn gắt gao nhìn toại cổ kim, chỉ khi diệt trừ được người phụ nữ này trước, thì hắn mới có con đường sống. Đối mặt với nhát kiếm đáng sợ này của Diệp Quân, toại cổ kim lại vô cùng bình tĩnh. Mà chính vào lúc này, sau lưng toại cổ kim, quan cận vệ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt cô ta. Tay phải ông ta nắm chặt, sau đó đấm mạnh vào kiếm của Diệp Quân. Quyền mang nóng rực như nước lũ, khí tức quyền thế cường đại khiến cho vũ trụ tinh hà sôi sục lên. Nhát kiếm của Diệp Quân vậy mà lại bị quyền thế của Nguyên Vũ cứng rắn chấn áp lại. Sắc mặt của Nguyên Vũ trắng bệch trong nháy lát, cùng lúc đó, luồng quyền mang đó bị vỡ vụn, nhát kiếm của Diệp Quân vẫn tiếp tục lao đến, đâm thẳng vào trán của Nguyên Vũ. Lúc này, Nguyên Vũ bỗng nhiên chắp hai tay lại, trực tiếp kẹp chặt kiếm của Diệp Quân, nhưng cơ thể của ông ta lại bị nhát kiếm của Diệp Quân đè quỳ xuống dưới đất. Đồng thời, toàn thân ông ta đang bắt đầu nứt ra từ chút một, vô số máu tươi không ngừng bắn ra ngoài. Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt ông ta tràn đầy sự nghiêm túc. Lúc này không chỉ có thân xác ông ta đang dần bị nứt toác, mà ngay cả xương cốt cũng xuất hiện vết nứt. Sức mạnh võ đạo của ông ta căn bản không thể chịu đựng nổi nhát kiếm này của Diệp Quân. Nhưng, ông ta không thể lùi bước. Bởi vì sau lưng ông ta chính là toại cổ kim. Nguyên Vũ đột nhiên gào thét, trong phút chốc, toàn thân ông ta bỗng nhiên bùng cháy. Thân xác bùng cháy. Linh hồn bùng cháy. Vào lúc này, khí tức quyền thế tỏa ra ở xung quanh ông ta điên cuồng tăng vọt. Nhưng vẫn không thể chống đỡ được kiếm thế của Diệp Quân. Kiếm thế của Diệp Quân gắt gao trấn áp quyền thế của Nguyên Vũ. Giờ phút này, toàn thân Nguyên Vũ đã bị rạn nứt như mạng nhện, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, đáng sợ vô cùng. Bỗng nhiên, tay phải Diệp Quân nhấn về phía trước. Cùng với động tác của Diệp Quân, thân xác của Nguyên Vũ trực tiếp bị nổ tung, vô số máu thịt văng ra ngoài. Mà khi chỉ còn lại linh hồn, Nguyên Vũ lập tức biến sắc, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được. Thanh kiếm ở trong tay Diệp Quân có tác dụng khắc chế linh hồn. Giờ phút này, lòng ông ta như cho tàn, bởi vì ông ta hiểu rất rõ, đối mặt với nhát kiếm tiếp theo của Diệp Quân, ông ta căn bản không có cách nào ngăn cản lại được. Chính vào lúc kiếm thanh huyền của Diệp Quân định hấp thụ hoàn toàn linh hồn của Nguyên Vũ thì bất chợt có một luồng khí tức thần bí từ bên cạnh truyền tới. Diệp Quân khẽ nheo mắt, trực tiếp bỏ qua Nguyên Vũ, chém mạnh một nhát kiếm về phía bên cạnh. Luồng kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân liên tục lùi ra xa gần chục nghìn trượng, khi vừa dừng lại, sức mạnh huyết mạch và kiếm ý ở khắp người hắn vậy mà lại bị vỡ tan, nhưng rất nhanh đã ngưng tụ lại. Một vệt máu tươi từ từ tràn ra từ khóe miệng hắn. Quan cận vệ đứng đầu. Ai nấy đều như khiếp sợ mà kêu lên. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào đứng cách đó mấy trăm trượng. Tay phải của người đàn ông trung niên đặt ở sau lưng, còn tay trái thì nắm chặt thành nắm đấm, bình tĩnh nhìn hắn. Quan cận vệ đứng đầu Hình Chu. Một người cảnh giới bất hủ đế chủ. Hình Chu nhìn Diệp Quân chằm chằm, không nói lời nào, ông ta tiến lên một bước, một luồng khí tức võ đạo lập tức bao vây tinh vực cả trăm vạn dặm, lúc này mọi người ở trong đó đều cảm nhận được một cảm giác áp bức nghẹt thở đến đáng sợ. Ở đằng xa, không gian chỗ Diệp Quân bị sụp xuống. Hủy diệt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ là một luồng khí mà uy lực đã khủng khiếp đến thế. Gần như là cùng một lúc, Diệp Quân đã biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang vạn trượng lướt qua, khí tức võ đạo mà Hình Chu phóng ra xé ra một cái lỗ lớn, thoáng chốc kiếm quang đã lao đến trước mặt Hình Chu. Ngón tay Hình Chu chỉ vào mũi kiếm của kiếm thanh huyên. Thời không hàng trăm vạn trượng bỗng chốc sụp đổ, xung quanh biến thành bóng tối, từng luồng khí tức võ đạo đáng sợ và khí tức kiếm đạo tiếp tục lan ra xung quanh như sóng, vài cường giả cựu thổ có thực lực khá yếu đuối bị đánh văng ra xa. Keng! Lúc này, một tiếng kiếm kêu bỗng vang lên, sau đó từng tia kiếm quang đan chéo bao phủ khu vực phía xa, thế kiếm cực mạnh cộng thêm khí tức huyết mạch liên tục lan ra, ai chạm vào đều sẽ bị giết chết. Đại chiến! Khi nhìn thấy thực lực của Diệp Quân có thể sánh ngang với Hình Chu, mọi người đều tỏ vẻ hoảng sợ, đồng thời không tự chủ được liếc nhìn toại cổ kim ở đằng xa. Người phụ nữ này đánh giá thực lực của Diệp Quân chính xác đến đáng sợ, Diệp Quân này lại có thể sánh ngang với một vị bất hủ đế chủ, đây chỉ là đại đế thật sao? Hay là cảnh giới của tên này chỉ là bề ngoài? Toại cổ kim không nhìn khu vực chiến đấu, cô ta xòe tay ra,
một tia khí tức huyết mạch rơi vào lòng bàn tay cô ta, nhìn khí tức huyết mạch đó, cô ta khẽ cau mày, một lúc sau cô ta mới nhìn khu vực chỗ Diệp Quân, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì. Cách đó không xa, lúc này Khưu Nghiệt và Phù Việt cũng cảm nhận được khí tức huyết mạch tỏa ra từ Diệp Quân, hai người im lặng một chốc, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Đúng lúc này, khu vực kiếm quang ở đằng xa bỗng nứt ra, sau đó Diệp Quân và hình chu đó cùng lùi về sau dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Mà trước mặt hai người, từng khí tức võ đạo đáng sợ và khí tức kiếm đạo, cùng với sức mạnh huyết mạch dâng lên như sóng thần, vô cùng đáng sợ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, được sức mạnh huyết mạch hỗ trợ, khí tức của hắn vẫn đang liên tục trở nên mạnh hơn. Diệp Quân mở mắt ra, trong mắt đầy máu, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn đến toại cổ kim cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Quân bỗng biến thành một tia kiếm quang rồi bay lên trời, lao thẳng vào tận sâu tinh hà. Cho dù muốn đánh cũng không thể đánh ở nơi này. Vì ở đây chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết, hiện giờ hắn chỉ có thể đánh du kích. Nhưng chẳng mấy chốc, dây sắt màu đỏ máu trước đó lại xuất hiện, từng luồng sức mạnh đáng sợ lan về phía hắn. Diệp Quân giơ tay đánh một nhát kiếm này bỗng chốc chém nứt xiềng xích sắt đỏ như máu, thời không bị giam cầm xung quanh lập tức trở nên bình thường. Đúng lúc hắn định dùng kiếm thanh huyên xuyên qua thời không thì một luồng khí tức cực mạnh bỗng tấn công từ phía sau hắn. Lúc này hắn cảm thấy khu vực thời không mà mình đang ở đứng bị thứ gì đó kẹp chặt. Diệp Quân không nghĩ nhiều, xoay người chém một nhát kiếm. Vèo! Một luồng sức mạnh bí ẩn bị hắn chém đứt. Lúc này hình chu xuất hiện ở trước mặt hắn. Không những thế, một màn sáng bí ẩn bỗng rơi xuống từ tận sâu tinh hà, bao trùm khu vực thời không tối tăm nơi hắn đang đứng. Thời không bị bao vây. Diệp Quân bỗng đánh một nhát kiếm. Màn sáng đó vừa tiếp xúc với kiếm thanh huyên của Diệp Quân thì rung lên dữ dội, sau đó nứt vỡ. Diệp Quân bay thẳng lên trời, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối tinh hà. Hình chu định đuổi theo nhưng lúc này toại cổ kim bỗng nói, để hắn đi đi. Vừa nghe nói thế, mọi người đều ngạc nhiên, mọi người quay đầu lại nhìn toại cổ kim, cảm thấy khó hiểu. Khư Nghiệt tức giận nói, để hắn đi, tên này yêu nghiệt như thế, để hắn đi, sau này. Toại cổ kim nhìn Khưu Nghiệt như đang nhìn tên ngốc. Ánh mắt này quả thật làm tổn thương người khác, Khưu Nghiệt tức đến mức mặt mày xanh mét, ông ta cũng không thèm để ý đến việc kẻ trước mặt này đáng sợ thế nào, đang muốn nổi giận thì lúc này Phù Việt của nền văn minh vĩnh sinh đằng xa đột nhiên xuất hiện kéo ông ta lại. Toại cổ kim phất lờ Khưu Nghiệt, xoay người đi về tận sâu tinh hà. Khưu Nghiệt cực kỳ tức giận, ông ta nhìn Phù Việt, người kéo ta đi làm gì? Ta! Phù Việt nói. Nơi này có gần cựu thổ không? Khư Nghiệt sửng sốt, ngươi làm gì? Phù Việt nhìn Khư Nghiệt, nơi này quá gần cựu thổ, nếu mà đánh nhau thì sẽ ảnh hưởng đến cựu thổ. Khư Nghiệt tức giận nói, chỉ dựa vào hắn, sức chiến đấu của hắn mạnh thật nhưng nếu chúng ta cùng tấn công. Phù Việt trầm giọng nói, chỉ một mình hắn thì không thể, nhưng hắn chỉ có một mình thôi sao? Lúc này hình như Khư Nghiệt đã hiểu được gì, ông ta cũng dần bớt giận. Sau đó nói, ý của ngươi là? Phù Việt gật đầu, trầm giọng nói, chắc chắn người này không phải người bình thường, việc chúng ta phải làm bây giờ không chỉ là giết hắn. Lẽ nào ngươi không biết chiêu trò đánh nhỏ để dụ người lớn sao? Khư Nghiệt lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Sức mạnh huyết mạch của hắn quả thực không đơn giản, chẳng qua là cha hắn hoặc tổ tiên của hắn rất mạnh, nhưng hiện giờ ba nền văn minh chúng ta đã hợp tác với nhau, nếu cha và tổ tiên hắn dám lộ diện. Cũng phải đánh cho chúng sợ bỏ chạy. Khư Nghiệt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Phù Việt bỗng ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không, khẽ nói, Khư trưởng lão, cho dù ngươi có thừa nhận hay không thì trí thông minh của chúng ta cũng không được như người phụ nữ đó. Nể tình bạn lâu năm của chúng ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng vì những chuyện vô nghĩa như vậy mà đắc tội với người phụ nữ đó, nếu không ngươi sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Nói rồi ông ta sử dụng cơ giáp, sau đó biến mất ở tận cuối tinh hà. Sắc mặt Khư Nghiệt cực kỳ khó coi. Trong một tinh không nào đó, một tia kiếm quang bỗng lao ra, chính là Diệp Quân, hắn nhìn xung quanh, tinh hà yên tĩnh đến mức hơi bất thường. Tiểu Tháp bỗng thở phào, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Diệp Quân lại lắc đầu, chúng cố ý để ta chạy thoát. Tiểu Tháp ngạc nhiên, đây. Tinh hà xung quanh bỗng rung chuyển, ngay sau đó thời không đằng xa nứt ra. Đám người toại cổ kim chậm rãi bước ra.
Hình Chu đã xuất hiện ở phía sau Diệp Quân từ bao giờ? Thời không bên phải Diệp Quân bỗng nứt ra, một ông lão chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông lão này, Khương Nghiệt bỗng biến sắc, sau đó cung kính chào, sư phụ. Đám cường giả cựu thổ phía sau ông ta cũng lần lượt chào, chào Hòe Tôn. Hòe Tôn, người đến không ai khác chính là Hòe Di, người đứng thứ ba của cựu thổ, cũng là người nắm quyền của nền văn minh cựu thổ hiện tại, vì chủ của nền văn minh cựu thổ và thái thượng trưởng lão của cựu thổ đều không có mặt ở cựu thổ. Gần như cùng lúc đó, thời không bên trái bỗng nứt ra, sau đó một bóng người bay ra, hư ảnh dần ngưng tụ lại, là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đơn giản, hai tay chắp lại trước ngực, rất trang nghiêm và trang nhã. Phù Việt vội bước đến trước chào, chào Nguyệt các chủ. Nhiễm Nguyệt, các chủ của Vĩnh Sinh các ở nền văn minh Vĩnh Sinh, địa vị chỉ đứng sau chủ nền văn minh Vĩnh Sinh. Ba cường giả cấp bậc bất hủ đế chủ. Sau khi Nhiễm Nguyệt và Hòe Di xuất hiện, họ lập tức nhìn Diệp Quân cách đó không xa, nhìn một lúc, Nhiễm Nguyệt bỗng quay đầu lại nhìn Toại Cổ Kim ở đằng xa, cười nói, lúc đầu ta rất ngạc nhiên, một kiếm tu nhỏ lại khiến Toại các chủ phải chủ động giao chiến, giờ xem ra việc này thật sự là một việc rất cần thiết. Hòe Di khẽ gật đầu, đúng thế thật. Con đường trật tự. Thật ra bây giờ có không ít người đi theo con đường trật tự, nhưng người có thể bước ra từ con đường đó thì không có mấy người. Mà Diệp Quân trước mặt này đã sắp thành công. Những người như vậy thì phải đánh chết. Lúc đầu nền văn minh cựu thổ và nền văn minh Vĩnh Sinh là vì khinh thường nền văn minh Toại Minh nên mới cho nền văn minh Toại Minh cơ hội. Có thể phạm sai lầm. Nhưng nếu liên tiếp sai lầm cùng một lỗi thì đúng là ngu ngốc. Nhiễm Nguyệt bỗng cười nói, đừng lãng phí thời gian nữa, nền văn minh Vĩnh Sinh ta đến trước. Nói rồi cô ta bỗng giơ tay lên. Một tia sáng bỗng lao ra từ đầu ngón tay cô ta, lúc đầu chỉ có cánh tay thô ráp, nhưng khi đến trước mặt Diệp Quân thì đã mấy vạn trượng. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên chém một nhát kiếm này chém vào tia sáng đó, nhưng lúc này hàng ngàn vạn luồng sáng bỗng tuôn ra từ tia sáng. Đồng tử Diệp Quân co rụt lại, thu kiếm lại chặn trước mặt. Ầm, thoáng chốc Diệp Quân bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại. Rất nhiều phi thuyền cơ giáp màu tối xuất hiện trong thời không xung quanh hắn, ngay sau đó vô số luồng sáng phun ra, tràn ngập khu vực Diệp Quân đang đứng. Không gian tĩnh lặng. Vèo. Lúc này một tiếng kiếm kêu bỗng vang vọng, sau đó một tia kiếm quang lao ra, đánh thẳng về phía Nhiễm Nguyệt. Thấy thế Nhiễm Nguyệt khẽ cười, cô ta giơ cánh tay ra, một cánh tay cơ giáp xuất hiện, cô ta tung ra một quyền. Bụp. Kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quân bị đẩy lùi ra sau mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, thời không phía trên đầu hắn bỗng vỡ vụn, sau đó một bàn tay cơ giáp khổng lồ rực lửa vạn trượng đập xuống. Diệp Quân dậm mạnh chân phải xuống, biến thành một tia kiếm quang rồi phóng lên trời, nhát kiếm đâm mạnh vào tay của cơ giáp lửa khổng lồ, thế nhưng nhát kiếm này của hắn không thể đâm thủng bàn tay cơ giáp lửa khổng lồ. Ngược lại, bàn tay khổng lồ bỗng tóm lấy hắn như muốn bóp chết hắn. Trong thời khắc sinh tử này, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên hung ác, hắn dậm chân phải, giơ kiếm lên. Lúc này, hắn và kiếm Thanh Huyên đã hợp thành một. Vèo. Trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của cơ giáp hỏa diễm siết chặt, Diệp Quân chém giết về phía đó. Trong khoảnh đó, Diệp Quân xoay người, dùng kiếm tấn công Nhiễm Nguyệt từ xa. Cách xa hàng ngàn trượng, hắn lập tức lao đến. Trong mắt Nhiễm Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào kiếm Thanh Huyên trên tay Diệp Quân. Trong lòng hơi tò mò, khi thanh kiếm kia gần cô ta, vẻ mặt cô ta không thay đổi, tay phải siết chặt, đánh ra một quyền, quả đấm cơ giáp hung hăng đánh về phía kiếm quang của Diệp Quân. Ầm, quyền này, đã ép kiếm quang của Diệp Quân dừng tại chỗ. Ngay khi Diệp Quân chuẩn bị vung kiếm lần nữa, tay phải của Nhiễm Nguyệt đột nhiên vung lên, luồng pháo sáng từ trong tay cơ giáp đột nhiên bắn ra ngoài, ngay lập tức sức mạnh cường đại đánh Diệp Quân bay ra ngoài. Nhiễm Nguyệt vung tay phải lên. Tia sáng từ trong lòng bàn tay cô ta bay ra, ánh sáng đón gió đột nhiên bùng lên, biến thành thành cỗ máy khổng lồ cao cả ngàn thước, hai tay cầm một thanh cự kiếm tung người nhảy lên chém về phía Diệp Quân. Khi kiếm này chém xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực khủng khiếp, lùi về sau vài bước. Mà phía dưới, Diệp Quân đột hóa thành huyết quang phóng lên trời, hung hăng chém về phía thanh kiếm kia, khi hai thanh kiếm chạm nhau, tinh hà văng tung tóe. Diệp Quân bị sức mạnh to lớn ẩn chứa trong thanh kiếm đánh bay. Mà thanh kiếm kia cũng bị Diệp Quân chém vỡ. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn chỉ cảm thấy nội tạng của mình bị xé rách,
sức mạnh kia thực sự rất đáng sợ. Nhiễm Nguyệt nhìn thanh kiếm bị gãy do Diệp Quân chém, sau đó nhìn Diệp Quân, chư vị, đừng lãng phí thời gian. Không thể không nói, bản thân cô ta cũng kinh ngạc về thực lực của Diệp Quân, đồng thời cô ta phát hiện mình không có cách nào giết chết Diệp Quân trong thời gian ngắn, nếu tiếp tục, sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cô ta dứt lời, sau đó mở lòng bàn tay, có thêm hai gã cơ giáp khổng lồ lao ra, ba gã cơ giáp khổng lồ lao thẳng về phía Diệp Quân. Ba gã cơ giáp khổng lồ đồng loạt lao về phía Diệp Quân, sức mạnh uy áp khiến tinh hà sôi trào. Trong mắt Diệp Quân, biển máu cuồn cuộn, hắn đột nhiên đứng dậy, dùng kiếm chém về phía ba gã cơ giáp khổng lồ. Ầm, một luồng huyết quang bỗng nhiên từ trên trời phun ra, Diệp Quân liên tục rút lui, mà trong quá trình rút lui, không biết hắn đã cảm nhận được điều gì, đồng tử co rút, đột nhiên quay người, dùng kiếm chặn ngang trước ngực. Ầm, vô số kiếm quang đẫm máu vỡ tan tành, Diệp Quân kinh hãi. Miệng phun ra máu. Người ra tay, chính là quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Mà Diệp Quân vừa dừng lại, còn chưa kịp hít thở, một luồng khí tức cường đại cuốn đến, Diệp Quân xoay người, một quyền đánh đến. Chính là hòe di của nền văn minh cựu thổ. Diệp Quân chặn ngang kiếm. Ầm. Diệp Quân lùi mấy vạn trượng, từng luồng huyết quang và kiếm quang chấn động, tản ra bốn phía. Mà lúc này, mấy gã cơ giáp khổng lồ cùng với Hình Chu và Hòe Di đột nhiên biến mất tại chỗ. Ba vị bất hủ đế chủ cùng nhau tấn công, sức mạnh kia đáng sợ đến mức nào. Trong bán kính vạn dặm, tinh vực đã trở nên hư ảo, căn bản không chịu nổi sức mạnh của bọn họ. Ầm. Dưới ánh mắt của mọi người, ba luồng khí tức đáng sợ đánh về phía phiến thời không của Diệp Quân, chỉ trong nháy mắt, khu vực đó nổ tung, cùng với vô số khu vực khác, còn có huyết quang và kiếm quang, đồng thời, có bóng người bay ra ngoài. Chính là Diệp Quân. Diệp Quân bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, không chỉ như vậy, giờ phút này toàn thân hắn xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Thực lực của ba cường giả bất hủ đế chủ không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể chịu được. Mà ba người Hình Chu cũng không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, hắn vừa dừng lại đã có mấy luồng khí tức hủy thiện diệt địa bay thẳng về phía hắn, theo luồng khí tức này, vạn vật xung quanh trở nên im lặng, khu vực tinh vực xung quanh bắt đầu nổ tung. Vô cùng kinh khủng, thấy ba người vọt về phía mình, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, thân xác và linh hồn cũng bị đốt cháy, giờ khắc này, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, hắn không lùi bước, bởi vì lúc này hắn không thể lùi bước. Hắn lao về phía trước, kiếm quang đỏ như máu quét qua sân, lao về phía ba người Hình Chu. Ầm. Đột nhiên, có tiếng nổ đinh tai vang lên từ phía tinh vực, ngay sau đó, trong mắt vô số người, kiếm quang đẫm máu như bị đánh tan, Diệp Quân nặng nề bay ra ngoài. Lần này Diệp Quân bay đi mấy trăm ngàn trượng, vừa dừng lại, mấy trăm ngàn trượng thời không sau lưng hắn hóa thành hư vô. Cổ họng Diệp Quân ngọt ngọt, máu phun ra ngoài. Mà vẻ mặt của ba người Nhiễm Nguyệt hơi nghiêm trọng, bởi vì trên người ba người đã có hơn chục vết kiếm. Thiếu niên này lấy một chọi ba, có thể làm bọn họ bị thương. Mà hắn mới đến cảnh giới đại đế. Từ lúc nào mà cảnh giới đại đế mạnh như vậy? Ba người nhìn nhau, trong mắt có sát ý, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên có giọng nói truyền đến, chờ một chút. Nghe được lời này, ba người đều giật mình, quay đầu nhìn, xa xa. Có cô gái đang đi đến. Cô gái mặc váy đỏ. Thương Hồng Y. Thấy Thương Hồng Y, ba người hơi nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, họ đều cúi người thi lễ với Thương Hồng Y. Cho dù là Toại Cổ Kim cũng phải cúi người thi lễ với Thương Hồng Y. Thương Hồng Y không thèm để ý đến bọn họ, mà chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân. Lúc này, nhìn Diệp Quân vô cùng thê thảm, toàn thân gãy vụn, có thể nhìn thấy xương cốt, bàn tay cầm kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt. Nhưng vẫn tản ra sát ý và kiếm ý ngút trời như cũ. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, trên mặt là nụ cười nhạt, ta hơi kinh ngạc, không ngờ ngươi sẽ đến cựu thổ sớm như vậy, dĩ nhiên, không ngờ ngươi có thực lực khá như vậy. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Y, ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thương Hồng Y nói, ngươi cho rằng ngươi có sức mạnh tín ngưỡng chưa dùng đến, cho nên, muốn thử lần cuối, đến bắt ta sao? Cô ta vừa nói. Khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy trêu chọc, đến đi, bọn ta chờ ngươi sử dụng sức mạnh tín ngưỡng của ngươi. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhưng vừa lau xong, máu lại phun ra, hắn không thèm để ý nữa,
nhìn Thương Hồng Y trước mặt, thú vị không? Thương Hồng Y cười nói, đương nhiên là thú vị. Đang nói, cô ta đột nhiên vươn tay về phía Diệp Quân, gần như cùng lúc đó, Diệp Quân cầm kiếm đâm ra, tuy nhiên tay cô ta nhanh hơn, nhàng chạm vào ngực Diệp Quân. Diệp Quân bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn từng chút, khi dừng lại, hắn chỉ còn lại linh hồn. Thương Hồng Y chậm rãi đi về phía Diệp Quân, cười nói, sao nhàm chán vậy? Ta có sở thích xem mấy con kiến hôi tự cho mình là đúng đứng lên chống lại ta, không phải chỉ mình ngươi, mà tất cả mọi người đều như vậy. Khi đang nói chuyện, cô ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ta bay lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, như vậy đi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ không giết ngươi nữa. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, vùng kiếm đâm ra. Nhưng kiếm thanh huyên của hắn cách lông mày Thương Hồng Y nửa tấc, dù hắn có thúc giục kiếm ý và sức mạnh huyết mạch như thế nào cũng không thể tiến thêm được nửa tấc. Thương Hồng Y cười, cô ta đột nhiên duỗi ra hai ngón tay hất kiếm thanh huyên ra ngoài. Diệp Quân lập tức bị kiếm đánh ngã, lúc này, linh hồn của hắn đã trở nên hư ảo, kiếm thanh huyên run rẩy kịch liệt, hắn nhanh chóng ổn định thần hồn. Mà ở phía xa, Thương Hồng Y lấy ra một quả trái cây đỏ rực, cắn mạnh một miếng. Cười nói, ta thích sự cứng rắn của ngươi, bởi vì khi bẻ từng chút, mới có cảm giác thành tựu. Diệp Quân nhìn linh hồn hư ảo của mình, hắn nhìn xung quanh, ba vị cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ đang nhìn hắn, trong bóng tối có rất nhiều khí tức mơ hồ. Mà ngay lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên giơ tay phải ra, nhẹ nhàng đè lên người Diệp Quân, mà cái đè này, có luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên bao phủ lấy Diệp Quân, buộc hắn phải quỳ xuống. Tay phải Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên, gắt gao chống đỡ, nhưng chân hắn vẫn từ từ khuỵ xuống, không chỉ như vậy, giờ phút này, thần hồn của hắn càng trở nên hư ảo hơn. Diệp Quân bỗng nhiên gầm lên, linh hồn bị thiêu đốt, trong lúc linh hồn hắn đang bị thiêu đốt, thì kiếm thanh huyên cũng bị đốt cháy. Bùm! Trong chớp mắt, Diệp Quân gắng gượng đập vỡ luồng khí thế trên người. Xa xa, Thương Hồng Y cắn mạnh vào quả trái cây, cười nói, đến, chém ta đi. Diệp Quân không xuất kiếm, ánh mắt hắn chậm rãi quét qua, ba vị cường giả của nền văn minh cựu thổ, cuối cùng rơi vào người Thương Hồng Y, hắn khẽ nói, cha, lần này còn đã cố hết sức, thật sự là đã cố hết sức, những người này bắt nạt người quá đáng. Nói xong, hắn không chịu đựng được nữa, ngã xuống đất. Rắc rắc, thời không đột nhiên nứt ra, một cánh tay thò ra ngoài, sau đó đỡ lấy Diệp Quân. Là người đàn ông áo trắng. Xa xa. Thương Hồng Y đột nhiên cười mỉm, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, vì hắn mà lâu lắm mới ra ngoài, thú vị đấy. Cô ta nhìn người đàn ông mặc áo trắng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người phụ nữ váy trắng. Có đen thì nhất định có xanh. Khóe miệng Thương Hồng Y nhếch lên, thú vị, còn mua một tặng một nữa. Lúc này, mọi người ở đây mới hiểu được mục đích thật sự của Thương Hồng Y là người sau lưng Diệp Quân. Mà sau khi Thương Hồng Y nói xong, bên trong cựu thổ lần lượt có từng khí thế mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở giữa sân, trong phút chốc, toàn bộ tinh hà lập tức gợn sóng. Ở phía sau toại cổ kim có mấy trăm cường giả thân mang chiến giáp màu vàng sậm đứng thẳng tắp, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở đáng sợ, những hơi thở đó khiến thời không xung quanh họ không ngừng rung lên. Thần vệ toại minh. Đây là một nhánh quân đội còn tinh nhuệ hơn cả quân cận vệ toại minh. Họ chỉ xuất hiện ở trong các cuộc chiến tranh trọng đại của nền văn minh. Mà bây giờ tất cả thần vệ toại minh đều xuất quân. Sau lưng hòe di của cựu thổ cũng xuất hiện mấy trăm cường giả, những cường giả này đều mặc chiến giáp đỏ rực, trên giáp còn được phủ thêm tấm vải đỏ nhạt, ai nấy cũng cầm thương trong tay, khí thế bức người, hơi thở không hề thua kém gì thần vệ toại minh của nền văn minh toại minh. Cựu thần vệ. Đây là đội cận vệ của cựu thần năm đó. Cũng là quân đội tinh nhuệ nhất của nền văn minh cựu thổ, đừng nói là người ngoài khó thấy được họ, cho dù là người của văn minh cựu thổ cũng rất hiếm khi thấy họ xuất hiện, bọn họ chỉ lộ diện trong các trận chiến tranh lớn. Phía sau Nhiễm Nguyệt cũng xuất hiện mấy trăm cường giả cơ giáp, họ đều đang khoác trên mình các bộ tiên giáp hùng mạnh. Đội cơ giáp Vĩnh Sinh. Đây cũng là một nhánh quân đội khủng bố được nền văn minh Vĩnh Sinh bồi dưỡng ra. Năm đó nền văn minh Vĩnh Sinh có thể đặt chân lên cựu thổ không thể không kể đến công lao của đội cơ giáp này. Cơ giáp trên người bọn họ đều là những bộ tiên giáp cực phẩm, không chỉ thể, mỗi một người còn ghép đôi với một đội hậu cần.
quân đội tinh nhuệ của ba nền văn minh đều đã xuất trận. Không chỉ thế, bên trong cựu thổ vẫn còn có các hơi thở mạnh mẽ khác đang cuộn trào. Đó là đại sát khí đạo chiếu của nền văn minh Toại Minh, lúc này nó đã được khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động, hủy diệt tất cả. Cạnh đó là đại sát khí của văn minh cựu thổ, sát trận cựu thần, lúc này cũng đã trong thế chờ phát động, từng luồng khí tức hùng hậu đang không ngừng hội tụ về trung tâm trận pháp, chỉ đợi một tiếng lệnh thì sẽ lập tức bộc phát, xóa sổ tất cả. Bên trong một dãy núi bạt ngàn của nền văn minh Vĩnh Sinh, một quang trận khổng lồ đã được khởi động, trong trận pháp có vô số luồng sáng đang tụ vào chính giữa, giống núi lửa đang sôi cụ, những khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong đó. Trong tinh không, mọi người đua nhau nhìn về phía người đàn ông áo trắng cùng cô gái váy trắng, Toại Cổ Kim đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một nỗi bất an. Người đàn ông áo trắng đang ôm Diệp Quân chỉ còn lại linh hồn, trong mắt ánh lên một tia đau lòng, chính ông ấy cũng từng đi qua con đường như vậy, tất nhiên biết rõ con đường này không hề dễ đi, nhưng ông ấy không thể làm gì khác, bởi vì đây là con đường mà Diệp Quân đã chọn, Diệp Quân phải tự trải qua. Ông ấy nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn của Diệp Quân, chỉ một chạm thôi thân thể của Diệp Quân đã khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thần hồn của hắn cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn thấy người đàn ông áo trắng, hắn cười khổ rồi gọi, cha. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, nở nụ cười hòa ái. Diệp Quân vội vã đứng dậy, hắn nhìn về phía cô gái váy trắng ở bên cạnh, cô. Cô gái váy trắng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân có hơi sợ, vậy là cô đang vui hay không vui vậy? Cách đó không xa, Thương Hồng Y đột nhiên nở nụ cười, vẫn là thần thái tự tin ung dung, đến cả hai luôn à. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y, Thương Hồng Y cũng nhìn lại hắn, cười hỏi, nhìn hiểu chưa? Diệp Quân nói, khi đó cô không giết tôi là vì muốn dẫn người sau lưng ta ra. Thông minh! Thương Hồng Y nở nụ cười, ngươi cho rằng lúc trước ta không nhìn thấy tiểu tháp của ngươi, không thấy được huyết mạch của ngươi. Không nhìn ra được kiếm của ngươi bất phàm. Diệp Quân rất khó hiểu, ta và cựu thổ các cô không thù không oán, sao cô phải làm đến mức đó? Thương Hồng Y cắn một miếng trái cây, cười đáp, đây là một chuyện rất đơn giản mà. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, vì ta tu trật tự. Thương Hồng Y chỉ cười không nói. Diệp Quân tiếp tục nói, bởi vì ta tu trật tự, còn tu ra thành tựu, hơn nữa sau lưng lại có thế lực mạnh mẽ chống đỡ nên khiến cho các cô kiêng kỵ, các người không muốn bất kỳ nhân tổ không xác định nào xuất hiện, tranh giành lợi ích với các cô, vậy nên các cô mới liên thủ nhắm vào ta, tất nhiên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thương Hồng Y, chắc chắn còn có một nguyên nhân khác, đó là lợi ích, các người muốn liên thủ để thâu tóm thế lực sau lưng ta. Thương Hồng Y nở nụ cười, thông minh. Chỉ một mình ngươi thì sao có thể khiến chúng ta phải hao phí nhiều sức lực như vậy? Tất nhiên còn một nguyên nhân khác nữa, nhưng không nói cho ngươi biết. Nói rồi, CEO ta nhìn người đàn ông áo trắng và cô gái váy trắng bên cạnh Diệp Quân, như lời ngươi nói, mục đích thực sự của cựu thổ chúng ta là thâu tóm nền văn minh phía sau ngươi, ha ha. Vừa phòng ngừa được tai ương xảy ra, vừa có thể kiếm lợi. Một mũi tên trúng hai đích. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thương Hồng Y. Các ngươi chắc là không biết gì về thế lực ở sau ta cả, đúng không? Thương Hồng Y cười nói, vậy nên ba nền văn minh chúng ta mới liên thủ lại, hiện tại trong các vũ trụ nền văn minh mà chúng ta thăm dò được, chỉ có văn minh tổ trong truyền thuyết mới có thể chèn ép được cựu thổ chúng ta. Ngươi đừng nói với ta là ngươi tới từ nền văn minh tổ nhé. Ha ha! Diệp Quân im lặng. Thương Hồng Y nhìn người đàn ông cùng cô gái váy trắng, mỉm cười nói, chỉ với hai người thì hình như không đủ. Ta có thể cho các ngươi thời gian để gọi thêm người. Diệp Quân quyết đoán lui sang một bên. Để cha hắn lên sàn biểu diễn. Người đàn ông áo trắng nhìn hắn, thấy ánh mắt của cha, mí mắt Diệp Quân giật lên, đừng bảo cha hắn đình công ngay lúc này nhé. Người đàn ông áo trắng cười nói, con họ Dương hay họ Diệp? Đệt! Diệp Quân trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tháp cười phá lên ha ha, cũng chỉ có cha ngươi mới có thể trị được tên lươn lẹo nhà ngươi thôi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, cười mà như không cười, cứ nói lời thật lòng của con đi, cha không có ý gì đâu, thật đó. Mồ hôi lạnh của Diệp Quân chảy xuống, cha, bây giờ mà thảo luận chuyện này hình như không thích hợp lắm.
Người đàn ông áo trắng nở nụ cười của cha hiền, cha không phải là loại người mưu mô, con cứ việc nói thẳng. Cha đảm bảo sẽ không đánh con, cũng không làm khó dễ gì con đâu. Tháp gia có thể làm chứng, phẩm chất của cha con vẫn tốt lắm. Tiểu tháp, Diệp Quân đau chứng thật sự, hôm nay cha hắn bị làm sao vậy? Sao mà trả lời câu này được? Cái này mà trả lời không khéo thì một là đắc tội cha, hai là đắc tội ông nội, hai người này không ai là tầm thường hết, đắc tội bọn họ chắc chắn là không có quả ngon để ăn. Diệp Quân quay sang nhìn cô gái váy trắng cầu cứu, cô gái váy trắng bình tĩnh nói, ta cũng muốn biết. Diệp Quân, trầm mặc, mà cả cha và cô đều đang nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời. Diệp Quân đột nhiên quay sang nhìn về những cường giả cựu thổ ở phía xa, hắn nhìn lướt một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở trên nhóm người Khư Nghiệt, thấy Diệp Quân nhìn mình, Khư Nghiệt cau mày lại, tên đó nhìn mình làm gì. Mà lúc Khư Nghiệt đang nghi hoặc thì trong đầu bỗng vang lên tiếng của Diệp Quân, con rùa kia, cha ta đến rồi đây này, ông có bản lĩnh thì đến đánh cha ta đi. Mẹ nó, Khư Nghiệt nghe vậy thì bỗng nổi trận lôi đình, ông ta căm tức nhìn người đàn ông áo trắng. Ngươi là cha của tên này đúng không? Nào, để ta lĩnh giáo xem thử cha của hắn tài cán thế nào. Dứt lời, ông ta đột nhiên bay lên trời, tay phải duỗi về phía người đàn ông áo trắng, sau đó đột nhiên nắm chặt lại, đột nhiên mảnh thời không ở chỗ người đàn ông áo trắng co rút lại một cách nhanh chóng, từng luồng khí thế mạnh mẽ ồ ạt ập tới như muốn nghiền nát người đàn ông nọ. Người đàn ông áo trắng vẫn chưa ra tay mà chỉ đứng yên ở đó, chẳng mấy chốc, dưới sự chứng kiến của mọi người. Thời không nơi ông ấy đang đứt đã bị phá nát hoàn toàn, thế nhưng ông ấy lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, Khư Nghiệt bỗng chốc sững sốt, sao có thể? Mà lúc này đây, những cường giả cựu thổ có mặt ở đây đều thấy chấn động. Nhưng tất nhiên đây cũng là trong dự liệu của họ, con trai yêu nghiệt như thế, sao cha hắn có thể là một tên vô dụng được? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng và cô gái váy trắng, lúc này cô ta bỗng thấy bất an hơn bao giờ hết. Từ lúc hai người này xuất hiện, cô ta vẫn luôn quan sát họ và phát hiện ra một điều, đó chính là dù cả hai đang bị nhiều cường giả vây quanh như vậy nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì, dù chỉ là một chút căng thẳng hay lo lắng cũng đều không có. Tự tin như thế. Hơn nữa cô ta không thể cảm nhận được hơi thở của hai người, dù bọn họ đang đứng đó, nhưng lại như không hề tồn tại vậy. Không đúng. Toại Cổ Kim đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Có lẽ cô ta đã đánh giá thấp thực lực của những người đứng sau Diệp Quân này rồi. Khư Nghiệt liếc mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, ông ấy không ra tay mà chỉ lui sang một bên, nhưng nghĩ đến điều gì đó mà quay sang lạnh lùng liếc Diệp Quân, mẹ kiếp, tên nhóc này suýt nữa hại chết mình rồi. Lúc này, Thương Hồng Y dẫn đầu đột nhiên cười nói, đúng là có chút thú vị. Người đàn ông áo trắng liếc mắt nhìn Diệp Quân xào quyệt, đúng là càng nhìn càng thấy vừa ý, ông ấy bật cười. Không làm khó dễ đứa con trai này nữa, ông ấy chậm rãi xoay người nhìn Thương Hồng Y ở phía xa, các ngươi nhiều người như vậy mà lại bắt nạt con trai của ta, thật sự có hơi quá đáng. Khóe miệng Thương Hồng Y hơi cong lên, rồi sao nữa? Người đàn ông áo trắng đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng, chỉ một khắc sau. Xoẹt! Tình cảnh quái quỷ đột nhiên xảy ra, chỉ thấy các cường giả bộ cơ giáp vĩnh sinh. Thần vệ Toại Minh cùng với cựu thần vệ bỗng đồng loạt bị hất văng lên cao, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Tất cả đều bị một chiêu kiếm giết chết trong nháy mắt. Diệp Quân đột nhiên chỉ vào Nhiễm Nguyệt, Hòe Di và Hình Chu ở phía xa, cha, ba người này là cảnh giới bất hủ đế chủ, ban nãy bọn họ đánh con dữ dội nhất. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía ba người, bọn họ như thể gặp phải đại địch, đang định ra tay thì chợt, một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã xuyên qua giữa trán bọn họ. Một chiêu kiếm giết ba bất hủ đế chủ trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt Thương Hồng Y lập tức cứng lại, nhưng thoáng chốc, cô ta đã bật cười, thú vị, như vậy mới thú vị. Nói rồi, cô ta đột nhiên bước lên trước một bước, trong phút chốc, toàn bộ tinh hà sôi sục lên, nghìn tỷ tinh quang ở nơi sâu xa trong vũ trụ bỗng kéo đến như thủy triều. Vô tận vũ trụ bị tinh quang phủ kín, vô số sức mạnh đại đạo, sức mạnh pháp tắc từ vô số vũ trụ dung lên. Dồn dập tụ về trong tinh quang kia để mặc cô ta sử dụng. Lúc này đây, cô ta đã vượt khỏi đại đạo. Trong mảnh tinh hà này, nghìn tỷ đại đạo giáng lâm, bao trùm lấy người đàn ông áo trắng và cô gái váy trắng đứng ở nơi xa. Mà theo sức mạnh khủng bố đó ập xuống,
tất cả mọi người có mặt ở đây như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy cuống họng, không thể thở được. Phía xa xa, Thương Hồng Y nhìn người đàn ông áo trắng cùng cô gái váy trắng, khóe miệng cong thành nụ cười, nhưng cũng để lộ sự bề nghễ và châm chọc như nhìn một đám run rế dưới chân, cả hai cùng lên đi. Cùng lên đi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đây xung quanh tinh hà đã bị vô số tinh quang phủ kín, không chỉ thế mà hắn còn cảm nhận được bên trong những tinh quang này có sức mạnh đại đạo vô cùng vô cực, với thực lực này đã vượt xa cảnh giới bất hủ đế chủ. Cô gái trước mắt này rốt cuộc là ai? Nhớ đến việc các cường giả cựu thổ cung kính với cô ta như vậy, trong đầu hắn không khỏi dâng lên một suy nghĩ, lẽ nào đối phương là chủ chung của cựu thổ? Diệp Quân không suy nghĩ về việc này nữa, hắn yên lặng đứng lui sang một bên, lúc này trời có sập xuống cùng có cha hắn chống cho. Mà sau khi nghe Thương Hồng Y nói như thế, người đàn ông áo trắng chỉ nở nụ cười, không đến nỗi, không đến nỗi. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, mỉm cười nói, không sao, ta có thể giết từng người trước. Vừa dứt lời, tay phải cô ta chợt xòe ra, trong phút chốc, nghìn tỷ tinh quang đột nhiên ồ ạt tràn vào trong lòng bàn tay cô ta. Cả vũ trụ trong tay. Cách đó không xa, Diệp Quân thấy thế thì sắc mặt lập tức tối lại, thực lực của người phụ nữ này căn bản không phải là thứ hắn bây giờ có thể đối phó được. Cường giả cấp bậc cỡ này dẫn theo ba nền văn minh đến để giết hắn, mẹ nó xem trọng hắn thật chứ. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, tay phải chậm rãi đè xuống, trong phút chốc. Vô số sức mạnh pháp tắc đại đạo nương theo nghìn tỷ tinh hà ập xuống đầu người đàn ông áo trắng, như muốn ông ấy phải hồn phi phách lạc ngay tại chỗ. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của rất nhiều người ở đây. Bao gồm cả Toại Cổ Kim, cô ta nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, trong mắt ngập tràn vẻ nghi hoặc. Cảm nhận được khí thể khủng bố ngập trời đang ập đến, Diệp Quân cả kinh trong lòng, tất nhiên nhiều hơn vẫn là cảnh giác, sau khi thực lực của hắn hồi phục. Có thể nói cho dù ở cựu thổ cũng không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được hắn, cho dù là cường giả ở cảnh giới bất hủ đế chủ, nếu đánh một chọi một thì hắn cũng không hề yếu thế. Mà lúc này, thực lực của người phụ nữ váy đỏ nọ rõ ràng đã vượt xa khả năng của hắn. Hắn không thể dễ dàng tự mãn như vậy được. Diệp Quân thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn quay đầu nhìn về phía cha, chỉ một chốc sau hắn đã sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện cha không hề né tránh. Mà mặc kệ cho sức mạnh đại đạo cũng nghìn tỷ tinh quang kia chút xuống đầu mình. Ngàn tỷ tinh quang nương theo sức mạnh pháp tắc đại đạo lao xuống nhấn chìm người đàn ông áo trắng, nhưng ông ấy lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, nụ cười tự tin trên mặt cô gái váy đỏ dần phai đi. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, chẳng biết từ khi nào, hai tay cô ta đã siết chặt lại, sắc mặt trở nên hơi trắng. Người đàn ông áo trắng liếc nhìn những sức mạnh đại đạo cùng tinh quang đang tán loạn quanh thân mình, rồi lại nhìn cô gái váy đỏ, cười nói, ngại quá, ta không ở trong đạo, nên bất kỳ đại đạo hay pháp tắc của vũ trụ nào cũng không thể xâm hại được cơ thể ta. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, ngươi. Xoẹt. Còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua trán, ghim chặt cô ta tại chỗ. Thương Hồng Y trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó lòng tin được. Sao có thể? Người đàn ông áo trắng cười nói, chưa kịp phản ứng hả? Không sao, lại lần nữa nhé. Nói rồi, ông ấy xòe mở bàn tay, kiếm thanh huyên bay trở về lại trong tay ông ấy. Thương Hồng Y lập tức khôi phục lại bình thường. Người đàn ông áo trắng nhìn Thương Hồng Y, mỉm cười nói, ta sắp xuất kiếm đấy nhé. Mà khoảnh khắc vừa dứt lời, thân thể Thương Hồng Y đột nhiên rung lên kịch liệt, chỉ phút chốc sau. Nghìn tỷ tinh quang cùng vô số sức mạnh đại đạo và pháp tắc ồ ạt đổ đến phía này. Xoẹt. Lúc này, một thanh kiếm bay đến, trực tiếp đâm vào giữa trán cô ta, những tinh quang cùng sức mạnh vừa tụ đến kia cũng nhanh chóng tản đi không còn sót lại thứ gì. Thương Hồng Y ngẩn ngơ tại chỗ. Mà lúc này sắc mặt của Toại Cổ Kim đã trắng bệch như tờ giấy, trong lòng đã cả kinh đến tột cùng. Người đàn ông áo trắng nhìn Thương Hồng Y, ánh mắt rất bình tĩnh. Cần ta cho thêm cơ hội làm lại không? Thương Hồng Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Người đàn ông áo trắng đột nhiên xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay trở lại tay ông ấy. Ông ấy nhìn Thương Hồng Y, ta biết cô còn chiêu khác, nào, ta lại cho thêm một cơ hội nhé. Sắc mặt Thương Hồng Y đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, người đàn ông áo trắng trước mắt đang sỉ nhục cô ta. Người đàn ông áo trắng chỉ nhìn Thương Hồng Y.
tay phải đột nhiên khẽ phẩy xuống. Dầm. Hai chân Thương Hồng Y lập tức khuỵu lại, lập tức quỳ xuống. Cô ta đã từng chịu sự sỉ nhục nào lớn đến vậy đâu. Cô ta siết chặt hai tay lại, đang định điều động tất cả sức mạnh của mình, vậy mà giờ khắc này cô ta lại kinh hãi phát hiện ra bản thân đang bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp. Đứng trước sức mạnh này, cô ta chỉ tựa run rế, căn bản không thể nào phản kháng lại được. Vào giờ phút này, cô ta mới cảm nhận được người đàn ông áo trắng trước mắt khủng bố đến mức nào. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm cô ta, không phải cô thích sỉ nhục người khác lắm sao? Nói rồi, ông ấy quay lại nhìn Diệp Quân, bây giờ con có thể sỉ nhục lại cô ta. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, cha, vậy không hay lắm đâu. Con không thích cưỡng ép. Tiểu Tháp, người đàn ông áo trắng cũng ngạc nhiên. Cái quỷ gì vậy? Nhưng chỉ một chốc đã hiểu được. Bép, mông Diệp Quân lập tức bị một thanh kiếm đập mạnh vào. Áo áo, Diệp Quân nhảy cẳng lên, hai mắt trợn trào, tay ôm chặt lấy mông mình nhảy lò cò. Người đánh hắn không phải là cha mà là cô gái váy trắng. Cái đánh này trông như không dùng chút sức nào, nhưng không biết tại sao Diệp Quân lại cảm nhận được cơn đau thấu tim gan, linh hồn cũng thấy run rẩy. Tiểu Tháp cười hì hì, cho ngươi chừa nè. Người đàn ông áo trắng bật cười, sau đó nhìn Thương Hồng Y đang quỳ ở phía xa, lúc này đây Thương Hồng Y đang cúi gằm đầu, hai tay siết chặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả sự kiêu ngạo của cô ta đã bị đánh nát tại đây. Chỉ một chiêu kiếm. Cô ta thậm chí còn không tiếp nổi một kiếm dù người đàn ông áo trắng ra tay ngay trước mắt. Sao có thể như vậy được? Người đàn ông áo trắng bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, hắn liếc một vòng cựu thổ rồi cười, sau đó quay đầu nhìn toại cổ kim ở cách đó không xa. Cựu thổ còn vài cái đại sát khí đang chờ phát động tấn công đúng không? Cô muốn hiệu triệu nó à? Toại cổ kim nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, cựu thổ ta không phải đối thủ của các hạ. Đến giờ phút này, cô ta mới hiểu được, cô ta đã tính được tất cả, cũng không hề khinh địch, nhưng cô ta lại không tính ra được thực lực của người đứng sau Diệp Quân. Mà đứng trước thực lực tuyệt đối, mưu tính gì cũng chỉ là phù du thôi. Ván cờ này ngay từ lúc bắt đầu cô ta đã thua rồi. Chỉ có duy nhất để thay đổi cục diện, đó là giao thiệp với Diệp Quân, liên thủ với hắn. Nhưng lúc này mà phải cúi mình thỏa hiệp thì sao cô ta có thể cam tâm cho được? Không chỉ cô ta mà toàn bộ nền văn minh Toại Minh cùng toàn bộ cựu thổ đều không cam lòng. Bởi vì cho tới bây giờ văn minh cựu thổ luôn là người đứng đầu. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, quay sang nhìn Diệp Quân vẫn đang ôm mông, nào, cha còn chúng ta nói chuyện chút nhé. Diệp Quân lập tức đề phòng. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, sao con lại đánh nhau với văn minh cựu thổ? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y, do cô ta. Người đàn ông áo trắng gật đầu, sau này con đã làm rất tốt, biết được yếu thế, biết cách âm thầm phát triển, nhưng con có từng nghĩ đến một vấn đề chưa, rằng thế giới này không phải chỉ có mỗi con là người thông minh. Diệp Quân im lặng, lần này hắn đúng là đã đánh giá quá thấp văn minh cựu thổ, nếu không có cha, e là lần này hắn chỉ có đường chết. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, biết vấn đề ở chỗ nào không? Diệp Quân gật gật đầu, biết ạ. Người đàn ông nói thử ta nghe. Diệp Quân trầm giọng đáp, lúc con biết cô gái váy đỏ kia đến từ cựu thổ thì phải nên che giấu Tiểu Tháp và kiếm của mình, cũng nên che giấu luôn trật tự đạo của bản thân. Lúc đó con không đủ cẩn thận, lại tự tin quá mức, sớm bại lộ dã tâm cùng thần vật trên người mình. Nhưng con lại không có thực lực tương xứng. Người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Diệp Quân nói. Đây là lần đầu con khinh địch, không đủ cẩn thận, mà con còn phạm sai tiếp thêm lần nữa. Lần thứ hai là lúc cô gái này rời đi, con đã ngây thơ nghĩ rằng cô ta chỉ là tự đại, không có đầu óc, vậy nên không để trong lòng. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, nếu ban đầu con cẩn thận một chút thôi thì đã không bị bọn họ nhắm vào như thế này. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, cha không có ý gì, chỉ muốn nói cho con biết con đã chọn đi con đường này thì không dễ đâu. Bởi vậy mỗi bước đi của con đều phải thật cẩn thận. Nói rồi, ông ấy ngẩng đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ, khẽ nói, những năm gần đây ta với cô của con đi dạo rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều nền văn minh vũ trụ, có vài vũ trụ bị tiêu diệt vì những nhân tố bất khả kháng, mà cũng có vài vũ trụ bị diệt là bởi vì họ kiêu ngạo, cho rằng mình là vô địch, thế là bắt đầu tìm đường chết. Diệp Quân vội hỏi, cha dẫn con đi xem được không?
con cũng muốn nhìn ngắm thế giới này. Người đàn ông áo trắng gật đầu, được chứ? Diệp Quân lập tức vui vẻ, người đàn ông áo trắng lại nói, đợi lúc nào con có thể đỡ được một chiêu kiếm của cha thì cha dẫn con đi. Diệp Quân tròn mắt nhìn ông ấy, con tìm người đánh thay được không? Người đàn ông bình tĩnh trả lời, được, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Người đàn ông áo trắng đi tới cạnh Diệp Quân, ông ấy xoay nhẹ đầu Diệp Quân rồi cười nói, thật ra bây giờ con đã rất ưu tú rồi, còn giỏi hơn cha năm đó nữa. Diệp Quân nở nụ cười. Rất vui vẻ. Những năm gần đây hắn cố gắng như vậy ngoại trừ vì lý tưởng của bản thân ra, chẳng phải là vì muốn chứng minh bản thân với các đời ông cha sao. Hắn muốn được bọn họ công nhận. Người đàn ông áo trắng lại nói, cha nói với con những điều này không phải vì con chưa làm đủ tốt, mà bởi vì con đã làm rất tốt, cũng vì đã làm tốt rồi nên cha mới có thể nghiêm khắc với con. Vốn dĩ con đã thể hiện được tất cả khả năng của mình rồi, nhưng cha hy vọng con có thể làm tốt hơn nữa. Thậm chí là hy vọng sau này con vượt qua cả cha, vượt qua cô con. Diệp Quân đột nhiên kéo lấy cánh tay người đàn ông, hỏi nhỏ, cha, thực lực bây giờ của cô mạnh thế nào? Người đàn ông áo trắng cười ha ha, gõ đầu Diệp Quân một cái, con muốn biết thực lực của cha mạnh như thế nào chứ gì? Bị nhìn thấu suy nghĩ, mặt của Diệp Quân đỏ lựng, đúng là hắn muốn biết thật. Nếu cha biết giới hạn của cô váy trắng ở đâu thì có nghĩa là cha cùng cấp bậc với cô, nếu như không biết thì nghĩa là vẫn có sự chênh lệch. Không ngờ lại bị nhìn thấu. Không hổ là cha của mình, cũng thông minh y như mình. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười, tiểu tử xảo quyệt. Nói rồi, ông ấy quay đầu nhìn cô gái váy đỏ ở cách đó không xa, người này, con muốn giết hay giữ lại? Diệp Quân không nói gì. Cha không thẳng tay giết cô ta là vì không muốn giết mà. Diệp Quân rất trái lương tâm nói, vậy thôi khỏi giết đi. Sau này con sẽ tự đối phó. Người đàn ông áo trắng gật đầu, không hổ là con trai của ta, nghĩ giống cha đấy. Nói rồi, ông ấy đột nhiên xòe tay, kiếm thanh huyên bay trở về trong tay ông ấy. Cô gái váy đỏ trở lại bình thường, mà lúc này cô ta đột nhiên biến mất tại chỗ, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bùng phát, tốc độ cực nhanh. Nhưng không nhắm vào người đàn ông áo trắng, cũng không nhắm vào Diệp Quân, mà là nhắm vào cô gái váy trắng ở cách đó không xa, bởi vì cô ta ở gần cô gái váy trắng nhất. Thương Hồng Y cô ta vẫn chưa thua. Chỉ cần có thể bắt được người phụ nữ này làm con tin, cô ta có thể trở mình trong tuyệt cảnh. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thương Hồng Y ra tay với cô gái váy trắng, sắc mặt Toại Cổ Kim thoáng chốc trở nên tái nhợt. Xong đời rồi. Đây là suy nghĩ của cô ta vào lúc này. Đương nhiên cô ta biết ý đồ của Thương Hồng Y, nhưng vấn đề là người phụ nữ kia có phải người bình thường không? Rõ ràng là không. Vừa nhìn đã biết là cao thủ. Bắt bà ấy. Còn không bằng đi bắt Diệp Quân ở bên cạnh dễ hơn. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta biết lúc này Thương Hồng Y đã bị nỗi nhục nhã và tức giận làm đầu óc lú lẫn rồi. Đương nhiên cô ta cũng có thể hiểu, cô gái này kiêu căng cả đời, không chịu thua kém người khác. Hôm nay bị sỉ nhục như thế, sao cô ta có thể bỏ qua được? Chỉ trong nháy mắt, Thương Hồng Y đã đi tới trước mặt người phụ nữ váy trắng, nhưng ngay sau đó. Hai chân Thương Hồng Y bỗng mềm nhũn, vô thức quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Đầu gối rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Cô ta hoảng hốt, cô ta chỉ biết mình tiến đến như thế nào chứ không biết sao mình lại quỳ xuống. Người phụ nữ váy trắng nhìn Thương Hồng Y đang ngơ ngác. Có muốn làm lại lần nữa không? Thương Hồng Y gào thét, hai mắt đỏ như máu, khí thế mạnh mẽ liên tục dâng trào từ trong cơ thể cô ta. Cô ta đã bao giờ phải chịu nổi nhục lớn thế này đâu. Hơn nữa còn bị liên tục hai lần. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dưới cơn thịnh nộ, khí thế của cô ta trở nên vô cùng cuồng bạo, những uy áp đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể, nhưng dù cô ta có điều động thế nào cũng vô dụng. Cảm giác đó cứ như một cây kim rơi vào trong vũ trụ vô biên, mà một cây kim sao có thể dung chuyển cả vũ trụ được chứ? Thậm chí còn không thể khiến mặt nước dao động. Thật ra sâu trong nội tâm cô ta đang dâng lên một suy nghĩ đáng sợ. Sợ hãi. Ở trước mặt người phụ nữ váy trắng này, cô ta lần đầu tiên không nhịn được dâng lên suy nghĩ sợ hãi. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, đó là một khuôn mặt không dao động. Đối phương nhìn cô ta bằng đôi mắt không chút cảm xúc, chẳng khác nào đang nhìn một con kiến.
coi thường rất rõ ràng. Thương Hồng Y hoàn toàn tuyệt vọng. Người phụ nữ váy trắng không quan tâm đến Thương Hồng Y mà nhìn về phía người đàn ông áo trắng bên cạnh, người đàn ông cười khẽ, không vội. Người phụ nữ gật đầu, ừm. Người đàn ông nhìn Diệp Quân trước mặt, cười nói, lúc trước con đánh cược với một cô nương, cha cảm thấy rất hay, bây giờ cha cũng muốn đánh cược với con. Sắc mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, cha, con không muốn mất tu vi nữa, trò này chẳng khác nào búp bê Nga, trong một con có một con không chịu được. Người đàn ông bật cười, con muốn đi đâu, ý cha là chúng ta đánh cược với nhau, cha giúp con nâng cấp tháp ra. Hú, tiểu tháp bỗng giống lên như chó sói, cược, cược gì cũng được. Diệp Quân, người đàn ông áo trắng cười khẽ, ông ấy nhìn Diệp Quân, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quân trầm giọng hỏi, cha, cược thế nào? Người đàn ông nói, sau khi cha giúp tháp ra nâng cấp, nó có thể giúp con che giấu hơi thở, sức mạch huyết mạch và sự tồn tại của nó, nhưng trong vòng 5 năm, cha và cô sẽ mặc kệ con. Nếu cuối cùng con vẫn không vượt qua được. Diệp Quân vội hỏi, thì sẽ thế nào? Người đàn ông khẽ mỉm cười, vậy thì về làm cậu ấm, thừa chế gia sản mẹ và cha làm ra cho con, sống qua ngày một cách thoải mái. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông áo trắng mỉm cười đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quân hỏi, 5 năm sao? Người đàn ông gật đầu, phải. Diệp Quân nhìn ông ấy, 10 năm, đổi thành 10 năm, trong vòng 10 năm nếu con không vượt qua được, con sẽ ngoan ngoãn làm một cậu ấm, không nhắc tới đạo trật tự nữa. Người đàn ông cười to, có chí khí, nhưng có lẽ con vẫn còn điều kiện gì đúng không? Diệp Quân gật đầu, cha, tháp gia đi theo nhà chúng ta 3 đời, con hy vọng có thể cải tiến cho nó, để nó có thể diện hơn. Ôi trời! Tiểu tháp nhất thời rất cảm động, tiểu tử, có lời này của ngươi, lần sau muốn đốt cháy linh hồn, tháp gia sẽ làm trước. Diệp Quân! Người đàn ông cười to, quyết định vậy đi. Diệp Quân gật đầu, quyết định vậy đi. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp bay vào tay ông ấy quan sát tiểu tháp trong tay, sau đó chạm nhẹ ngón tay trái lên nó, tiểu tháp nhất thời rung động kịch liệt, toàn bộ tháp bắt đầu lột xác từng chút một, quanh thân tháp xuất hiện một vài hoa văn mảnh. Thấy cảnh này, Diệp Quân bật cười. Cuối cùng tháp ra cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Một lát sau, tiểu tháp trong tay người đàn ông bay đến trước mặt Diệp Quân, bắt đầu từ bây giờ. Tháp này có thể che giấu tất cả khí thế và thần vật của con, người ngoài cũng không thể nhìn thấu được con. Diệp Quân chớp mắt, thật sao? Người đàn ông mỉm cười nói, ít nhất có thể đánh giá là vũ trụ trước mắt không ai làm được. Diệp Quân vội hỏi, ngoài phạm vi có thể đánh giá thì sao? Người đàn ông áo trắng cười khẽ, đối với con hiện tại, cái đó còn quá xe. Diệp Quân im lặng suy xét những lời này. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thương Hồng Y và Toại Cổ Kim, cất giọng sâu xa, có một vài chuyện thật sự chỉ có thể để con tự mình giải quyết. Nói xong, ông ấy vỗ vai Diệp Quân còn đang trầm tư, lại nói, trước đây con nói không nên có ý hại người, nhưng phải có ý phòng người, câu này rất hay, nhưng rất nhiều lúc không cần suy nghĩ quá nhiều, bẫy hay không bẫy gì đó cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ làm việc không thẹn với lòng, dù cuối cùng thất bại cũng không sao, cha chống lưng cho con. Dứt lời, ông ấy và người phụ nữ váy trắng đã biến mất. Diệp Quân lấy lại tinh thần, hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn muốn lần tìm khí thế của cha và cô, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể lần theo được. Diệp Quân cười khổ. Thực lực của cha và cô đúng là đáng sợ, vốn cho rằng cha cũng không mạnh lắm, không ngờ cha lại thâm tàng bất lộ như thế. Hắn không suy nghĩ thêm mà thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn Thương Hồng Y đang quỳ ở cách đó không xa, hắn chậm rãi đi tới trước mặt cô ta, lúc này cô ta cũng đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Diệp Quân nhìn xuống Thương Hồng Y, nếu ta tha mạng cho cô có tiếp tục gây chuyện với ta nữa không? Thương Hồng Y cả đời bướng bỉnh, sao có thể nhượng bộ được? Cô ta không chút do dự nói, có. Diệp Quân bỗng đâm một kiếm vào giữa chân mày cô ta. Oanh! Kiếm Thanh Huyên điên cuồng cắn nuốt linh hồn. Thương Hồng Y trợn tròn mắt muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng được, vì sức mạnh của người phụ nữ váy trắng vẫn chưa rút đi, vì thế cô ta chỉ có thể cảm nhận kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân điên cuồng nuốt chửng linh hồn của cô ta. Toại Cổ Kim ở cách đó không xa vội nói, khi nãy ngươi đã nói với cha ngươi là không giết cô ta, để mạng cho cô ta à?
Diệp Quân quay đầu nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim, ta đùa với cha ta thôi. Tiểu Tháp, Toại Cổ Kim ngây người, rõ ràng không ngờ Diệp Quân sẽ nói câu này, cô ta vội nhìn về phía Thương Hồng Y, mau nhượng bộ đi. Bây giờ nhượng bộ vẫn còn chút cơ hội sống. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm Diệp Quân, không hề có ý nhượng bộ. Thấy cảnh này, Toại Cổ Kim nhất thời nhíu mày, mà khi cô ta muốn nói tiếp, dường như nghĩ đến điều gì, cô ta nhất thời kinh ngãi, ngươi. Đúng là thủ đoạn. Mà lúc này, Diệp Quân cũng nhận ra có gì đó không đúng, hắn nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên rung mạnh, trong nháy mắt, thần hồn của Thương Hồng Y đã bị hấp thu sạch sẽ, nhưng hắn chợt cau mày. Không đúng. Linh hồn này không nguyên vẹn. Diệp Quân sa sầm mặt, cha. Cha lại gài bẫy con. Mẹ kiếp. Người này hoàn toàn không phải bản thể, rõ ràng cha biết nhưng cha lại không nói với hắn. Nếu cha nói, chắc chắn hắn sẽ không dám làm như thế, khi nãy cha cược với hắn là phải sống 10 năm, mà người phụ nữ này đáng sợ như thế, nếu có thể giết chết bản thể đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể giết được bản thể thì chẳng phải là phiền phức lớn à. Diệp Quân chỉ muốn tát mình một bạt tai. Mẹ kiếp! Hắn lại chơi ngu rồi. Hơn nữa người phụ nữ kia còn biết hắn đã cược với cha. Chết tiệt! Diệp Quân bắt đầu thấy sầu lo. Tiểu Tháp chợt cất lời, ta đã nói với ngươi là đừng đọ chiêu với cha ngươi rồi, ngươi cứ không nghe, cha ngươi sống nhiều năm như thế cũng chỉ thua mỗi ông nội ngươi thôi, đương nhiên chủ yếu là do không thắng được. Diệp Quân! Tiểu Tháp nói, không ngờ người phụ nữ kia vẫn còn có chiêu này. Diệp Quân lắc đầu, không phải cô ta có chiêu, mà là rất nhiều chiêu. Tiểu Tháp nghi ngờ hỏi, nói vậy là có ý gì? Trong mắt Diệp Quân lóe lên ánh sáng phức tạp, khi nãy cô ta bỗng dưng ra tay với cô không phải là cô ta ngu, mà là cô ta đang thử thăm dò, cô ta muốn dò xét thực lực của cô. Rõ ràng là người phụ nữ này vẫn muốn gây chuyện, mẹ kiếp, ta đúng là ngu xuẩn. Không thể không nói người phụ nữ đó diễn giỏi thật. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim ở cách đó không xa, chỉ số thông minh của người phụ nữ kia không thua kém gì người phụ nữ này, chỉ có điều người phụ nữ kia diễn quá giỏi, khiến người ta cảm thấy cô ta ngu xuẩn, hơn nữa trực giác còn cho hắn biết là e rằng chuyện này không đơn giản như thế. Mục đích thật sự của người phụ nữ kia chỉ như thế thôi sao? Hơn nữa, cô ta bỗng đến cựu thổ mang thuyền Bỉ Ngạn và đệ nhất tĩnh chiêu đi. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hắn mơ hồ cảm nhận được e rằng sau chuyện này vẫn còn có một cái bẫy. Đặc biệt là tên khốn chủ nhân bút đại đạo. Tiểu Tháp chợt nói, loài người các ngươi đúng là phức tạp, làm gì cũng mưu mô, không thú vị chút nào, không giống ta và Tiểu Hồn, chúng ta vẫn ngây thơ hơn. Tiểu Hồn nói, Tháp gia, xin đừng dùng chúng ta. Tiểu Tháp, Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim một lần nữa. Lúc này cô ta cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, Toại cô nương, ta nghĩ chắc cô có rất nhiều nghi vấn, vừa khéo ta cũng thế, chúng ta tán gẫu một lát đi. Hắn biết rõ tình huống của hắn bây giờ còn tệ hơn cả trước đây, nếu bây giờ không tìm đồng minh thì chưa đến 3 ngày, hắn sẽ bị đánh thành một con chó. Hơn nữa hắn còn có cảm giác bây giờ mình đang ở trong một cái bẫy, nhưng hắn là người trong bẫy, khó nhìn rõ nhiều chuyện. Hắn cần tìm một người suy tính giúp mình. Rõ ràng là người phụ nữ trước mắt rất phù hợp. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân cũng im lặng đứng đợi, hắn biết người phụ nữ này đang suy tính điều gì, nhưng cũng bình thường thôi, vì trước mắt người phụ nữ này có ưu thế hơn hắn, dù sao trong vòng 10 năm tới, hắn phải dựa vào bản thân mình rồi. Toại Cổ Kim chợt nói, Diệp công tử, ngươi đang ở trong một cái bẫy, có lẽ ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Diệp Quân gật đầu, có. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, vậy có khi nào trong ván cờ này, có một người đánh cờ là cô của ngươi, hoặc là cha ngươi không? Diệp Quân sửng sốt. Tất nhiên cô ta vẫn lựa chọn kết minh cùng Diệp Quân, cô ta không có lý do gì để từ chối cả, cho dù biết tương lai nền văn minh Toại Minh có thể sẽ bị Diệp Quân sáp nhập. Bị sáp nhập dù sao vẫn hơn là diệt vong, hơn nữa chuyện này với nền văn minh Toại Minh mà nói cũng coi như là cơ hội nghìn năm có một. Nhìn cục diện bây giờ, nền văn minh Toại Minh đã biến thành một quân cờ, nhưng chỉ cần theo đúng người đánh cờ thì quân cờ cũng có cơ hội để vươn mình. Đúng, đây chính là cơ hội của nền văn minh Toại Minh. Mà bây giờ cô ta muốn chứng minh giá trị nền văn minh Toại Minh để tránh nguy cơ bị vứt bỏ. Cô ta quyết định hợp tác gần như không hề do dự.
Nghe Toại Cổ Kim nói thế, Diệp Quân khẽ nói, lời của cô nương quả thật đã đánh thức được người trong mộng. Vừa nãy sau khi Thương Hồng Y biến mất hắn mới ý thức được, có lẽ hắn đang ở trong một thế cờ, nhưng hắn không hề nghĩ gì về cha và cô. Nhưng lúc này Toại Cổ Kim đã thức tỉnh được hắn, tại sao người đánh cờ không thể là cha và cô? Nhất là khi nãy cha còn chơi chiêu đó, ông ấy đã nói rõ là muốn cuộc sống của mình sau này khó khăn thêm nữa, tất nhiên đây là vấn đề của hắn, bởi vì cha đã cho hắn lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp, cha không đẩy hắn vào chỗ chết mà chỉ là cho hắn thêm cơ hội, do hắn tài nghệ không bằng người nên dù có thua cũng là thua tâm phục khẩu phục. Tất nhiên trong lòng hắn cũng âm thầm suy đoán, có thể do năm đó ông nội nuôi thả cha quá ác nên sau này khi cha làm cha rồi mới hiểu được làm con cũng không dễ, vậy nên làm chuyện gì ông ấy cũng trở lại một con đường khác, không đến mức quá ác liệt. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi có hai vấn đề cần đối mặt, cả hai đều là việc cấp bách. Nói đến đây, cô ta không tiếp lời nữa. Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, tất nhiên hắn hiểu được ý của đối phương nên nói ngay, Toại cô nương, bây giờ ta không thể cam đoan được điều gì với cô cả. Cho dù ta có cam đoan thì có lẽ cô cũng không tin, nền văn minh Toại Minh không muốn thần phục ta, ta có thể hiểu được. Dù sao hiện tại nền văn minh Toại Minh mạnh mẽ và giàu có hơn văn minh Quan Huyên của ta quá nhiều, trên đời không có chuyện để một nền văn minh cấp cao thần phục văn minh cấp thấp. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, đằng sau còn, thế nhưng, nữa đúng không? Diệp Quân cười nói, thật không dám giấu giếm, mục tiêu của ta là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn toàn mới, nhưng Toại cô nương yên tâm, chỉ cần thực lực ta chưa vượt qua được nền văn minh Toại Minh thì ta sẽ không làm chuyện đó. Nếu sau này khi ta mạnh hơn, thực lực vượt qua các cô thì khi đó chúng ta lại bàn bạc tiếp, còn kết quả như thế nào thì đến lúc đó các cô tự quyết định, được không? Tiểu Tháp đột nhiên hưng phấn nói, nhóc con, ta hiểu ý ngươi, ngươi đang có tìm điểm chung, gác qua sự bất đồng, mâu thuẫn giữa song phương tạm thời không cần phải nhắc đến nữa. Trước tiên cứ hợp tác cùng hưởng lợi trước, vấn đề mâu thuẫn thì sau này giải quyết, có đúng không? Diệp Quân, Toại Cổ Kim im lặng như đang cân nhắc. Qua một lúc lâu, cô ta khẽ gật đầu, được. Diệp Quân nở nụ cười, nhưng lúc này Toại Cổ Kim lại nói, nhưng Diệp công tử, ta không thể đồng ý ngay với ngươi được. Mặc dù địa vị của ta ở nền văn minh Toại Minh không thấp, nhưng cũng không phải là đại diện cho toàn bộ văn minh này, nên bây giờ nói chuyện hợp tác chỉ có thể coi như là cá nhân ta hợp tác với ngươi, không liên quan gì đến nền văn minh Toại Minh cả. Diệp Quân trầm mặc, cô nương này quả thật là một người khéo léo. Hay. Phải đoạt về tay. Một người tài như vậy nếu có thể đến giúp đỡ vũ trụ Quan Huyên thì sẽ giúp hắn yên tâm hơn rất nhiều, bây giờ hắn quá khiếm khuyết người tài giỏi như vậy. Diệp Quân cười đáp, được thôi. Thấy Diệp công tử đồng ý, Toại Cổ Kim gật gật đầu, Diệp công tử, ngươi là đạo trật tự, lại muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, vậy mục tiêu cuối cùng của ngươi chắc hẳn là nền văn minh tổ, trở thành chủ chung của vũ trụ. Mà muốn trở thành chủ chung của vũ trụ thì nhất định phải nổ ra một cuộc chiến tranh giành đại đạo, nhưng thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để tiến hành tranh giành đại đạo. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, còn vấn đề thứ hai cũng là về chủ đề ta vừa nói, nếu ngươi thật sự đặt bản thân trong một ván cờ, mà cha và cô ngươi là người chơi cờ, vậy người đang đấu trí với bọn họ là ai? Thực lực đối phương ra làm sao? Ngươi có biết không? Diệp Quân trầm giọng nói, ta có một suy đoán, nhưng không biết có phải là ông ấy không. Toại Cổ Kim nói, mặc kệ ngươi có đoán đúng hay không, nhưng chắc chắn có thể xác định là người này là một người vô cùng khủng bố, hơn nữa. Nói đến đây, cô ta không nói tiếp nữa. Diệp Quân nói, hơn nữa cô gái váy đỏ kia vô cùng có khả năng đứng ở phía đối diện đúng không? Toại Cổ Kim gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc ở cựu thổ cô ta có thân phận gì? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, Diệp công tử cần gì đã biết mà phải hỏi lại. Sắc mặt Diệp Quân hơi trầm xuống, quả thật là chủ chung cựu thổ của các cô. Chủ chung cựu thổ, có thể vừa xuất hiện đã khiến ba nền văn minh lớn đều phải cúi người hành lễ, không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là vị chủ chung của cựu thổ kia thôi. Lúc trước hắn đã nghe ghế Thánh Vương nói về chủ chung của cựu thổ, thế nhưng lúc đó hắn không để tâm lắm. Vì sao? Vì ghế Thánh Vương nói vị chủ chung của cựu thổ đó chỉ là linh vật được ba nền văn minh đẩy ra làm thôi,
nhưng bây giờ xem ra người phụ nữ kia không phải chỉ là bù nhìn. Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, cười nói, có vẻ Toại cô nương cũng thấy bất ngờ. Toại Cổ Kim gật đầu, đúng là có chút. Diệp Quân trầm giọng nói, lúc trước ta nghe nói chủ chung của cựu thổ của các cô là linh vật được ba nền văn minh đẩy ra làm. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, đúng là như vậy thật. Diệp Quân hơi nghi hoặc. Toại Cổ Kim nói, đúng là cô ta bị chúng ta đẩy ra làm, mục đích là để cân bằng, cũng không có thực quyền chân chính, nhưng bây giờ xem ra cô ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Nói đến đây, đáy mắt cô ta ánh lên một tia phức tạp. Diệp Quân vội hỏi, chỉnh lại cô ta. Toại Cổ Kim nhìn về phía Diệp Quân, đầu tiên là phải bãi nhiệm cô ta, nhưng ngươi có biết muốn bãi nhiệm cô ta có bao nhiêu khó khăn không? Diệp Quân cau mày. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, phải ba nền văn minh cùng bỏ phiếu đồng ý mới có thể bãi nhiệm được cô ta, nhưng vấn đề là cô ta không phạm sai lầm gì cả, sao có thể bãi nhiệm? Dù sao giết ngươi là việc mà cả ba nền văn minh chúng ta đều đồng quyết định, cô ta chỉ văn theo sự sắp xếp của chúng ta. Còn nữa, cô ta đã bị đánh nát một phân thân vì cựu thổ, thực lực cũng bị trọng thương, trong tình huống này, đừng nói là hai nền văn minh khác, cho dù là văn minh Toại Minh của chúng ta cũng sẽ không nhằm vào cô ta. Hiện tại ta cũng không thể đề xuất ý kiến này, nếu ta dám đề xuất bãi nhiệm cô ta thì sẽ biến thành kẻ phản bội của nền văn minh Toại Minh. Sắc mặt Diệp Quân trầm lại, chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, nếu để cho toàn bộ người cựu thổ thấy được thực lực của phụ thân ngươi thì có lẽ họ sẽ đứng về phía ngươi như ta, nhưng vấn đề là người sống sót còn lại chỉ có ta và cô ta. Nói rồi, cô ta khẽ lắc đầu, khó. Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, nhưng cô nương có cách để đối phó mà đúng không? Toại Cổ Kim nói, phụ oan. Diệp Quân ngẩn người, sau đó nói, đúng là không phải không thể. Toại Cổ Kim nhìn hắn, chỉ có làm vậy mới có thể đổi bị động thành chủ động. Diệp Quân gật đầu, được. Toại Cổ Kim nói, làm đi. Diệp Quân nói, Toại cô nương, đắc tội rồi. Nói rồi, hắn cầm kiếm Thanh Huyền đâm mạnh vào vai trái của Toại Cổ Kim, máu tươi lập tức nhiễm đỏ quần áo cô ta. Lúc Diệp Quân đang định rút kiếm thì Toại Cổ Kim lại nói, chưa đủ. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó lại hơi dùng sức đâm kiếm tới, thân thể Toại Cổ Kim lập tức nứt ra. Toại Cổ Kim xòe tay, một quyền sách rơi trước mặt Diệp Quân, khoảng thời gian này ngươi có thể đến nơi đây, chờ tin tức của ta. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi, hắn rút kiếm Thanh Huyền ra, một luồng máu tươi chảy xuống. Toại Cổ Kim không nói gì, xoay người rời đi. Tiểu Tháp hơi nghi hoặc một chút, nhóc con, các ngươi bày kế gì vậy? Diệp Quân khẽ nói, sau khi cô gái áo đỏ kia trở về rồi thông báo Toại cô nương và ta liên thủ thì khi đó Toại cô nương sẽ rơi vào thế rất bị động, vậy nên chúng ta quyết định phản công trước, để Toại cô nương trở về nói cho ba nền văn minh kia rằng Thương Hồng Y cùng phe với ta. Một đạo lý rất đơn giản thôi, chúng ta cứ nói xấu cô ta trước, sau đó để cô ta phải dẫy dụa chứng minh cô ta không liên quan gì đến ta. Vậy thì mới có thể đổi bị động thành chủ động. Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, tự dưng ta không phân biệt được ai mới là nhân vật phản diện. Diệp Quân. Tiểu Hồn cười đùa nói, ta cảm thấy cũng được mà, hai chữ chính tả vốn đã khó phân, theo ta thì chỉ cần không thẹn với lương tâm thì thủ đoạn gì cũng có thể dùng được. Nếu không đợi đến khi đối phương ra tay trước rồi chúng ta rơi xuống thế bị động thì lúc đó mới khó nhằn. Tiểu Tháp nói, Tiểu Hồn nói có lý. Ta chỉ thấy hơi cảm khái thôi. Diệp Quân cười nói, Tháp gia cảm khái cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, cảm khái đầu ngươi dễ dùng ghê. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói, ngươi cảm thấy cô nương đó sẽ thật lòng liên minh với ngươi không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không biết. Tiểu Tháp nói, vậy ngươi đang phòng bị cô ta. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, người phụ nữ này rất thông minh, đến mức ta thấy cơ hơi sợ. Mà đối phó với người như thế thì dùng trí cũng vô dụng, ta muốn nâng thực lực của mình lên, chỉ khi ta có thực lực vô địch rồi thì cô ta sẽ luôn luôn chọn đứng về phía ta. Đây là sự khác nhau của người thông minh và kẻ ngu dốt sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình, muốn đánh ai thì phải đến cùng, không bao giờ thay đổi suy nghĩ, nhưng người thông minh thì không. Người thông minh sẽ xem xét thời thế, bọn họ sẽ dựa trên lợi ích để điều chỉnh lập trường của mình. Thần điện cựu thổ. Cái gì? Trong đại điện, các đại trưởng lão của ba nền văn minh đang tụ hội, một ông lão mặc áo bào đỏ tỏ ra kinh ngạc, chủ chung cùng phe với Diệp Quân.
Toại các chủ, cô chắc chắn không? Toại cổ kim bình tĩnh nói, toại cổ kim ta cả đời chưa từng nói dối, các ngươi cũng biết đấy. Bên trong thần điện cựu thổ, một nhóm trưởng lão khi nghe toại cổ kim nói thì đều rơi vào im lặng. Thương Hồng Y, chủ chung của cựu thổ, cùng phe với Diệp Quân. Việc này nghe thì có chút không bình thường, phải biết người phụ nữ kia vô cùng cao ngạo, sao có thể chung thuyền với Diệp Quân được. Hơn nữa cô ta là chủ chung của cựu thổ, mặc dù không có thực quyền gì nhưng thân phận cao quý cỡ nào. Lại chạy đi liên thủ với Diệp Quân. Vô lý quá. Tất cả mọi người đều cảm thấy không bình thường, bao gồm một vài trưởng lão của nền văn minh Toại Minh. Nhưng đây là lời Toại Cổ Kim nói ra. Đó là Toại đại nhân cao cao tại thượng, chắc là sẽ không ăn nói lung tung đâu. Lúc này, ông lão mặc trường bào đỏ đột nhiên đặt nghi vấn. Toại đại nhân, cô nói thương chủ chung và Diệp Quân chung thuyền, có chứng cứ gì không? Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Toại Cổ Kim. Một trưởng lão cũng nói, Toại đại nhân, không phải chúng ta không tin cô, mà do đây không phải chuyện nhỏ, nếu như không có chứng cứ thì chúng ta. Toại cổ kim cũng không nói lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn tên trưởng lão của nền văn minh vĩnh sinh, trưởng lão kia không chút biến sắc đứng lên, chư vị, tôi cũng hiểu tâm trạng của mọi người, không chỉ mọi người mà chính ta cũng không thấy tin lắm. Nhưng chư vị à, các người hãy cẩn thận ngẫm lại đi, Diệp Quân này vốn chỉ là một kiếm tu đại đế mà thôi, nhưng Thương Hồng Y lại đích thân đứng ra đối phó, mọi người cảm thấy chuyện đó có bình thường không? Phải biết sau khi cô ta trở thành chủ chung thì chưa từng chủ động làm chuyện gì. Nhưng lần này lại tự mình đứng ra. Một đám trưởng lão im lặng, chuyện này quả thật có chút kỳ lạ, bởi vì lần này Thương Hồng Y đột nhiên xuất hiện không hề thông báo trước cho bọn họ. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng của mọi người, cô ta làm thế có mục đích gì? Đơn giản thôi mà. Tên trưởng lão của nền văn minh Toại Minh lạnh giọng nói, chư vị nên hiểu rõ tuy cô ta là chủ chung, thế nhưng cô ta có chút quyền lực nào không? Nói dễ nghe một chút thì cô ta là chủ chung, nói không dễ nghe thì cô ta chỉ là một linh vật. Chư vị à, bây giờ người ta tất nhiên không muốn làm linh vật nữa, mà muốn trở thành chủ chung thật sự của cựu thổ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên âm trầm, lý do này. Cũng khá là có lý, nhưng bọn họ vẫn thấy có gì đó không đúng. Lúc này Toại Cổ Kim mới nói, ta cảm thấy việc này vẫn có chút không bình thường, dù sao cô ta là người cao ngạo như thế. Sao lại chọn chúng một tên đại đế? Chẳng lẽ, có người hãm hại cô ta? Hay, một trưởng lão đột nhiên khẽ thở dài, Toại các chủ, Diệp Quân này mặc dù chỉ là đại đế, nhưng từ tư liệu thì rõ ràng hắn không phải là đại đế bình thường, chỉ mới chừng ấy tuổi đã sáng lập ra trật tự, hơn nữa còn là đạo thống trật tự, phía sau người này chắc chắn có người chống lưng cho. Nói đến đây, ông ta đột nhiên đứng bật dậy, cả kinh nói. Có khi nào người sau lưng Diệp Quân chính là Thương Hồng Y không? Vừa nói dứt câu, tất cả ở đây đều kinh hãi. Ánh mắt của Toại Cổ Kim bình tĩnh, cô ta nâng chén trà lên hớp một miếng, không nói lời nào. Trưởng lão vừa nói chuyện kia có hơi kích động, hoàn toàn có thể, chắc chắn người này không cam tâm chỉ là một linh vật nên cô ta đã tự mình bồi dưỡng ra một người có thể thành lập trật tự, mục đích là lật đổ chúng ta, trở thành chủ chung của cựu thổ chân chính. Toại cổ kim nhíu mày, có hơi hoài nghi, không? Đến mức đó chứ? Nói rồi, cô ta nhìn trưởng lão vừa nói chuyện, vu trưởng lão, ông có chứng cứ gì không? Trưởng lão kia vội la lên, Toại các chỉ, việc này còn cần gì chứng cứ? Cô ta có động cơ mà, động cơ chính là chứng cứ đó, lần này chúng ta bị diệt toàn quân cũng chính là do cô ta dở trò quỷ, mục đích là làm tiêu hao thực lực của cựu thổ chúng ta, lần này chúng ta đã tổn thất thật sự nặng nề. Tổn thất nặng nề. Nghe trưởng lão nói thế, mọi người còn lại đều có sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cũng đang nhỏ máu. Lần này bộ đội tinh nhuệ đặc biệt của cả ba nền văn minh đã bị giết sạch, nền văn minh vĩnh sinh và văn minh cựu thổ còn tổn thất thêm hai vị cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ. Cho dù là bọn họ có đại nghiệp lớn, nhưng tổn thất lần này thật sự có hơi nặng nề. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão Khư Nguyên của văn minh cựu thổ đột nhiên nói, Toại các chủ. Mạo muội hỏi thêm một câu, tại sao bọn họ không giết cô? Vừa dứt lời, mọi người đều cả kinh, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Toại Cổ Kim. Đúng vậy. Tại sao Toại các chủ vẫn còn sống? Không hề bình thường. Trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra nghi vấn, cũng có hoài nghi. Toại Cổ Kim đối diện với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh,
Diệp Quân kia cũng muốn lôi kéo ta. Khưu Nguyên nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, Toại các chủ có đồng ý không? Toại Cổ Kim gật gật đầu, đồng ý rồi. Mọi người ngạc nhiên, nhìn Toại Cổ Kim với ánh mắt không thể tin. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ta đã đồng ý với hắn sẽ liên thủ với hắn lật đổ cựu thổ. Mọi người, Toại các chủ, một trưởng lão vội vàng nói, cô đừng nói lời vô nghĩa nữa, Thương Hồng Y kia nâng đỡ hắn thì chúng ta còn tin, nhưng cô, đùa mãi, hắn tu đạo trật tự, nền văn minh Toại Minh của cô cũng là một đạo trật tự, hắn chính là tử địch của chúng ta, người của nền văn minh Toại Minh sao có thể thần phục một trật tự yếu kém hơn mình. Hơn nữa, nền văn minh Toại Minh lần này đã tổn thất nhiều cường giả như vậy, sao cô có thể giúp người ngoài đánh người mình. Mọi người nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Một trật tự thần phục một trật tự khác, trừ khi trật tự đó mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều lần, hơn nữa vị Toại các chủ không có động cơ và lý do. Thương Hồng Y kia không muốn trở thành con rối, muốn nắm thực quyền thì còn hiểu được, nhưng Toại các chủ đã cầm được thực quyền của nền văn minh Toại Minh, cô ta căn bản không có lý do gì để giúp đỡ Diệp Quân cả. Hơn nữa người nào mà không biết Toại các chủ này trung thành tuyệt đối với nền văn minh Toại Minh. Sao cô ta có thể phản bội lại văn minh của chính mình được? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ta nói thật cả, các ngươi đừng không tin. Thấy Toại Cổ Kim vẫn đang nói lời kỳ lạ, Khưu Nguyên của văn minh cựu thổ liếc mắt nhìn vết thương trên người của Toại Cổ Kim, ông ta do dự một lúc rồi nói, Toại các chủ, xin lỗi vì lời vừa rồi của ta biết cô chắc chắn không cấu kết với Diệp Quân, chỉ là việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, nên ta phải cẩn thận một chút, mong cô hiểu cho. Một trưởng lão khác cũng nói, ai cũng có thể cấu kết cùng Diệp Quân kia, nhưng Toại các chủ chắc chắn là không thể, nào có văn minh cao hơn đi thần phục văn minh cấp thấp. Toại Cổ Kim lạnh nhạt nói, mọi chuyện đều có khả năng. Trưởng lão kia cười nói, Toại các chủ đừng giận, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là liên thủ đối phó Diệp Quân và Thương Hồng Y, ở thời khắc mấu chốt như này mọi người càng phải đồng tâm hiệp lực mới được. Mọi người đều vội vàng gật đầu, ai nấy đều đồng ý. Toại Cổ Kim nhìn mọi người một lượt, không nói gì thêm. Khưu Nguyên trầm giọng nói, bây giờ việc cấp bách là lập tức khởi động đại trận phòng ngự của cựu thổ để ngừa Thương Hồng Y đột kích, tiếp đó phải lập tức bãi nhiệm cô ta, nên bây giờ ta kiến nghị lập tức tiến hành quá trình kết tội, phải bãi nhiệm cô ta với tốc độ nhanh nhất. Nói rồi, ông ta nhìn về phía mọi người đáp ngay, được, lập tức tiến hành quá trình kết tội, bãi nhiệm cô ta. Mà Toại Cổ Kim lại bỗng lên tiếng. Như vậy thì có hơi qua loa. Mọi người nhìn Toại Cổ Kim nói, cô ta là do ba nền văn minh chúng ta lúc trước tuyển chọn ra, tuy chúng ta có thể bãi nhiệm cô ta, nhưng vẫn chưa thông báo đến chủ nền văn minh của từng người chúng ta. Bên cạnh đó, nếu cứ bãi nhiệm cô ta như vậy thì cô ta sẽ không phục, sẽ cho rằng chúng ta dội nước bẩn lên người cô ta. Khưu Nguyên trầm giọng nói, vậy Toại các chủ có ý kiến gì? Toại Cổ Kim đáp, chúng ta phải lấy được đại nghĩa. Đại nghĩa? Mọi người nghe thế thì đều thấy ngạc nhiên. Toại Cổ Kim nói, chính là công bố hành động của cô ta ra ngoài, để mọi người ở cựu thổ đều biết cô ta đã làm gì. Nói đơn giản là thúc đẩy dư luận tấn công, để mọi người cựu thổ đều đứng chung một phía với chúng ta, cùng chung một mối thù với chúng ta, như vậy coi như chúng ta không bãi nhiệm cô ta thì cô ta cũng sẽ bị tất cả mọi người ở cựu thổ khinh bỉ. Mọi người nghe vậy đều giật mình hoảng hốt, vị Toại các chủ này. May là người của mình, nếu là đối thủ thì khó nhằn thật sự. Khưu Nguyên trầm giọng nói, Toại các chủ, những người phía dưới kia sẽ tin chúng ta sao? Một trưởng lão khác lại trầm giọng nói, chắc chắn tin, bởi vì phía dưới chúng ta đa số đều không có khả năng phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần chúng ta nắm giữ được quyền lên tiếng của dư luận thì chúng ta nói cái gì bọn họ cũng sẽ tin cái đó. Mọi người gật đầu lia lịa, bày tỏ biện pháp này có thể dùng được. Nắm giữ và khống chế dư luận, lấy lại đại nghĩa, bọn họ bảo ai xấu thì người đó chính là kẻ xấu. Sau khi tan họp, mọi người bắt đầu sắp xếp. Chẳng mấy chốc, tin tức Thương Hồng Y liên hợp với Diệp Quân hãm hại cựu thổ đã truyền đi khắp nơi, khiến ai nấy đều phẫn nộ. Mẹ nó, giặc bán nước, thân là chủ chung của cựu thổ mà lại bán đứng cựu thổ, thực sự là đáng chết, giết 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 giết. Chủ chung của cựu thổ lại đi liên thủ với người khác tấn công người bên mình, thứ xấu xa phản bội, phải mau diệt cỏ tận gốc. Nhục, vô cùng nhục. Đám người trong thần điện cựu thổ không biết làm ăn cái gì nữa.
vậy mà lại để cho một kẻ phản bội làm chủ chung của chúng ta, đúng là một đám rác rưởi, ông đây lên làm thay cho này. Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Cô ấy là chủ chung của cựu thổ, sao có thể? Cái gì, ngươi còn nói giúp cho ả nữa à, mẹ nhà nó, ngươi có yêu nước không? Sâu trong rừng tre có một ngôi nhà tre được xây tựa vào núi, trước nhà tre là một dòng sông nhỏ uốn lượn quanh rừng tre cho đến tận cuối tầm mắt. Nước sông trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Diệp Quân ngồi khoanh chân trên một tảng đá bên bờ sông, hai tay hắn đặt trên hai đầu gối, nhắm mắt lại, quanh người hắn tỏa ra từng luồng khí tức êm dịu. Trật tự. Vẻ mặt Diệp Quân khá phấn khích. Sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng hiện giờ của hắn đang tăng lên mỗi ngày, vì những sinh linh trong tiểu tháp đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Phải nói là tiểu tháp cộng với đạo trật tự của hắn quả thật là tổ hợp vô địch, dĩ nhiên là phải trả tiền. Tiền. Diệp Quân hơi cong môi. Sau khi cha giết những cường giả đó, ông ấy đã thu thập nhẫn của những cường giả đó lại. Từ những chiếc nhẫn này, ông ấy đã thu có được tổng cộng 372 mạch đế nguyên cực phẩm, trong đó tiên nguyên tinh có hơn 30 vạn viên, bao gồm hơn 300 thần khí của đế binh, 6 cơ giáp cấp tiên cực phẩm và vô số hiện vật khác. Điều đáng tiếc duy nhất là tất cả áo giáp của cường giả đó đều bị một nhát kiếm của cha quét sạch. Nếu không nếu dùng những bộ áo giáp đó để mặc cho các thần tướng đồng đen trong tiểu tháp của hắn, sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất nhiên hắn đã rất hài lòng với hiện tại rồi. Có 372 mạch đế nguyên cực phẩm, hắn không cần phải lo về linh lực trong tiểu tháp trong thời gian ngắn, điều này có thể nói là đã giải quyết được một vấn đề lớn cho hắn. Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân quay người lại nhìn, người đến là Toại Cổ Kim. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, Toại cô nương, vẫn suôn sẻ chứ. Toại Cổ Kim gật đầu, hiện giờ vẫn xem như thuận lợi. Diệp Quân cười nói, vậy thì tốt. Toại Cổ Kim nói, thực lực hiện tại của Diệp công tử chắc là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới bất hủ đế chủ rồi nhỉ. Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết. Trước đó bị đánh hội đồng. Thế nên giờ hắn cũng không chắc rốt cuộc giờ sức chiến đấu của hắn thế nào. Toại Cổ Kim nhìn hắn, với nền tảng hiện giờ của Diệp công tử, tăng cảnh giới chắc là không khó. Diệp Quân lại lắc đầu, ta không tu luyện cảnh giới. Toại Cổ Kim cau mày, không tu luyện cảnh giới. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, không phải ngươi không tu luyện cảnh giới, mà là ngươi không muốn đi theo con đường của người khác, muốn mở ra một con đường hoàn toàn mới. Diệp Quân cười nói, đúng thế. Toại Cổ Kim im lặng. Diệp Quân nói, Toại cô nương, trước kia ta lấy được vài kim đồng vệ và thanh đồng vệ của các cô, chúng có thể tiếp tục thăng cấp không? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, có thể, nhưng với ngươi hiện giờ, chúng không có tác dụng lắm, chẳng phải sao? Diệp Quân cười nói, ta cũng không phải để chúng đánh nhau giúp ta muốn để chúng quản lý vũ trụ quan huyên giúp ta. Nhiều lúc người máy rất đáng tin. Vì chúng sẽ không tham ô. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, những con rối này đều được nền văn minh Toại Minh bọn ta luyện chế để thực hiện nhiệm vụ. Chúng không có lòng tham hay cảm xúc, phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều vũ trụ. Nói đến đây cô ta bỗng nói, Diệp công tử, ta có thể vào tiểu tháp của ngươi xem thử không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Nói rồi hắn dẫn Toại Cổ Kim vào trong tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Toại Cổ Kim nhìn xung quanh. Cau chặt mày, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ nghiêm trọng. Một lúc sau, Toại Cổ Kim nói, đây là do cha ngươi tạo ra à? Diệp Quân nói, là cô của ta. Toại Cổ Kim nói, lợi hại thật. Diệp Quân cười nói, Toại cô nương, cô nói xem tiếp theo hội thương Hồng Y sẽ đối phó với chúng ta thế nào. Toại Cổ Kim lắc đầu, Diệp công tử, điều ngươi nên lo lắng hiện giờ là thực lực của ngươi, thực lực hiện giờ của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Trong các vũ trụ được quan sát hiện nay, chỉ có thể được xem là cấp thứ hai, vẫn còn lâu mới được xem là cấp thứ nhất, có thể nói chỉ cần ba cường giả bất hủ đế chủ là có thể hạ gục được ngươi, ngay cả vài thế lực của tiên phủ cũng có thể đối phó được với ngươi chứ đừng nói là Thương Hồng Y. Diệp Quân im lặng không nói. Toại Cổ Kim nói tiếp, bất kỳ chiến lược nào cũng cần sức mạnh hỗ trợ, nếu không bất kỳ chiến lược nào cũng sẽ chỉ là mây bay khi đối mặt với sức mạnh thực sự. Nói đến đây, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ phức tạp.
lần này cô ta thất bại là vì đánh giá thực lực của Diệp Quân quá thấp. Chuyện này cũng nhắc nhở cô ta không nên quá ỷ lại vào mưu trí, vì đối với vài cường giả thì mưu trí có cao đến đâu cũng vô dụng. Thực lực mới là quan trọng. Diệp Quân nói, ý của Toại cô nương là ta tạm thời cách xa cựu thổ trước à? Toại Cổ Kim gật đầu, ừ. Diệp Quân không nói gì. Toại Cổ Kim nói, bây giờ ngươi ở lại cựu thổ sẽ rất bất lợi, vì hiện giờ ba nền văn minh lớn ở cựu thổ vẫn xem ngươi là kẻ thù, ngươi cũng không thể nào khiến chúng khuất phục ngươi, vì quan huyên pháp của ngươi khác hoàn toàn với trật tự của bọn ta. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể khiến thập hoang khuất phục là vì thực lực của ngươi mạnh hơn họ rất nhiều, họ phải chịu thua thôi, nhưng bây giờ thực lực của ngươi vẫn chưa vượt qua cựu thổ. Diệp Quân im lặng hồi lâu bỗng bật cười, Toại cô nương, với thực lực hiện giờ của nền văn minh Toại Minh có thể tạo ra được thứ như tiểu tháp không? Toại Cổ Kim lắc đầu, không thể. Trước đây cô ta không chắc chắn vì chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ sau khi tận mắt nhìn thấy, cô ta biết với thực lực của nền văn minh Toại Minh, tuyệt đối không thể tạo ra một sự tồn tại nghịch thiên như vậy. 10 năm trong tháp mà thế giới bên ngoài chỉ mới trải qua một ngày, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ nào, chuyện này rất hoang đường. Có thể nói, tiểu tháp này đã là một vũ trụ riêng biệt, nếu coi đó là một nền văn minh thì nó có chiều không gian cao hơn tất cả các nền văn minh vũ trụ đã biết. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, nếu ta đồng ý để Toại cô nương ở lại trong tiểu tháp để nghiên cứu thì sao? Toại Cổ Kim híp mắt lại. Diệp Quân nói, cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể thật sự hiểu được bí ẩn về thời không trong tiểu tháp này, nhưng ta tin nếu Toại cô nương đến, chắc chắn sẽ có thể hiểu được. Những lời này là lời nói thật lòng của hắn, người phụ nữ này thông minh đến mức đáng sợ, nếu ngay cả cô ta cũng không thể hiểu được bí ẩn về thời không ở đây thì hắn thật sự sẽ bỏ cuộc. Toại Cổ Kim im lặng hồi lâu rồi nói, thật ra Diệp công tử ở lại bên này có rất nhiều lợi, không có bất lợi. Tiểu tháp. Bây giờ tiểu tháp sắp không theo kịp suy nghĩ của hai người này nữa rồi, nói chuyện mà cứ có ẩn ý. Diệp Quân cười nói, cô nương nói cái lợi thử xem. Toại Cổ Kim chậm rãi nói, trước hết, trong các vũ trụ đã được quan sát hiện tại, ngoài nền văn minh tổ trong truyền thuyết ra thì nền văn minh cựu thổ là nền văn minh vũ trụ cao cấp nhất. Nếu Diệp công tử muốn nâng cao thực lực thì nơi này là phù hợp nhất với Diệp công tử, dĩ nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để giúp Diệp công tử nâng cao thực lực. Diệp Quân mỉm cười, nhưng không nói gì. Toại Cổ Kim nói tiếp, thứ hai, nếu Diệp công tử ở lại đây, có thể hiểu rõ về trật tự của ba nền văn minh lớn. Cho dù là luyện võ đạo hay thiết lập trật tự, nhắm mắt làm liều là điều không thể, chỉ có sự hiểu biết điểm mạnh và điểm yếu của người khác mới có thể cải thiện bản thân, cũng có thể cảnh báo bản thân, tất nhiên ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Diệp công tử. Diệp Quân vẫn không nói gì. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngoài ra, ta cũng sẽ chống lại Thương Hồng Y cùng với Diệp công tử, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là đồng minh. Diệp Quân không nói gì. Nhưng Toại Cổ Kim cũng không nói gì. Cứ thế hai người im lặng hồi lâu, Diệp Quân đột nhiên mỉm cười nói, Toại cô nương, ta chợt nhớ ra mình còn có một thần vật khác, muốn cô Toại giúp ta nhìn xem. Nói rồi hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nhận lấy kiếm Thanh Huyên, sau khi xem xét một hồi, cô ta đưa kiếm Thanh Huyên cho Diệp Quân rồi nói, Diệp công tử, ta không nhìn thanh kiếm này nữa, nếu sau này Diệp công tử có tiện, không biết có thể hỏi cô của ngươi vài câu thay ta không, chỉ cần một là đủ. Diệp Quân gật đầu, được. Nếu cô ta tự mình hỏi, hắn sẽ không đồng ý chuyện này, vì hắn không thể quyết định chuyện gì thay cô, nhưng nếu hắn tự hỏi, vậy thì chuyện này khá dễ giải quyết. Mình hỏi cô một vấn đề cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, bây giờ hắn đã đồng ý điều kiện của đối phương, giờ đến lượt Toại Cổ Kim đưa ra lợi ích tương ứng rồi. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, ta từng đọc quan huyên pháp của Diệp công tử. Không thể nói là biết hết toàn bộ vài suy nghĩ của Diệp công tử. Nhưng có lẽ ta cũng biết một phần, một trong những vấn đề lớn nhất trong trật tự này của Diệp công tử là cực kỳ không thân thiện với những thế lực hàng đầu đó, có thể nói điều này đang gây tổn hại đến lợi ích của họ. Thế nên, bất cứ nơi nào Diệp công tử đến đều sẽ bị các thế lực đỉnh cấp này ghét bỏ, họ sẽ chống lại ngươi, giống như ở cựu thổ hiện giờ, ba nền văn minh lớn sẽ không thể dung thứ cho ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, muốn thiết lập trật tự mới thì phải lật đổ trật tự cũ. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, nhưng Diệp công tử, ngươi phải hiểu đợi sau khi trật tự của ngươi được thiết lập, các tông môn và thế gia bên dưới đó sẽ được thăng cấp,
cuối cùng họ sẽ trở thành một cấp bậc quyền quý mới. Nói cách khác, một số cấp bậc sẽ tồn tại mãi mãi, người không thể bị tiêu diệt. Nói đến đây, cô ta dừng lại, sau đó nói, tha cho ta nói thẳng, Diệp công tử, nhà họ Diệp của ngươi có thể là cấp bậc quyền quý lớn nhất đó. Những người ở cấp thứ hai là những người có quan hệ ở bên cạnh ngươi, chẳng hạn như gia tộc nhà vợ ngươi, gia tộc bạn bè của ngươi, những người ở cấp thứ ba là gia tộc thân thích của gia tộc bên vợ và bạn bè của ngươi. Nói rồi cô ta khẽ lắc đầu, một người đắc đạo thì cả nhà thăng thiên. Có quan hệ đấy, đều có thể thăng thiên. Diệp Quân trầm lặng. Toại Cổ Kim nói tiếp, Diệp công tử, ngươi có thể tự kỷ luật, thực sự nghĩ cho tất cả chúng sinh trên thế giới, nhưng ngươi có thể đảm bảo những người xung quanh ngươi cũng nghĩ như vậy không? Cô ta thở dài, Diệp công tử, ngươi có thể kỷ luật bản thân là vì trong nhà có mấy người bất khả chiến bại chống đỡ, quyền thế và tiền bạc không có sức hấp dẫn với ngươi, nhưng không phải ai cũng có lai lịch giống ngươi, thế nên sau khi trật tự của ngươi thật sự được thiết lập, sẽ không bao lâu nữa, trong trật tự của ngươi sẽ xuất hiện một số lượng lớn các gia thế và tông môn đỉnh cấp, họ là quyền quý mới, lúc đó. Diệp Quân trầm giọng nói, có quan huyên pháp. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, ngươi đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Diệp Quân. Toại Cổ Kim lắc đầu, với những quyền quý đó, luật pháp là gì chứ? Chỉ để nghịch đùa thôi. Diệp Quân muốn nói gì đó, Toại Cổ Kim lại nói, hơn nữa còn có thể muốn chơi kiểu gì cũng được. Lúc chúng cần thì luật là chính nghĩa, lúc bọn họ không cần thì luật là trò đùa. Nói một cách đơn giản, nếu không có cơ chế giám sát mạnh, họ có thể coi thường mọi thứ. Diệp Quân im lặng không nói, hắn không thể cãi lại được. Toại Cổ Kim không nói gì, nhưng lại đang mong đợi điều gì đó. Diệp Quân bỗng nói, vậy Toại cô nương thấy sao? Toại Cổ Kim nhìn hắn, trên môi nở nụ cười hiếm hoi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường. Nền văn minh cựu thổ bọn ta đã có 3 nền văn minh rồi, Diệp công tử hoàn toàn có thể dẫn dắt vũ trụ quan huyên gia nhập vào bọn ta, mọi người đều có thể cùng nhau phát triển, cùng giám sát lẫn nhau, cùng hạn chế lẫn nhau. Tiểu tháp, Diệp Quân cả người tê cả lại. Hắn vốn dĩ muốn thu phục đối phương, nhưng hắn không ngờ đối phương cũng muốn thu phục hắn. Gia nhập cựu thổ, Diệp Quân yên lặng, Toại Cổ Kim nói tiếp, có rất nhiều lợi ích. Một khi gia nhập cựu thổ, chúng ta sẽ là liên minh, đến lúc đó, người trong tiểu tháp của ngươi cũng có thể tu luyện ở cựu thổ. Mà nếu được tu luyện ở cựu thổ thì tốc độ thăng cấp của bọn họ ít nhất sẽ gấp mấy chục lần hiện tại. Không chỉ vậy, về sau mọi người chính là một liên minh, mọi chuyện cùng tiến cùng lùi, việc này trước mắt đối với ngươi mà nói là sự trợ giúp rất lớn, không phải sao? Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, nhưng vấn đề sau này thì sao? Toại Cổ Kim khẽ cười đáp. Chuyện của sau này thì có thể để sau này hãng nói tiếp. Diệp Quân. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, ta biết ngươi đang lo lắng gì. Ngươi đang sợ bị ta gài, đúng không? Diệp Quân khẽ cười nói, ta không có ý này. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi có, ngươi rất đề phòng ta, sợ ta bán ngươi đi mất. Diệp Quân cười gượng, không đến mức đó. Toại Cổ Kim nói, Diệp công tử, quay lại chủ đề vừa nãy của chúng ta. Vấn đề trật tự. Nếu đã có một vài vấn đề giai cấp thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết triệt để được. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ khác, chúng ta không cần triệt tiêu họ mà chúng ta cùng tồn tại với họ. Mà muốn cùng tồn tại với họ thì trước tiên ngươi phải tìm hiểu rõ về bọn họ. Giống như bây giờ, trong cựu thổ có 3 nền văn minh, 3 nền văn minh có thể phát triển được đến trình độ hiện tại thì cũng đã đủ để chứng minh 3 nền văn minh này đều có chỗ đáng để áp dụng. Chế độ của bọn họ không chắc đã kém hơn của ngươi. Nếu đã như vậy, tại sao trước tiên không hiểu rõ về họ trước, sau đó tiếp thu những ưu điểm của họ để hoàn thiện trật tự của mình? Diệp Quân khẽ gật đầu, Toại cô nương nói rất có lý. Ta cũng biết nếu bây giờ ta có thể gia nhập cựu thổ thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ là, cựu thổ có bằng lòng để ta gia nhập hay không? Toại Cổ Kim đáp, khá khó khăn, nhưng nếu ngươi gật đầu đồng ý, thì việc gia nhập cựu thổ có thể giao cho ta. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim. Cô có cách sao? Toại Cổ Kim đáp, cố gắng là được. Diệp Quân cười nói, được. Toại Cổ Kim gật đầu, Diệp công tử, bây giờ có 3 việc cần làm. Việc thứ nhất là gia tăng thực lực của ngươi, mà muốn gia tăng thực lực của ngươi thì trước tiên phải kiểm tra thực lực của ngươi đã, để xem thử giới hạn của ngươi. Việc thứ hai là đối phó với Thương Hồng Y. Tuy bây giờ cô ta không có bất kỳ động tĩnh gì nhưng chắc chắn cô ta sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua.
vì vậy chúng ta phải cẩn thận thảo luận một chút, nghĩ thử xem tiếp theo cô ta có thể sẽ có những hành động gì, như vậy chúng ta mới có thể làm trước được công tác phòng bị, tránh bị cô ta đánh cho đến mức không kịp trở tay. Nói đến đây, cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, việc thứ ba, đó chính là gia nhập cựu thổ. Bây giờ ba nền văn minh lớn của cựu thổ đều căm thù ngươi. Vì vậy đầu tiên chúng ta phải thay đổi ấn tượng của bọn họ đối với ngươi. Những việc này thì ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý. Diệp Quân gật đầu, được. Toại Cổ Kim nói, trước tiên chúng ta sẽ đi kiểm tra thực lực của ngươi một chút. Diệp Quân có phần tò mò, kiểm tra bằng cách nào? Toại Cổ Kim đáp, đi theo ta. Dứt lời, cô ta dẫn theo Diệp Quân trực tiếp biến mất. Chẳng mấy chốc hai người đã tới một tinh hà, cách đó không xa có những cây cột thần đồng đen sừng sững giữa tinh không. Diệp Quân đưa mắt nhìn qua, những cây cột thần đồng đen này phải có hơn chục nghìn cây, đỡ một chiếc khay tròn đồng đen khổng lồ. Mà ở giữa khay vẽ đầy các loại phù văn thần bí. Diệp Quân có phần tò mò, đây là... Toại Cổ Kim đáp, tế đàn thần võ, là thánh địa tu luyện của nền văn minh Toại Minh ta, nếu khởi động trận pháp ở bên trong thì mỗi ngày phải tiêu hao 26 đế nguyên mạch cực phẩm. Nghe vậy, Diệp Quân nhất thời cả kinh, tu luyện một ngày mà phải tiêu hao hết 26 đế nguyên mạch cực phẩm sao? Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn tế đàn võ thần, trong mắt tràn đầy sự tò mò, Toại cô nương, ta có thể tu luyện ở đây không? Toại Cổ Kim đáp, nếu ngươi tự mình bỏ tiền ra thì có thể. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại. Toại Cổ Kim nói, đi theo ta. Dứt lời, cô ta dẫn theo Diệp Quân đi về phía tế đàn. Diệp Quân đột nhiên hơi hiếu kỳ, Toại cô nương, Thương Hồng Y đang ở cảnh giới nào? Toại Cổ Kim đáp, cảnh giới vực chủ. Diệp Quân quay đầu nhìn cô ta, cảnh giới vực chủ sao? Toại Cổ Kim gật đầu, vượt lên trên vạn đạo, ra lệnh cho vạn đạo vạn pháp. Ba nền văn minh lớn bọn ta đều không ngờ cô ta lại đạt được đến trình độ đó, cô ta đã che giấu rất kỹ. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cảnh giới vực cảnh của ta vẫn còn có chút thua kém cô ta. Toại Cổ Kim liếc nhìn hắn, không nói gì. Kỳ thực so với Thương Hồng Y, cô ta cảm thấy Diệp Quân càng yêu nghiệt hơn. Xét về cảnh giới thì hắn đang ở cảnh giới đại đế, nhưng xét về sức mạnh chiến đấu thì hắn gần như là bất khả chiến bại dưới cảnh giới vực chủ. Nếu ngày đó không phải hắn bị ba người ở cảnh giới bất hủ đế chủ bao vây tấn công bị thương, thì có lẽ hắn đã có thể đánh một trận với Thương Hồng Y rồi. Ngày đó với hắn của bây giờ chắc chắn không thể đánh lại được Thương Hồng Y. Lúc này, Diệp Quân lại hỏi, vậy bi tâm từ cô nương đang ở cảnh giới nào? Toại Cổ Kim đáp, giống như ngươi, không tu luyện cảnh giới. Diệp Quân, Toại Cổ Kim nói tiếp, những cường giả đỉnh cao chân chính đều đi theo con đường của riêng mình. Diệp Quân nói, bi tâm từ mạnh hơn hay là Thương Hồng Y mạnh hơn? Toại Cổ Kim đáp, họ bi. Trả lời không chút do dự. Diệp Quân lại hỏi, Toại cô nương, nàng ấy không phải là người của nền văn minh Toại Minh các cô sao? Vậy tại sao nàng ấy lại phản bội các người? Toại Cổ Kim quay đầu nhìn Diệp Quân, ngươi đừng có tò mò như vậy được không? Diệp Quân, Toại Cổ Kim nhẹ giọng nói, nàng ấy có sự kiên trì của nàng ấy. Chúng ta cũng có sự kiên trì của mình, vì vậy khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Diệp Quân nhìn cô ta, đại khái đã hiểu ra được một chút. Toại Cổ Kim nói, cốt lõi của trật tự chính là tín ngưỡng. Mà cốt lõi của tín ngưỡng là nhân từ, người càng nhân từ thì chúng sinh sẽ càng tín ngưỡng ngươi. Nhưng, việc này cũng có hai nhược điểm. Thứ nhất là ngươi sẽ ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh tín ngưỡng, loại sức mạnh sẽ khiến cho con người ta bị trầm mê. Một khi ngươi phụ thuộc vào nguồn sức mạnh này thì ngươi sẽ trở thành đầy tớ của nó. Thứ hai, đó chính là con đường này là một con đường cực kỳ khó đi, bởi vì trước mắt ngươi chỉ có một vật tham chiếu, mà vật tham chiếu này còn ở trong truyền thuyết. Diệp Quân nói, nền văn minh tổ sao? Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, Toại cô nương, cô có thể nói một chút về nền văn minh tổ này không? Toại Cổ Kim đáp, tương truyền. Đây chính là khởi nguồn của tất cả nền văn minh, trước mắt đã dự đoán ra được điểm bắt nguồn của tất cả các nền văn minh trong vũ trụ chính là từ nền văn minh tổ này, còn cụ thể thì ta cũng không rõ. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tinh không sâu thẳm, nhẹ giọng hỏi, Toại cô nương, cô thông minh như vậy, vậy cô có biết vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu không? Toại Cổ Kim đáp, không biết. Diệp Quân yên lặng. Toại Cổ Kim nói tiếp,
ta từng đi qua một tinh cầu rất nhỏ. Ở tinh cầu đó, nền văn minh võ đạo cực kỳ thấp, thấp đến nỗi cả đời bọn họ cũng không thể đi ra khỏi được tinh vực của họ. Những tinh quang mà bọn họ nhìn thấy, chỉ là những tinh quang mấy triệu năm trước phát ra. Khi bọn họ nhìn thấy tinh cầu tỏa ra nguồn sáng cũng đã bị hủy diệt, thì trong vũ trụ này, bọn họ cực kỳ lẻ loi. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, cha ngươi từng nói một câu, ngươi còn nhớ không? Diệp Quân hỏi, câu gì? Toại cổ kim đáp, là vũ trụ quan sát được. Diệp Quân trầm giọng nói, ý của cô là cha ta đã từng nhìn thấy vũ trụ không thể quan sát sao? Toại cổ kim gật đầu, khi ông ấy nói câu đó, là đang nói với ngươi, cũng chính là nói, vũ trụ mà bây giờ ngươi có thể tiếp xúc được là vũ trụ có thể quan sát được. Mà ông ấy có thể nói ra câu này hiển nhiên là ông ấy đã đi qua vũ trụ không thể quan sát được. Diệp Quân mỉm cười, vẫn là cha có bản lĩnh. Toại cổ kim nói, vũ trụ mà ta vừa nãy nói, bọn họ cả đời đều không thể rời khỏi thiên hà của họ. Mà những thứ mà bọn họ quan sát được, cũng chỉ có trong thiên hà của họ, hơn nữa bởi vì họ chỉ toàn truyền bá, nên những thứ mà bọn họ nhìn thấy trong vũ trụ đều là những thứ đã từng xảy ra. Nói cách khác, đây chính là hạn chế. Diệp Quân khẽ nhíu mày, hạn chế sao? Toại cổ kim gật đầu, mỗi vũ trụ, mỗi thiên hà đều có hạn chế của riêng mình, nền văn minh bậc thấp có hạn chế bậc thấp, nền văn minh bậc cao nhất định có hạn chế bậc cao. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, cũng chính là nói, chúng ta nhất định cũng có hạn chế của chúng ta, mà hạn chế này được hình thành từ vũ trụ tự nhiên hay là vì con người. Diệp Quân yên lặng. Toại cổ kim bỗng nhiên nói, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Có thể hơi mạo muội. Diệp Quân cười nói, cô hỏi đi. Toại cổ kim nhìn hắn, ngươi là người yếu nhất trong nhà ngươi phải không? Diệp Quân gật đầu, gần như vậy. Dứt lời, hắn lắc đầu bật cười. Toại cổ kim gật đầu, không nói thêm gì nữa, cô ta đã hiểu ra một số chuyện rồi. Rất nhanh, hai người đã đến chính giữa tế đàn võ thần, Toại cổ kim quay đầu nhìn sang bên cạnh, làm phiền rồi. Vừa dứt lời. Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, ông ta mặc một chiếc áo vải đơn giản, thắt lưng thắt một sợi dây thừng dày, mái tóc dài xõa vai, đôi mắt ẩn chứa một luồng sức mạnh áp lực vô hình, thân hình mạnh mẽ, khác với thói tục. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại cổ kim nói, người đánh nhau với ông ta, dùng thủ đoạn gì cũng được. Dứt lời cô ta xoay người xuất hiện ở bên ngoài tế đàn. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên biến mất. Đồng tử Diệp Quân chợt co rút, chắn ngang thanh kiếm chặn lại. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng chính vào lúc hắn sắp bay ra khỏi tế đàn thần võ thì một luồng sức mạnh thần bí giống như một bức tường ngăn hắn lại. Nhưng điều này cũng khiến hắn bị thương lần thứ hai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sắp vỡ nát, một ngụm máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn. Ở phía xa xa, người đàn ông trung niên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quân lau vết máu ở khóe miệng, giây tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt một thanh kiếm đã chém tới trước mặt người đàn ông, mà người đàn ông giơ nắm đấm lên, sức mạnh cường đại vậy mà lại đánh tan được kiếm quang của Diệp Quân trong giây lát, mà Diệp Quân cũng trực tiếp bay ra ngoài, lần nữa đập mạnh vào luồng sức mạnh thần bí đó. Người đàn ông trung niên cũng không tiếp tục tấn công, ông ta nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm đã có những vết nứt, máu tươi chảy ra. Ở phía xa xa, giọng nói của Toại cổ kim đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quân, không cần phải nương tay, ông ta chính là võ quan đứng đầu của nền văn minh Toại Minh ta. Trong các cường giả của toàn bộ nền văn minh Toại Minh thì có thể xếp vào top 4 người đứng đầu. Quan võ đứng đầu. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên đó, phải nói là thực lực của người đàn ông trước mặt khiến hắn rất ngạc nhiên, vì người đàn ông này mạnh hơn các vị bất hủ đế chủ, mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang xoẹt qua. Ở đằng xa, người đàn ông trung niên bỗng giơ tay phải ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, sức mạnh đáng sợ trào ra từ lòng bàn tay, cưỡng ép chống lại nhát kiếm của Diệp Quân cách đó vài trượng. Tay phải Diệp Quân cầm kiếm xoay một vòng. Hai luồng kiếm ý cùng xuất hiện, thế kiếm cực mạnh thoáng chốc đánh tan sức mạnh của người đàn ông trung niên. Kiếm đâm thẳng vào người trung niên, lúc này người đàn ông trung niên bỗng trở nên hư ảo. Nhát kiếm đâm vào không khí. Diệp Quân xoay người chém ngang, kiếm quang như vũ bão. Khoảnh khắc hắn quay người lại, một luồng quyền mang giáng xuống,
mạnh mẽ như sấm sét, bóp méo thời không ở đó, dưới uy lực của quyền quang đáng sợ này, kiếm quang của Diệp Quân thoáng chốc bị nghiền nát, uy lực sức mạnh khiến hắn lùi về sau, lúc này người đàn ông trung niên bỗng biến mất khỏi đó, chỉ trong chốc lát, trên cả tế đàn thần võ bị vô số quyền quang nhấn chìm. Lúc này tế đàn thần võ rung chuyển dữ dội. Bù! Đúng lúc này, một tiếng kiếm kêu chợt vang lên trên tế đàn thần võ, sau đó vô số quyền mang bị xé toạc thành một lỗ hổng, kiếm quang như biển bao trùm toàn bộ tế đàn thần võ. Chiến đấu kịch liệt. Trên tế đàn võ thần, kiếm quang và quyền mang đan vào nhau. Lúc này Diệp Quân cũng đã dùng hết sức, khí tức kiếm đạo toát ra từ trên người hắn không thua kém gì khí tức võ đạo của người đàn ông trung niên. Hai bên đều không ai thua ai. Bên ngoài, Toại Cổ Kim vẫn luôn quan sát chiến trường ở tế đàn thần võ, tất cả chi tiết đều không lọt khỏi mắt cô ta. Đúng lúc này, một luồng khí tức võ đạo đáng sợ bỗng bộc phát từ tế đàn thần võ, sau đó toàn bộ kiếm quang lập tức bị dập tắt. Chỉ thấy người đàn ông trung niên chậm rãi bay lên, lúc này khí tức tỏa ra quanh người hắn đã không còn là khí tức võ đạo nữa mà là từng luồng khí tức đạo pháp đáng sợ. Khí tức kiếm đạo của Diệp Quân hoàn toàn đã bị áp chế trước khí tức đạo pháp này. Diệp Quân nhíu mày, lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh áp bức cực kỳ khủng khiếp, như có một tảng đá cực lớn đè lên tim. Người đàn ông trung niên bỗng xòe bàn tay ra, sau đó đè mạnh xuống, cả tế đàn thần võ bắt đầu rung chuyển cực mạnh, từng luồng khí tức đạo pháp đáng sợ nghiền ép về phía Diệp Quân, lúc này tinh vực ngoài tế đàn thần võ đều bắt đầu trở nên hư ảo. Lúc này tế đàn thần võ đã không thể khóa chặt hoàn toàn sức mạnh của người đàn ông trung niên. Diệp Quân hít sâu một hơi, huyết mạch phong ma trong người bỗng dâng trào. Thoáng chốc hắn biến thành tia kiếm quang màu đỏ rồi bay lên trời, đâm mạnh vào người đàn ông trung niên. Trong tinh không, một tiếng nổ chói tai bỗng vang lên, sau đó trên tế đàn thần võ, những luồng khí tức sức mạnh đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh, cũng may tế đàn thần võ có kết giới bí ẩn phong ấn. Bao trùm làn sóng xung kích của tất cả sức mạnh trên tế đàn thần võ, nếu không tinh vực này đều bị phá hủy. Một lúc lâu sau, trên tế đàn thần võ mới trở lại bình thường. Diệp Quân và người đàn ông trung niên đối mặt với nhau, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng Diệp Quân. Ở đằng xa, trên người của người đàn ông trung niên đó có mười mấy vết kiếm khá sâu. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, không nói gì thêm, xoay người biến mất khỏi đó. Lúc này Toại Cổ Kim xuất hiện trước mặt Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, sức mạnh vừa rồi của ông ta là gì thế? Toại Cổ Kim nói, sức mạnh vạn đạo vạn pháp, nhưng ông ta chỉ mượn thôi, chứ không phải mệnh lệnh, thế nên uy lực không bằng Thương Hồng Y. Diệp Quân nói, rất mạnh. Toại Cổ Kim nói, nếu ngươi sử dụng sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết mạch, cộng thêm thanh kiếm này của ngươi nữa, ngươi và ông ta ít nhất có thể ngang nhau. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, cô muốn tăng thực lực giúp ta à? Toại Cổ Kim gật đầu, ừ. Diệp Quân hỏi, tại sao? Toại Cổ Kim hỏi ngược lại, tại sao ngươi không dùng sức mạnh tín ngưỡng? Thật ra điều mà ta thực sự tò mò là sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân. Từ đầu đến giờ, Diệp Quân chưa từng sử dụng sức mạnh tín ngưỡng nữa, mà cô ta biết rất rõ kể từ lần trước Diệp Quân sử dụng sức mạnh tín ngưỡng để đánh lại đạo chiếu đến nay. Sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân chắc chắn đã có sự thay đổi rất lớn. Dù sao những người tin tưởng hắn đó đều tu luyện trong tiểu tháp. Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng không giấu gì cô, hai nguyên nhân, một là ta không muốn mình ỷ lại quá nhiều vào sức mạnh tín ngưỡng, hai là cũng phải để lại chiêu cuối chứ, đúng không? Toại Cổ Kim khá ngạc nhiên trước lời nói thật của Diệp Quân, cô ta nhìn Diệp Quân rồi nói, thực lực hiện tại của ngươi đã rất mạnh. Trong toàn bộ vũ trụ người có được sức mạnh ở tuổi của ngươi đúng là rất hiếm có, nhưng vậy vẫn chưa đủ, vì những việc ngươi làm cực kỳ khó khăn, kẻ thù mà ngươi phải đối mặt rất mạnh, mà ngươi thì lại chưa tu luyện được cảnh giới của mình. Thế nên, nếu muốn tăng thực lực của mình, ngươi chỉ có thể chiến đấu thật mạnh mẽ, qua đó luyện được kiếm ý và ý thức chiến đấu của ngươi đến cực hạn, vì vừa rồi ta xem ngươi đánh nhau, bây giờ ngươi chưa đạt đến giới hạn của mình. Diệp Quân nói. Bây giờ ta nên làm sao? Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ dưới chân, tu luyện ở trong này. Diệp Quân nói thẳng, ta không có tiền. Toại Cổ Kim nhìn hắn, cho nợ trước. Diệp Quân vội nói, sau này cha ta trả được không? Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, ta nghèo thật mà. Toại Cổ Kim bỗng nhiên xòe bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay cô ta.
cô ta đưa quyển trục cho Diệp Quân, đây là giấy nợ, ta đã viết rồi, ngươi chỉ cần ký tên, lấy máu của ngươi rồi ấn vào là được. Diệp Quân trầm giọng nói, Toại cô nương, ta là kiếm tu, lời hứa của ta đáng giá ngàn vàng. Toại Cổ Kim ngắt lời hắn, đừng nói mấy lời này, ký tên đi. Diệp Quân. Cuối cùng Diệp Quân vẫn ký tên mình vào, còn đóng dấu vân tay. Toại Cổ Kim cất giấy nợ đi, lát nữa ta sẽ mở tế đàn thần võ này, ta sẽ mở ra hình thức luyện tập có độ khó cao nhất cho ngươi. Sau khi vào trong, ngươi sẽ điên cuồng chiến đấu, những người chiến đấu với ngươi đều là hiền nhân các đời của nền văn minh Toại Minh ta. Võ đạo của họ đều khác nhau, cuối cùng ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu còn tùy thuộc vào sự lĩnh hội của ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Toại Cổ Kim bỗng xòe tay ra, một quả hạch vàng óng xuất hiện trong tay cô ta đưa cho Diệp Quân, uống đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, đây là. Toại Cổ Kim nói, quả hạch sinh mệnh, yên tâm, không phải làm cho ngươi biến thành một loại trái cây, mà là một biểu tượng của thân phận. Khi nhìn thấy quả hạch này, các bậc hiền nhân của thế hệ trước mới coi ngươi là người của họ, nếu không họ sẽ đánh ngươi đến chết. Diệp Quân gật đầu, ta tin Toại cô nương. Nói rồi hắn cầm lấy quả hạch. Toại Cổ Kim nhìn hắn, nếu ngươi tin ta thì sẽ không nói câu này, tất nhiên ta cũng có thể hiểu được. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim rời đi, hắn rất cảnh giác với người phụ nữ này, hơn nữa cực kỳ cảnh giác, mỗi lần người phụ nữ này làm chuyện gì. Hắn đều phải suy xét cẩn thận, sợ đối phương sẽ có ẩn ý gì đó. Diệp Quân thở dài. Bắt đầu từ Phản Chiêu Đế, hắn phát hiện kẻ địch ngày càng không đơn giản. Có đôi lúc hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ tiếp tục như thế, bản thân hắn cũng cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng luôn rồi. Chủ nhân bút đại đạo. Thương Hồng Y. Còn Toại Cổ Kim trước mặt này nữa. Diệp Quân bỗng nói, tháp gia, người giúp đỡ ba đời. Có quen với người nào thông minh không? Giới thiệu cho ta đi. Tiểu Tháp nói, có hai người. Diệp Quân vội nói, ai? Tiểu Tháp nói, Đinh chủ mẫu, Mộ cô nương. Diệp Quân vội nói, ngươi có thể liên hệ với họ giúp ta không? Tiểu Tháp nói, không thể. Diệp Quân khó hiểu nói, tại sao? Tiểu Tháp nói, thể diện của ta không đủ. Diệp Quân lập tức sầm mặt. Tiểu Tháp nói, này, ngươi đừng không xem tháp ra ra gì nhé, ta cho ngươi một kế, đảm bảo giải quyết phiền muộn hiện giờ của ngươi. Diệp Quân hơi tò mò, kế gì? Tiểu Tháp nói, kết hôn với người họ Toại đó, như thế ngươi không chỉ có thêm một người giúp đỡ mà còn có một người vợ đức hạnh, thậm chí còn có thể lấy được nền văn minh Toại Minh, có thể nói là một việc được nhiều lợi. Diệp Quân gật đầu, hay, hay đấy. Tiểu Tháp phấn khích nói, thật sao? Ta nói cho ngươi biết. Đây là ông nội và cha ngươi làm đấy. Thật xin lỗi, ta không có ý gì khác, ta không nói gì nữa cả. Diệp Quân. Ngay lúc này, trận pháp dưới chân hắn bỗng khởi động, một tia sáng màu xanh bao quanh hắn, hắn lập tức được dịch chuyển đến một thời không hư vô. Diệp Quân siết chặt kiếm thanh huyên, cảnh giác nhìn xung quanh, ngay sau đó hắn biến sắc. Ở bên ngoài, trong tinh không, Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ ở đằng xa, im lặng không nói gì. Lúc này, quan võ đứng đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Toại Cổ Kim, ông ta nhìn về tế đàn thần võ, muội thật sự muốn để hắn gia nhập vào cựu thổ sao? Toại Cổ Kim gật đầu. Quan võ đứng đầu nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Toại Cổ Kim, này, muội có ý đồ gì thế? Toại Cổ Kim nở nụ cười chua xót, ca, huynh cũng giống hắn, đều nghĩ ta đang có mưu đồ gì sao? Quan võ đứng đầu gật đầu, ừ. Y biết tính cách của muội nhà mình. Làm chuyện gì cũng có lý do cả. Toại Cổ Kim nhìn tế đàn thần võ ở đằng xa, khẽ nói, huynh nghĩ sao về người đàn ông này? Quan võ đứng đầu nói, yêu nghiệt tuyệt thế, cựu thổ không có đối thủ của hắn. Toại Cổ Kim gật đầu, hắn rất cảnh giác với muội, sợ muội lừa hắn, tất nhiên muội có thể hiểu điều này. Hắn có lúc rất thông minh, nhưng có lúc lại thực sự khá ngu ngốc. Quan võ đứng đầu quay sang nhìn Toại Cổ Kim. Sắc mặt Toại Cổ Kim lộ ra vẻ chua xót, huynh có biết cô và cha của hắn mạnh đến mức nào không? Muội có thể đoán, thật ra thực lực của cô và cha hắn đã vượt qua tất cả các nền văn minh hiện nay, thậm chí còn vượt qua cả nền văn minh tổ trong truyền thuyết. Nói rồi cô ta từ từ nhắm mắt lại, muội bảo hắn gia nhập vào cựu thổ là đang lên kế hoạch, nhưng muội không tính kế hắn mà là đang cứu nền văn minh Toại Minh. Cha và cô của hắn mạnh như thế, lúc này không đầu hàng thì đợi chết sao?
muội nói hợp tác chỉ là muốn để chúng ta đầu hàng có tôn nghiêm mà thôi. Giọng điệu cô ta đầy vẻ bất lực. Người đàn ông trung niên nhíu mày, chẳng phải cha hắn đã nói không quản hắn 10 năm sao? Toại cổ kim nhắm mắt lại, muội tin quái gì họ chứ? Nghe thấy lời toại cổ kim nói, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, ông ta nhìn toại cổ kim, có chút khó tin lẫn nghi ngờ, ngoài nền văn minh tổ. Toại cổ kim gật đầu. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, muội chắc chứ? Hiển nhiên, y vẫn không tin. Toại cổ kim mở mắt nhìn đàn tế đàn thần võ, trong ánh mắt của cô ta lộ vẻ nghiêm trọng, lúc bắt đầu ta cho rằng sở dĩ thời gian trong tiểu tháp của hắn khác với bên ngoài, đơn thuần là vì đảo ngược thời gian, mặc dù loại năng lực này cũng nghịch thiên, nhưng, không đáng sợ tới vậy, vì nền văn minh toại minh ta có hai người có thể làm được, nhưng sau khi đi vào ta mới phát hiện, cái này căn bản không phải là đảo ngược thời gian, mà là tái tạo một loại thời gian. Câu cuối cùng, âm thanh của cô ta đã trở nên hơi run rẩy. Cái gì? Người đàn ông trung niên hơi thất thanh, tái tạo một loại thời gian. Toại cổ kim gật đầu, trong mắt đầy phức tạp, một loại thời gian hoàn toàn mới, đó là ý gì? Ý là người đó có thể định nghĩa lại thời gian, khi chúng ta đang nỗ lực theo đuổi phá bỏ sự trói buộc của thời gian, thì người đó đã có thể tái tạo thời gian, định nghĩa thời gian, đối mặt với loại người này, chúng ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Biểu cảm của người đàn ông trung niên cũng nghiêm trọng vô cùng, thật sự đã bị kinh sợ. Nếu chỉ là đảo ngược thời gian, mặc dù cũng nghịch thiên, nhưng, sẽ không khiến y thấy đáng sợ, nhưng nếu tái tạo lại một thời gian hoàn toàn mới. Đây còn là người à? Toại cổ kim nhẹ giọng nói, trước mắt, xem ra, vị Diệp công tử đây không chỉ biết mỗi điểm này, hơn nữa, hắn còn sống rất cẩn thận, như chỉ sợ ta muốn hại hắn ấy. Nói tới đây, cô ta lắc đầu cười, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ bình thường. Biểu cảm của người đàn ông trung niên lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, vậy chắc Thương Hồng Y cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hai người đó, cô ta. Toại cổ kim nói, lần cuối cùng cô ta ra tay với người phụ nữ váy trắng kia, là đã muốn thăm dò thực lực của đối phương, cô ta đạt được mục đích rồi, nhưng đáng tiếc là, bản thể của cô ta sẽ không bao giờ biết được. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói, ý muội là người phụ nữ váy trắng kia đã ngăn cô ta báo cho bản thể của mình. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên cau mày, vì sao cô ta phải làm vậy? Nếu cô ta ra tay, Thương Hồng Y kia chắc chắn không dám đối phó với thiếu niên kiếm tu kia nữa. Toại cổ kim bình tĩnh nói, rất đơn giản, kẻ bọn họ muốn đào tạo không phải là một vua dựa dẫm, mà là một cường giả vô song có thể đi càng xa, thậm chí đạt tới trình độ của bọn họ. Người đàn ông trung niên nói như vậy, chúng ta với hắn, ván này thắng chắc rồi. Toại cổ kim lại lắc đầu. Người đàn ông trung niên hơi bất mãn, nhà đầu, muội có thể đừng vòng vo với ta không, nói rõ một lần đi. Toại cổ kim từ từ phân tích nói, bàn cờ này, cha hắn hoặc cô là người cầm cờ, nói cách khác, còn một người chơi cùng bọn họ, người này là ai? Người có thể đánh cờ với bọn họ, sẽ là người bình thường à? Biết đâu người đánh cờ kia chỉ là cô và cha hắn, nhưng liệu có khả năng, chúng ta ở trước người đó? Cũng chỉ như con kiến thôi không? Người đàn ông trung niên cau chặt mày lại. Toại cổ kim nói tiếp, hơn nữa, huynh có phát hiện ra hai loại kiếm ý của vị Diệp công tử này không? Đường hắn đi không phải là con đường dựa dẫm, nhưng là con đường do hắn tự chọn, cũng là con đường không có kẻ địch, mà con đường này, đã chú định rằng hắn không thể quá ỷ lại vào thế lực sau hắn. Ta đoán, người đánh cờ với cha và cô hắn có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là người đánh cờ kia thật sự muốn giết hắn. Muốn lật đổ nhà bọn họ, loại thứ hai là, người đó có thực lực, nhưng còn chưa tới mức có thể lật đổ nhà hắn, do đó, đối phương mới muốn phá vỡ đạo tâm của hắn. Nói rồi, hai mắt cô ta khẽ híp lại, có lẽ người đó không muốn hắn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới, nói cách khác, có thể người đó cũng muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành đại đạo. Người đàn ông trung niên u ám nói cách khác, cho dù chúng ta đứng bên phía hắn, cũng sẽ có nguy hiểm. Toại cổ kim gật đầu, sẽ, hơn nữa là nguy hiểm cực lớn, vì người có thể đánh cờ với cô và cha hắn, thực lực của người đó chắc chắn không phải là kẻ chúng ta có thể đối kháng được. Trong cuộc chiến tranh giành đại đạo này, nền văn minh đại đạo chúng ta chỉ hơi bất cẩn, là sẽ bị vạ lây, thịt nát xương tan. Nhưng nếu không đứng bên phía hắn, chúng ta càng nguy hiểm, vì cho dù cuối cùng hai bên ai thắng, cuối cùng chắc chắn chúng ta cũng chỉ còn cách bị tiêu diệt hoặc thần phục,
lúc đó thần phục với bây giờ đứng bên phe nào, hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa. Nói tới đây, cô ta đột nhiên trở nên hơi hưng phấn, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một của nền văn minh Toại Minh ta à? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nhưng cựu thổ sẽ không cho hắn gia nhập đâu. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, vậy thì tốt biết bao. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Toại Cổ Kim nói, cả cựu thổ là gồm nền văn minh Toại Minh ta và nền văn minh Quan Huyên, không phải càng tốt à? Người đàn ông trung niên ngơ ngác, lập tức gật đầu. Mặc dù ba nền văn minh cựu thổ có quan hệ liên minh, nhưng ai cũng rõ, cuộc liên minh này thật ra không đáng tin, ba nhà luôn muốn thôn tính đối phương. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, ta nhắc nhở muội, vị Diệp công tử này không đơn giản, muội tuyệt đối không được tự cho mình là thông minh. Nói rồi, ông ta lắc đầu cười, muội chắc chắn cũng biết, muội tự xem rồi làm đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Toại Cổ Kim nhìn đàn tế đàn thần võ ở nơi xa, quay người rời đi, cô ta quay về Cố Vấn Các, sau đó mở lòng bàn tay ra, hàng chục quyển Quan Huyên pháp bay tới trước mặt mọi người, không cần tu luyện theo pháp này, đọc thuộc là được. Mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng Toại Cổ Kim đã quay người rời đi. Toại Cổ Kim đi đến gác nhỏ của mình, bốn mặt của gác nhỏ này đều là tinh không, trong tinh không, là bầu trời sao chi chít. Cô ta đi đến một bên ngồi xuống, trên cái bàn trước mặt cô ta, đặt hàng loạt quyển trục, cô ta chạm một cái, mọi quyển trục đều mở ra, những dòng tin tức tràn vào trong thức hải của cô ta. Thân là quan cố vấn đứng đầu Cố Vấn Các, việc mỗi ngày cô ta phải làm là hiểu rõ những chuyện xảy ra hàng ở giữa các nền văn minh, nắm được tin tức đầu tiên. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Linh. Vừa dứt lời, một cô gái từ từ đi vào, cúi đầu thật sâu, các chủ. Toại Cổ Kim nhìn cô gái, cô ta vẫn chưa quay về. Cô gái gật đầu, vâng. Nói rồi, cô ta do dự. Toại Cổ Kim bảo, nói. Cô gái nói, các chủ, thực lực của quan chấp hành đứng đầu quá mạnh, chúng ta lén điều tra cô ta, e là đã bị cô ta phát hiện rồi. Toại Cổ Kim nói, cô ta phát hiện ở đâu? Cô gái nói, ở tinh vực Nguyên Minh, cô ta đã hấp thụ được ác niệm của tinh vực đó, sau đó, cô ta rời khỏi tinh vực kia, nhưng chúng ta không dám theo nữa. Toại Cổ Kim gật đầu, không cần theo quá gần, biết phương hướng đại khái của cô ta là được. Cô gái gật đầu, vâng. Toại Cổ Kim lại hỏi, bây giờ phản ứng của cựu thổ với Thương Hồng Y thế nào? Cô gái nói, người thần căm phẫn. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, có ý kiến bất đồng không? Cô gái nói, có, nhưng rất ít. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, phái người đi điều tra những người có ý kiến bất đồng đó. Cô gái nói, giết. Toại Cổ Kim nhìn cô ta, những người này có thể phân biệt đúng sai, thì cũng có giá trị đào tạo thành tuyến dưới, chuyện này ngươi tự đi chọn một người thân tín để làm đi. Cô gái gật đầu, đã hiểu. Toại Cổ Kim nói, lui đi. Cô gái lùi ra. Toại Cổ Kim lại nói, u. Trong góc, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Toại Cổ Kim nói, đi thử thực lực thật sự của vị quan chấp hành đứng đầu kia. Hư ảnh lặng lẽ lùi ra. Toại Cổ Kim nói, địa. Vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô ta, bóng đen cúi đầu thật sâu với cô ta, các chủ. Toại Cổ Kim nói, bây giờ là thời kỳ bất thường, bảo người ngươi chuẩn bị cho tốt, một khi nền văn minh cựu thổ và nền văn minh vĩnh sinh có biến động nhỏ, đều phải báo lên kịp thời. Bóng đen gật đầu, đã hiểu. Toại Cổ Kim nói, chuyện ta bảo ngươi điều tra thì sao? Bóng đen nói, trong bốn tiên vực lớn, người của tiên vực Thiên Phủ đã từng tiếp xúc với Diệp Công Tử, nhưng không biết nói cái gì, còn ba tiên vực lớn kia đã điều tra Diệp Công Tử từ lâu, theo chúng ta biết, có người ra giá cực cao để giết Diệp Công Tử. Toại Cổ Kim nói, cao bao nhiêu? Bóng đen trầm giọng nói, một linh mạch tổ. Toại Cổ Kim lập tức chau mày, có người đang cố ý kéo thù hận cho hắn. Bóng đen lại nói, trận chiến lần này với Diệp Công Tử, bọn họ đều để ý, có ý dục dịch ngóc đầu dậy. Toại Cổ Kim nói, bọn họ đang xem chừng, đang sợ hãi. Nói rồi, cô ta khẽ cân nhắc, lát sau, nói, phát một chiếc thiệp mời cho bốn vị tinh chủ thay ta, ta mở tiệc chiêu đãi họ ở Phi Tiên Lâu, cứ nói ta muốn cùng bàn bạc chuyện lớn với bọn họ. Bóng đen nói, các chủ muốn lôi kéo bọn họ. Toại Cổ Kim gật đầu, cho dù không thể lôi kéo được bọn họ, thì bây giờ cũng không thể để bọn họ tới gây phiền toái cho hắn, càng không thể để bọn họ hợp tác,
nếu không, quá rắc rối. Tóm lại, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì chia rẽ, để bọn họ đối địch với nhau, không thể để họ hợp tác đối phó hắn được. Mặc dù bốn tiên phủ lớn không giống ba nền văn minh lớn ở cựu thổ, nhưng mỗi vị phủ chủ đều có thực lực ở cảnh giới vực chủ, nếu hợp tác, với thực lực hiện giờ của Diệp Quân, đốt cháy trăm mảng cũng không đánh thắng được. Bóng đen khẽ hành lễ, vâng. Toại cổ kim nhìn bóng đen, bố trí nhiều tai mắt vào vực sâu trong vũ trụ, ta muốn biết chiều hướng và ý đồ của mọi thế lực. Hư ảnh gật đầu. Nói xong, y lặng lẽ biến mất tại chỗ. Toại cổ kim nói, thiên. Vừa dứt lời, một cô gái mặc cơ giáp màu sẫm xuất hiện trong phòng, nét mặt cô ta lạnh lùng, như khối băng. Toại cổ kim nói, thế nào? Cô gái nói, có thu hoạch. Nói rồi, cô ta phất tay áo, người bóng người bị hất ngã ra. Nếu Diệp Quân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, vì người trước mắt này, chính là Tổ Đạo. Tổ Đạo nhìn xung quanh, mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh, y quay đầu nhìn cô gái cơ giáp, phẫn nộ nói, đạo đãi khách của nền văn minh Toại Minh ngươi là thế à? Hả? Cô gái cơ giáp không nhìn y. Toại cổ kim nhìn chằm chằm vào Tổ Đạo, người biết Diệp Quân à? Tổ Đạo thu mắt, nhìn Toại cổ kim, ngươi là Toại cổ kim của nền văn minh Toại Minh. Thấy Tổ Đạo không lịch sự như vậy, trong mắt cô gái cơ giáp ở một bên lập tức xuất hiện sát ý, nhưng không ra tay, vì Toại cổ kim chưa nói gì. Toại cổ kim gật đầu, phải. Tổ Đạo nói, không phải nền văn minh Toại Minh các người muốn giết Diệp Quân à? Toại cổ kim nhìn y, phải. Vậy tốt quá rồi. Tổ Đạo đột nhiên hưng phấn nói, tốt tốt, nên giết thằng nhóc này, hung hăng giết hắn. Toại cổ kim nói, ngươi có thủ với hắn à? Nghe xong, Tổ Đạo đột nhiên đau buồn, gào khóc, cái đồ ác ôn đó, cả nhà bọn họ không phải người mà. Tu vi của ta ơi tu vi của ta. Tổ Đạo thật sự buồn tận đáy lòng, càng khóc càng cảm thấy thương tâm, nước mắt cũng tuôn ra. Y vốn là người mạnh nhất vũ trụ cấp 10, nhưng không ngờ rằng, tất cả đều trở thành của hồi môn của người khác, nếu chỉ như vậy, thật ra y còn có thể chấp nhận được, dù sao thì kỹ năng cũng không bằng người khác, nhưng dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều sống lại, tu vi khôi phục, còn y thì không. Dựa vào cái gì? Đây không phải là kỳ thị người ta sao? Thật là khinh người quá đáng. Toại cổ kim nhìn y, người biết cái gì? Nói đi. Sự hiểu biết của cô ta về Diệp Quân thật ra cũng không nhiều. Vì Diệp Quân đã đưa toàn bộ Bỉ Ngạn Giới và Thập Hoang vào trong tiểu tháp. Nhưng cũng may là có cá lọt lưới. Nghe Toại cổ kim nói vậy, Tổ Đạo vội vàng lau nước mắt, vui vẻ hơn, người này tu đạo trật tự, nếu các người muốn giết hắn thì tuyệt đối không được nương tay, lập tức điều động toàn bộ cường giả của nền văn minh đi, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Toại cổ kim nhìn y, hắn chỉ ở cảnh giới đại đế, điều động toàn bộ cường giả của nền văn minh có phải hơi quá không? Tổ Đạo vội vàng xua tay, không quá chút nào, người này yêu nghiệt lắm, đầu óc rất thông minh, nếu không lập tức giết hắn, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Nói xong, y lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa, tuyệt đối không thể coi thường hắn, nhất định phải xử lý hắn triệt để, mọi người cùng nhau tiến lên, không được cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Toại cổ kim nhìn chằm chằm y, hắn chỉ có một mình thôi sao? Tổ Đạo do dự một lát, sau đó nói, không phải chỉ có một mình. Sau lưng hắn còn có cô, nhưng ngươi không cần lo, thực lực của cô hắn thật ra cũng không quá mạnh, nền văn minh cựu thổ các người nhất định có thể đánh thắng được. Ồ, Toại cổ kim nhàn nhạt nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Tổ Đạo đánh giá Toại cổ kim, có hơi nghi ngờ, người phụ nữ này có tin mình không nhỉ? Toại cổ kim nói, hắn còn có một cô sao? Tổ Đạo gật đầu, đúng vậy. Nghĩ tới người phụ nữ váy trắng kinh khủng đó. Ánh mắt y có chút kiêng nể, nhưng che giấu nó rất tốt, không để cho người phụ nữ trước mắt nhìn ra, nếu đối phương nhận ra người phụ nữ váy trắng kia không hề đơn giản, e là cũng sẽ không nhắm vào tên Diệp Quân ngu ngốc đó. Toại cổ kim nói, thực lực của cô hắn thế nào? Tổ Đạo bình tĩnh nói, nếu ở chỗ của các người, chắc là ở cảnh giới tiên đế đỉnh cao, có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Toại cổ kim gật đầu một cái, ta biết rồi. Tổ Đạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, người phụ nữ này thật dễ lừa. Toại cổ kim đột nhiên nói, ngươi có hứng thú gia nhập cựu thổ của chúng ta không? Tổ Đạo trừng mắt, ta có thể sao? Toại cổ kim nói, ngươi là một nhân tài, chúng ta rất chào đón nhân tài. Tổ Đạo cười, nếu ta đồng ý gia nhập cựu thổ,
không biết cựu thổ định cho ta chức vị gì. Toại cổ kim nói, bây giờ ngươi vẫn chưa khôi phục được thực lực sao? Tổ đạo vội vàng nói, cảnh giới của ta dù chưa khôi phục được nhưng ta rất thông minh. Toại cổ kim gật đầu, có thể thấy được. Tổ đạo nghiêm túc nói, nếu các người muốn đối phó với Diệp Quân, ta có thể giúp, dù ta không có thực lực, nhưng không có ai hiểu rõ Diệp Quân hơn ta. Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là trọng tình trọng nghĩa, háo sắc, chúng ta có thể ra tay từ hai phương diện này. Toại cổ kim nhìn y, nói hết những gì ngươi biết đi. Tổ đạo gật đầu, được. Chỉ trong chốc lát, y đã nói ra hết những chuyện về Diệp Quân. Toại cổ kim chậm rãi lắng nghe, phân tích những nhân vật mà tổ đạo kể, lúc nghe Phản Chiêu Đế là tử địch của Diệp Quân, cô ta đột nhiên trợn tròn mắt, ngươi nói, Phản Chiêu Đế và hắn là tử địch hư. Tổ đạo gật đầu, phải. Toại cổ kim nói rõ đi. Tổ đạo nhìn toại cổ kim, sau đó chậm rãi kể những chuyện xảy ra ở vũ trụ cấp 10. Sau khi tổ đạo kể xong, bầu không khí trong các đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Tổ đạo cảm thấy hơi bức bối. Toại cổ kim đột nhiên nói, trước tiên cho ngươi làm văn chức, đợi sau khi tu vi khôi phục lại thì lại cho ngươi lên một chức vị tốt hơn, ngươi thấy có được không? Dù hơi thất vọng. Nhưng y vẫn hiểu rõ trong lòng, bây giờ y không có thực lực, có thể làm văn chức đã là một chuyện vô cùng tốt rồi. Y gật đầu, được. Toại cổ kim nói, ngươi ra ngoài đi, bên ngoài sẽ có người chỉ dẫn ngươi. Tổ đạo gật đầu, đứng dậy rời đi. Toại cổ kim nhẹ giọng nói, Phản Chiêu Đế, chủ nhân bút đại đạo. Nói xong, cô ta nhìn cô gái bên cạnh, ta muốn có tất cả những thông tin chi tiết về chủ nhân bút đại đạo này. Cô ta biết chủ nhân bút đại đạo nhưng cũng chỉ được nghe nói tới mà chưa tiếp xúc bao giờ. Cô gái cơ giáp kia gật đầu một cái, xoay người biến mất. Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta đã lấy được rất nhiều thông tin hữu dụng từ tổ đạo kia, chủ nhân bút đại đạo, Phản Chiêu Đế và cả chi tiết của những trận chiến lúc trước. Còn bây giờ, cô ta dường như đã có thể xác định, chủ nhân bút đại đạo chính là một trong những người đánh cờ trong bóng tối. Còn Phản Chiêu Đế... Thiện ác cùng tồn tại. Điều này thật sự khiến cô ta bất ngờ, vì cô ta không ngờ rằng Phản Chiêu Đế và Diệp Quân lại là tử địch. Ban đầu cô ta đoán Phản Chiêu Đế và Diệp Quân có thể có quan hệ với nhau, nhưng không đúng. Toại cổ kim đột nhiên mở mắt ra, chuyện này không đúng. Tổ đạo nói Phản Chiêu Đế vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng không biết tại sao lại thất bại vào thời khắc mấu chốt, tu vi toàn thân đều bị Diệp Quân hút mất, cũng chính vì thế, Diệp Quân mới trở thành đại đế. Đương nhiên, đây cũng không phải điểm chính là chuyện sau khi Diệp Quân phế bỏ tu vi, Phản Chiêu Đế lại có tu vi. Nói cách khác, tu vi Diệp Quân phế đi lại được trả lại cho Phản Chiêu Đế. Hai người này có liên quan với nhau. Vẻ mặt toại cổ kim âm trầm, chẳng lẽ bọn họ liên thủ lại tính kế cựu thổ? Nhưng cũng không đúng, nếu hai người này thật sự liên thủ tính kế cựu thổ, Diệp Quân chắc chắn phải biết rõ tất cả tình huống, mà lúc Diệp Quân tới cựu thổ. Rõ ràng là hắn không biết gì về tình hình của cựu thổ, chẳng lẽ là giả vờ. Toại cổ kim nhíu mày, nhưng rất nhanh, cô ta đã dẹp bỏ suy nghĩ này của mình, vì nếu Diệp Quân thật sự liên thủ với Phản Chiêu Đế, ban đầu Diệp Quân cũng sẽ không bị động như vậy, càng không biết chuyện ba nền văn minh lớn đã liên thủ lại. Toại cổ kim nhíu mày, hai ngón tay của cô ta nhẹ nhàng gõ lên ghế, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, không biết cô ta đã nghĩ ra điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta thật là ngu ngốc, tại sao không thử nghĩ nó theo một góc độ khác chứ? Bàn cờ. Đây vốn là một bàn cờ, vậy có khi nào Phản Chiêu Đế là người của cha hoặc cô Diệp Quân không? Nhưng Diệp Quân cũng không hề hay biết chuyện này. Cô ta đã biết thực lực của cô và cha Diệp Quân, bọn họ tuyệt đối không phải người mà Phản Chiêu Đế có thể so sánh được. Nhưng Phản Chiêu Đế và Diệp Quân đã giao thủ mấy lần mà không chết, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh lên, điều này không bình thường. Không chỉ vậy, khi Diệp Quân có thể phản công, Phản Chiêu Đế lại không chết. Phân tích tới đây, suy nghĩ của cô ta dần trở nên rõ ràng, giữa Diệp Quân và Phản Chiêu Đế chỉ có thể xảy ra ba khả năng. Thứ nhất, sở dĩ Phản Chiêu Đế còn sống, là vì cha và cô của Diệp Quân cố tình không giết cô ta mà giữ lại cho hắn giải quyết, cũng chính là để bồi luyện. Thứ hai là, bản thân Phản Chiêu Đế đã là người của cha và cô Diệp Quân, mục đích cũng là để bồi luyện. Thứ ba là, Phản Chiêu Đế là người của cha và cô Diệp Quân nhưng Diệp Quân cũng không biết. Cô ta dường như có thể xác định được chắc chắn là rơi vào khả năng thứ hai hoặc thứ ba, tuyệt đối không thể nào là thứ nhất.
vì lúc Diệp Quân phế tu vi, tổ đạo không có tu vi, vậy thì đồng nghĩa với thứ đồ chơi này có thể khống chế, nếu có thể khống chế vậy cũng chính là cố tình làm, đơn giản mà nói, chính là cố tình không cho tổ đạo mà chỉ cho phản chiêu đế, nếu không phải người mình, cần gì phải uổng công vô ích chứ? Cứ cho Diệp Quân không phải tốt hơn sao? Nhìn theo góc độ khác, phản chiêu đế thật sự là quả sinh mệnh, cô ta là người của nền văn minh Toại Minh, đơn giản chỉ có một mục đích, chính là nắm toàn bộ văn minh Toại Minh trong tay, thậm chỉ là toàn bộ cựu thổ. Diệp Quân tu trật tự, vậy hắn cần cái gì? Là sức mạnh tín ngưỡng của tất cả chúng sinh, đơn giản mà nói, mục đích của phản chiêu đế có thể là trợ giúp Diệp Quân có được toàn bộ cựu thổ, sau đó giúp Diệp Quân tranh giành đại đạo. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn. Ba nền văn minh đứng đầu cũng là người tranh giành đại đạo, một khi như vậy, hai bên nhất định sẽ có mâu thuẫn. Toại cổ kim nhíu mày, cô ta có thể nghĩ tới mâu thuẫn này, phản chiêu đế nhất định cũng có thể nghĩ tới, nói cách khác, người phụ nữ này có thể đã lên kế hoạch diệt trừ chủ nhân của ba nền văn minh lớn. Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ cô ta không biết trong lòng phản chiêu đế, nền văn minh Toại Minh có quan trọng hay không, nếu quan trọng, vậy thì phản chiêu đế cũng giống cô ta, quyết định đi theo Diệp Quân để tốt cho nền văn minh Toại Minh, nhưng nếu trong lòng phản chiêu đế, nền văn minh Toại Minh không hề quan trọng. Một lát sau, Toại cổ kim chậm rãi đứng dậy, cô ta đi ra ngoài, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt hiện lên sự lo âu vô cùng. Cô ta chỉ phân tích ra một số chuyện của Diệp Quân, nhưng đối thủ thì sao? Cho đến nay, cô ta vẫn chưa thể thoát khỏi bàn cờ và nhìn nó với góc nhìn của một người ngoài cuộc. Cô ta vẫn đang ở trong bàn cờ. Mà bên trong bàn cờ thì sẽ rất bị động, giống như bây giờ, cô ta cũng không biết nước cờ kế tiếp của chủ nhân bút đại đạo là cái gì, cũng không biết trong lòng phản chiêu đế có nền văn minh Toại Minh hay không, càng không biết bên trong bàn cờ này có quân cờ nào khác hay không. Rất lâu sau đó, Toại cổ kim đột nhiên cười. Cô ta vừa nhớ lại những gì tổ đạo nói, thật ra cô ta đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng. Diệp Quân vì toàn bộ vũ trụ cấp 10 và những bằng hữu của hắn mà chủ động phế bỏ tu vi của mình. Trong lòng phản chiêu đế có nền văn minh Toại Minh không thật ra cũng không quan trọng, không hề quan trọng chút nào, điều quan trọng chính là Toại cổ kim phải khiến trong lòng Diệp Quân có nền văn minh Toại Minh. Chỉ cần trong lòng Diệp Quân có nền văn minh Toại Minh, dù bây giờ trong lòng phản chiêu đế không có nền văn minh Toại Minh thì sau này cũng sẽ có. Cả bàn cờ này, Diệp Quân mới thật sự là mấu chốt. Hắn tình nguyện là quân cờ, cho nên mới có bàn cờ này, nếu hắn không muốn làm quân cờ, ai dám lấy hắn làm quân cờ chứ? Toại cổ kim nhẹ giọng nói, nếu các người thích đánh cờ, vậy ta sẽ nhập cuộc đánh cờ với các người. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Toại cổ kim, các chủ. Trong tứ đại tiên vực chỉ có vực chủ tiên vực thiên phủ đồng ý tới theo lời hẹn. Toại cổ kim nheo mắt, đối phương bắt đầu ra tay rồi. Hư ảnh nói, có phải báo cáo với Diệp công tử không? Toại cổ kim lắc đầu, không cần, những điều này đều là chuyện nhỏ, không cần làm phiền hắn. Nói xong, cô ta biến mất. Trong hư không, vô số tia kiếm quang không ngừng đan xen tung hoành, hư không này đã bị bao phủ bởi những tia kiếm quang. Sau khi đi vào, Diệp Quân đã đại chiến đến tận bây giờ. Mà những người chiến đấu với hắn đều là những cao thủ cao cấp từ trước đến giờ của nền văn minh Toại Minh, dù không phải bản thể nhưng cũng rất đáng sợ. Nếu đấu tay đôi thì còn đỡ, nhưng vấn đề là bây giờ cũng không phải đấu tay đôi. Đánh một lúc, hắn đã điều động cả huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân, vì cao thủ xuất hiện xung quanh ngày càng mạnh, cũng ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên hắn không chỉ đang chiến đấu mà còn đang học. Học tập đại đạo của những cao thủ cao cấp trước đây của nền văn minh Toại Minh này. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, từ sau khi đột phá, hắn rất ít khi chiến đấu, lần gần nhất là đấu một trận với cựu thổ. Đám người ở cựu thổ lại rất vô liêm sỉ, thẳng tay đánh hội đồng, hành động đó hoàn toàn không giúp hắn nâng cao thực lực mà là đang lấy mạng hắn. Nhưng lúc này thì khác, những cao thủ của nền văn minh Toại Minh này không có chút giấu giếm gì với hắn cả. Vừa huấn luyện vừa dạy dỗ hắn, giúp hắn thu hoạch được rất nhiều thứ. Mà Diệp Quân cũng bắt đầu thử dung hợp những kiếm kỹ mình từng học, thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử vân vân. Điều hắn muốn làm bây giờ là dung hợp sức mạnh trật tự của mình vào trong đó, để hai kiếm kỹ này dung hợp lại với sức mạnh trật tự, sáng tạo ra một kiếm kỹ hoàn toàn mới. Theo kiếm đạo trật tự thì cũng nên có kiếm kỹ trật tự.
hắn hiện tại muốn sáng tạo ra một kiếm kỹ cũng không có, khó ở chỗ có thể sáng tạo ra một kiếm kỹ có thể giúp chiến lực của hắn tăng lên thật nhiều. Mục tiêu của hắn đã không còn là cảnh giới bất hủ đế chủ nữa, mà lại phải có thể chiến đấu với cao thủ cảnh giới vực chủ. Một lúc sau, Diệp Quân bỗng dừng lại, mà những cao thủ phía xa cũng không tiếp tục ra tay nữa. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, thầm nói, Tháp gia, người đi cùng ông nội và cha lâu như thế, cho ta biết kiếm kỹ mạnh nhất của họ đi. Tiểu Tháp đáp, ông nội ngươi cũng chỉ có mỗi cái thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, kiếm kỹ này đã theo ông ta từ rất lâu nhưng vẫn còn chưa lạc hầu. Còn cha ngươi thì rất gà mờ, cái gì cũng học một chút nhưng không tinh thông, còn gà hơn cả ngươi. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói tiếp, dù là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm hay Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử đều là kiếm kỹ rất mạnh, uy lực cũng vô hạn, chỉ phải xem ngươi có phát huy được uy lực của nó hay không. Hơn nữa càng về sau, kiếm kỹ thần thông sẽ càng ít có tác dụng, vì một kiếm đơn giản của cao thủ chân chính cũng có thể hủy diệt đất trời. Đương nhiên thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa làm được điều đó, nhưng mục tiêu của ngươi có lẽ là như thế. Diệp Quân gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Kiếm Thanh Huyên có thể tích lũy sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận, nên ta muốn dung hợp hai loại kiếm kỹ và sức mạnh tín ngưỡng lại với nhau. Tiểu Tháp hỏi, có phải ngươi cần ta giúp không? Diệp Quân cười to, chỉ có mỗi Tháp gia hiểu ta. Tiểu Tháp nói đi, muốn ta giúp ngươi làm gì? Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp gia, không phải ngươi có chức năng che giấu à? Ta muốn dung hợp chức năng che giấu này của ngươi với kiếm kỹ của ta. Nói cách khác khi ta thi triển kiếm kỹ này, không một ai có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Trời ạ! Tiểu Tháp kinh hãi nói, người đúng là một tên gian trá. Diệp Quân! Thuật ẩn thân! Cha nói thế nào ấy nhỉ? Trong những vũ trụ có thể đánh giá, không ai có thể phát hiện ra Tiểu Tháp đang che giấu hơi thở, nếu chỉ dùng để che giấu cảnh giới của mình thì quá lãng phí. Hắn muốn che giấu cả kiếm kỹ của mình. Làm một kẻ mưu mô. Dùng một kiếm giết người trong vô hình. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không nhịn được cười hì hì. Tiểu Tháp. Nghĩ là làm, khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu thử nghiệm. Phi Tiên Lâu. Phi Tiên Lâu nằm trong một vùng tinh không đặc biệt, có 9 tầng lầu, mỗi tầng là một trọng thiên, cả tòa lầu như làm từ ngôi sao, cực kỳ sáng chói. Nơi này đặc biệt là vì nó có một quy tắc, không được ra tay ở đây. Dù là cựu thổ cũng phải nể mặt quy tắc này, vì chủ nhân của Phi Tiên Lâu là Bi Tâm từ trong truyền thuyết kia. Dù đã lâu lắm rồi nàng ấy không xuất hiện, nhưng vẫn không ai dám làm trái với quy tắc này. Toại Cổ Kim vừa đi vào Phi Tiên Lâu, một ông lão đã xuất hiện trước mặt cô ta, Toại Cổ Kim nói, Chu lão, đã lâu không gặp. Chu lão nhìn cô ta, có chuyện gì à? Toại Cổ Kim gật đầu, có hẹn với một người ở đây. Nói xong. Cô ta đi lên lầu. Chu lão chợt nói, cô có biết chủ nhân ở đâu không? Toại Cổ Kim cũng không dừng bước, không biết. Chu lão lại hỏi, vậy cô cảm thấy nàng ấy sẽ đi đâu? Toại Cổ Kim dừng bước, Chu lão, Bi Tâm Từ đi đâu đều không quan trọng, quan trọng ở chỗ dù ông tìm thấy nàng ấy cũng có thể làm gì đâu. Một người vô địch như nàng ấy, người bình thường hoàn toàn không thể theo kịp bước chân. Sắc mặt Chu lão tái nhợt. Toại Cổ Kim lại nói, nếu ông muốn đuổi theo nhịp bước của nàng ấy thì phải làm nên chuyện lớn, chứ không phải ngày ngày đợi nàng ấy trở về. Cụ lão nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, cô muốn ta trở về à? Toại Cổ Kim lắc đầu, ông sẽ không trở về, ý của ta là nếu ông thật sự muốn làm nên việc lớn thì ta có thể đề cử cho ông một thiếu niên thiên tài, hắn muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, nếu bây giờ ông mang theo Phi Tiên Lâu đứng về phía hắn sẽ là giúp người đang gặp nạn, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ta nể mặt ông là một người tốt nên mới nói với ông những điều này. Nói xong, cô ta đi lên tầng 2. Chu lão im lặng. Trong nền văn minh Toại Minh, ông ta chỉ khâm phục 3 người, đầu tiên là thủy tổ của nền văn minh Toại Minh, Bi Tâm Từ, cuối cùng là Toại Cổ Kim trước mặt. Dù lúc trước Bi Tâm Từ bất hòa với nền văn minh Toại Minh, nhưng ông ta biết chủ nhân của mình và Toại Cổ Kim đại nhân này cũng không thật sự bất hòa. Đứng về phía một thiếu niên thiên tài. Chu lão im lặng. Bây giờ ông ta không có gì khác, chỉ có rất nhiều tiền. Toại Cổ Kim đi tới tầng 9, trong tầng 9 có một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, người này là vực chủ của tiên vực Thiên Phủ Tả Gian, sau lưng ông ta còn có một người đàn ông, người đó là Tân Vô Đạo từng tiếp xúc với Diệp Quân.
Tả Gian ngồi tựa vào cửa sổ, bên ngoài là tinh hà rộng lớn, cuối tầm mắt có những tia sao băng rơi xuống từ hướng bắc đến hướng nam, mấy tia sao băng cứ nối tiếp nhau, tựa như một cây cầu ngôi sao sáng chói, vô cùng rực rỡ. Thấy Toại Cổ Kim đi tới, Tả Gian thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn về phía Toại Cổ Kim, mỉm cười nói, Toại đại nhân, nghe danh đã lâu. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Toại Cổ Kim ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Tả vực chủ, nền văn minh Toại Minh ta đã quyết định đứng về phía Diệp công tử này. Tả Gian cười nói, Toại cô nương có thể đại diện cho nền văn minh Toại Minh sao? Toại Cổ Kim đáp, không thể. Tả Gian bật cười, vậy chẳng phải Toại cô nương đang lừa ta sao? Toại Cổ Kim nói, trong trận chiến ngày đó, tất cả cao thủ của ba nền văn minh lớn trong cựu thổ đều bị giết chết, chỉ mỗi ta và Thương Hồng Y còn sống. Nụ cười trên mặt Tả Gian biến mất, sau lưng hắn có mấy người xuất hiện. Toại Cổ Kim đáp, có hai người, nhưng chỉ có một người ra tay, một kiếm giết chết mấy cao thủ cảnh giới bất hủ đế chủ. Tả Gian không nói gì, vì ông ta cũng có thể làm được, ông ta có cảnh giới vực chủ. Toại Cổ Kim nói, phân thân của Thương Hồng Y bị giết chết bằng một kiếm. Tả Gian híp mắt. Toại Cổ Kim hỏi, thực lực của chủ nhân bút đại đạo thế nào? Tả Gian đáp, sâu không lường được. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm ông ta, tiên vực thiên phủ chắc chắn không phải đối thủ, đúng không? Tả Gian gật đầu, cựu thổ của cô không phải đối thủ của ông ta. Toại Cổ Kim nói, nhưng ông ta cũng không dám giết chết Diệp công tử này. Tả Gian im lặng. Sở dĩ lúc trước ông ta bảo Tân Vô Đạo đi điều tra Diệp quân là vì cảm thấy kỳ lạ. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, Tả vực chủ, chuyện này liên quan với cuộc chiến tranh giành đại đạo, chắc ông có thể cảm nhận được có người cấp bậc cao hơn đang đánh cờ, chúng ta đều là những con cờ. Tả Gian nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, ta biết, dù là con cờ cũng phải chọn làm con cờ của ai, nếu không sẽ trở thành một kẻ bị vứt bỏ. Toại Cổ Kim nói, Diệp quân sắp để nền văn minh vũ trụ quan huyên của hắn gia nhập cựu thổ. Tả Gian cau mày, hai nền văn minh còn lại có đồng ý không? Toại Cổ Kim gật đầu, đã đồng ý rồi. Tả Gian nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, không nói gì. Toại Cổ Kim lại nói, ba tiên phủ khác cũng đã chọn đứng về phía hắn. Tả Gian trầm giọng nói, Toại cô nương, theo ta được biết, cô không chỉ mời tiên vực thiên phủ của ta còn mời cả ba người họ nhỉ. Mà ba người họ đều không đến dự tiệc, bây giờ cô lại nói với ta là ba người họ đã đứng về phía Diệp quân. Toại Cổ Kim nói, tin hay không thì tùy ông. Dứt lời, cô ta đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, cô ta chợt nói, Tả vực chủ, lúc chủ nhân bút đại đạo tìm các ông có nói với các ông là thế lực đứng sau Diệp quân kia rất không đơn giản không? Tả Gian sa sầm mặt, vì không có. Rõ ràng tên khốn đó muốn lừa ông ta. Toại Cổ Kim chợt nói một câu hàm ý sâu xa, Diệp công tử rất trẻ tuổi, rất dễ thân cận. Nói xong, cô ta biến mất ở phía xa. Tả Gian chậm rãi nhắm mắt lại. Tân Vô Đạo chợt nói, vực chủ, chúng ta không làm ngư ông đắc lợi sao? Tả Gian lắc đầu, dù là chủ nhân bút đại đạo hay Diệp quân kia, mục đích của bọn họ đều là trận chiến tranh giành đại đạo, bây giờ các thế lực lớn kéo nhau chọn phe. Nếu không muốn đứng về phía một trong hai, dù chúng ta có thể tránh được tranh chấp, nhưng ngài có từng nghĩ một khi trận chiến kết thúc, kết cục của chúng ta sẽ thế nào không? Tân Vô Đạo trầm giọng nói, sẽ dần bị xâm chiếm. Tả Gian gật đầu, hơn nữa trận chiến tranh giành đại đạo còn liên quan đến văn minh tổ trong truyền thuyết, dù chúng ta không tìm được nơi đó, nhưng không có nghĩa là chủ nhân bút đại đạo và người đứng sau Diệp quân không biết. Bây giờ ngươi không chọn phe, sau này khi có lợi ích, sao người ta có thể nghĩ đến ngươi được? Tân Vô Đạo nói, câu nói cuối cùng của Toại đại nhân có ý gì? Tả Gian bình tĩnh nói, ý cô ta là thực lực của Diệp quân bây giờ không đủ mạnh, nếu chúng ta chọn hắn sẽ được hắn quý trọng, ngược lại nếu chúng ta chọn chủ nhân bút đại đạo, chưa chắc tên kia sẽ coi trọng chúng ta. Tân Vô Đạo hỏi, vậy chúng ta chọn chủ nhân bút đại đạo hay Diệp quân này? Tả Gian im lặng, ông ta chưa từng gặp thế lực sau lưng Diệp quân, chỉ từng thấy chủ nhân bút đại đạo. Người đó cũng có thể nói là sâu không lường được. Hay! Tả Gian lắc đầu thở dài. Rời khỏi Phi Tiên Lâu, Toại Cổ Kim một đường đi thẳng về phía tiên vực thiên mạc. Đây là một trong tứ đại tiên phủ, sức mạnh đương nhiên không hề tầm thường. Cô ta vừa đặt chân vào thì cảm nhận được vô số khí tức hùng hậu chú ý đến mình, nhưng khi chúng vừa trở tới thì đã âm thầm rút lui. Toại Cổ Kim đi về trước.
Trong đại điện nọ, cô ta ngồi trên ghế với tách trà trong tay, đối diện là một ông lão đang đứng khom người với nụ cười khổ sở. Đại nhân à, vực chủ của chúng ta thật sự không có ở đây. Toại cổ kim, ta biết, nên ta chỉ uống chén trà rồi đi ngay, không thành vấn đề chứ. Ông lão lại cười trừ, đương nhiên là không. Thế là toại cổ kim tiếp tục chậm rãi phẩm trà trong im lặng. Ông lão kia đành cung kính đứng hầu. Sau lưng đối phương là văn minh toại minh, mà bản thân toại cổ kim lại có địa vị không hề thấp nên bọn họ đương nhiên không dám đắc tội. Một hồi sau, toại cổ kim uống trà xong thì đặt ly xuống, bình phẩm, không tệ. Rồi xoay gót rời đi. Để lại ông lão đứng nghịch mặt. Bỗng một người áo đen bước ra, không phải ai khác ngoài vực chủ Châu Mạc của tiên vực Thiên Mạc này. Ông lão vội hành lễ, vực chủ, cô ta. Châu Mạc nhíu mày, cô ta định chơi trò gì đây? Điểm đến tiếp theo của toại cổ kim là Vô Gian, cũng là một trong tứ đại tiên phủ. Vực chủ Mục Vô Gian bình tĩnh cười hỏi, không giấu gì toại các chủ, chúng ta không muốn dây vào chuyện giữa Diệp Quân và Bút Đại Đạo này. Toại cổ kim, ta hiểu, ban đầu ta cũng không muốn tham gia. Mục Vô Gian tò mò, vậy tại sao bây giờ lại tham gia? Toại cổ kim muốn nói lại thôi. Mục Vô Gian kiên nhẫn chờ. Toại cổ kim thở dài, ông cũng biết cựu thổ chúng ta từng đánh một trận với hắn. Mục Vô Gian vội hỏi, các chủ có thể cho biết tường tận được không? Toại cổ kim lại thở dài, ta thật lòng hiểu cho mục vực chủ, nhưng nếu sau trận chiến ấy ta không gặp được, thì ta cũng sẽ không rơi vào vũng nước sâu đục ngầu này, tiếc rằng. Ôi, thôi vậy, sau này chúng ta gặp lại. Rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại Mục Vô Gian cũng ngơ ngác. Cái qué gì thế? Có biết ăn nói lấp lửng là thất đức lắm không? Đợi hoàn hồn lại rồi, Mục Vô Gian mới xa sầm mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ấy? Ông ta tò mò vô cùng, nhưng có điều tra cách mấy cũng thành công cốc khi chỉ có Diệp Quân, Thương Hồng Y và Toại Cổ Kim là ba người sốt sót duy nhất. Ông ta cũng từng đến đó dùng hồi tưởng thời gian nhưng thất bại. Không thực hiện được. Mà cũng không rõ nguyên nhân, điều này mới khiến ông ta càng thêm hiếu kỳ. Mà theo lời Toại Cổ Kim thì trận chiến ấy không hề tầm thường. Rốt cuộc là chuyện gì? Đúng là thất đức quá mà. Sắc mặt Mục Vô Gian càng thêm xấu xí. Toại Cổ Kim không đi đến những tiên vực còn lại mà trở về cựu thổ, triệu tập cuộc họp với chủ sự của ba nền văn minh lớn. Bọn họ tụ tập trong thần điện. Đại diện cho Toại Minh là Toại Cổ Kim, Vĩnh Sinh là trưởng lão Lý Thần. Cựu thổ là Khưu Nguyên. Toại cổ kim lên tiếng với vẻ nghiêm trọng, chư vị, ta vừa nhận được một tin rất xấu, rằng ba trong bốn đại thiên vực đã nghiêng về phía Diệp Quân. Lý do cô ta cấp tốc trở lại chính là không cho những người này thời gian đi điều tra. Cái gì? Trưởng lão bên cựu thổ cả kinh, ba đại thiên vực đã nghiêng theo hắn. Toại cổ kim gật đầu, chính xác. Trưởng lão, có thể tin được không? Toại cổ kim. Có người của ta ở trong đảm bảo. Đúng là trò mà người này thích làm. Trưởng lão kia xa sầm mặt. Hai văn minh cựu thổ và Vĩnh Sinh bọn họ từng là nạn nhân. Nhưng không ngờ người này lại còn cài người vào cả ba đại thiên vực kia. Toại cổ kim lại nói, suy nghĩ của ta đơn giản lắm, chúng ta cùng hợp tác, liều mạng quyết tử với Diệp Quân một phen. Những người kia trố mắt nhìn nhau. Lại đánh nữa. Lần trước, đã thua thảm lắm rồi. Toại cổ kim hạ giọng, các người cũng biết thiên phú hắn thế nào, nếu tiếp tục cho hắn thời gian thì sẽ thành đại họa, tuyệt đối không được. Lần này chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm, đã ra tay thì không nương tay, trực tiếp nhổ tận gốc hắn và các đại tiên phủ. Bồn bề im lặng, đại chiến lần cuối ư. Ban đầu bọn họ đúng là không sợ, nhưng giờ phút này. Khưu Nguyên của cựu thổ nói, ta thấy chúng ta vẫn nên thảo luận kỹ càng cho thỏa đáng, toại các chủ. Sau lưng Diệp Quân không chỉ có Thương Hồng Y mà còn nhiều thế lực khác, huống chi giờ lại có thêm ba tiên phủ. Thái độ khao khát muốn giết Diệp Quân của Toại Cổ Kim làm ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, cho rằng người này đang mượn tay Diệp Quân để bào mòn sức mạnh của cựu thổ và Vĩnh Sinh. Lý Thần bên kia cũng gật đầu, chuyện này đúng là kỳ lạ, chúng ta không thể hành động lỗ mãng mà phải làm cho kỹ càng. Nên thảo luận nhiều hơn. Tầm mắt ông ta và Khưu Nguyên giao nhau. Bỗng một trưởng lão bên Toại Minh lên tiếng, ta thấy chúng ta có thể đàm phán với Diệp Quân. Lời này khiến cường giả hai phe còn lại ngạc nhiên. Hàm hồ! Toại cổ kim quát lớn, ngươi ăn nói kiểu gì thế hả?
hắn và chúng ta đều theo đạo trật tự, trời sinh đã là kẻ địch, đàm với trả phán gì ở đây. Ta vẫn giữ ý cũ, mọi người hãy hợp tác lại để bóp chết hắn từ trong trứng nước, đừng cho hắn cơ hội phát triển. Khưu Nguyên nhìn người phụ nữ đang nổi nóng, Toại đại nhân đừng nóng giận vậy. Người xưa có câu, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta thấy vị trưởng lão này nói cũng có lý, sao chúng ta lại không thể đàm phán cùng Diệp quân chứ? Nếu có thể hóa thù thành bạn. Toại cổ kim lắc đầu, Khâu trưởng lão ngây thơ quá rồi. Tiên vực chúng ta đàm phán với người tu trật tự như hắn chẳng khác gì bảo hổ lột da. Thiên phú hắn đáng sợ thế này, nếu tiếp tục cho hắn thời gian thì sẽ thành đại họa. Khưu Nguyên hạ giọng, ta đương nhiên biết, nhưng bây giờ chúng ta bắt tay nhau cũng không hoàn toàn có khả năng thắng được hắn cơ mà Toại đại nhân. Đã vậy thì sao không thử đàm phán, cho dù không thành thì cũng có thể thăm dò lai lịch hắn chứ. Lý Thần gật gù, Diệp quân tuy muốn thành lập trật tự nhưng cũng chỉ mới ở bước khởi đầu mà thôi, chưa mang đến uy hiếp quá lớn với chúng ta. Nếu có thể thông qua đàm phán để kéo hắn về phía chúng ta thì càng tốt. Với cả hắn còn quá trẻ, có nghĩa là càng dễ lung lạc. Toại cổ kim đen mặt, tên Diệp quân này thật sự không hề đơn giản. Tuổi còn trẻ đã mạnh thế này, Lý Thần trưởng lão đừng để bị lừa. Lý Thần, ta biết, ý ta là thay vì đổ máu, chẳng thà nói chuyện trước một phen. Nếu hắn không muốn nói chuyện mà chỉ muốn liều chết thì chúng ta phụng bồi đến cùng. Khưu Nguyên cũng gật đầu, ta cũng có ý đó. Cứ đàm phán với thăm dò hắn trước đi, dù sao chỉ cần ba nền văn minh chúng ta một lòng đoàn kết thì không sợ ai cả, người ngoài cũng đừng hòng được lợi. Toại cổ kim nhíu mày không nói, sắc mặt xấu xí vô cùng. Khưu Nguyên thấy vậy thì càng tin rằng cô ta đang muốn mượn tay Diệp quân để tiêu hao cựu thổ và vĩnh sinh, bèn vội nói, ta biết hắn nguy hiểm. Nếu tình hình cho phép thì đương nhiên phải nhổ tận gốc, nhưng thế cục bây giờ không rõ, vẫn nên quan sát cẩn thận thì hơn. Lý Thần hùa theo, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính đâu Toại các chủ. Diệp quân có thể khiến ba đại tiên vực chịu giúp đỡ đã là kỳ lạ, ta thấy nên tiếp xúc với hắn đã. Toại cổ kim thở dài, hai vị à, cho hắn thời gian trưởng thành chính là họa lớn về sau. Chưa kể, cô ta đổi giọng, hắn đang hận chúng ta đến xương tủy. Chúng ta có muốn đàm phán cũng không dễ. Dù sao thì hai vị ra mặt đi, Toại cổ kim ta còn lâu mới vứt thể diện đi làm việc ấy. Rồi lập tức đứng dậy. Lý Thần gọi theo, Toại các chủ đợi đã. Khưu Nguyên cũng cản Toại cổ kim lại, cười khổ, cô thạo đàm phán hơn, cô không đi thì bọn ta mới càng khó nói chuyện. Lý Thần, Toại các chủ là người thích hợp nhất, khi ấy có lẽ còn thăm dò được hắn thế nào. Bọn ta tin hắn tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Toại cổ kim là người thâm độc nhất cựu thổ. Đây là điều ai cũng đồng ý. Đó là ấn tượng của cô ta với người của Vĩnh Sinh và cựu thổ, từng khiến họ chịu nhiều đau khổ, nhưng một khi nghĩ đến việc cô ta phải đi lá mặt lá trái với Diệp quân thì ai cũng thấy hả dạ. Thả kẻ bại hoại ra cắn kẻ không ra gì. Sướng. Toại cổ kim vẫn giữ nét mặt xa sầm. Khưu Nguyên lại khuyên nhủ. Đây không chỉ là vì cựu thổ mà cũng là vì Toại minh của cô. Toại các chủ đừng đùn đẩy. Toại cổ kim nhìn họ rồi thở dài, các người thật là. Làm ta khó xử quá đi. Cuối cùng, vì đám người văn minh Vĩnh Sinh và cựu thổ không ngừng khuyên nhủ, lúc này Toại cổ kim mới rất không tình nguyện đồng ý làm chuyện xấu đó. Sau khi tan họp, Toại cổ kim đi đến tế đàn thần võ, lúc này quan võ đứng đầu xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Quan võ đứng đầu hỏi. Không phải muội nói nền văn minh cựu thổ và vĩnh sinh không gia nhập mới tốt hơn sao? Sao giờ lại thay đổi chủ ý rồi? Toại cổ kim bình tĩnh nói, đứng ở góc độ nền văn minh Toại minh chúng ta, văn minh cựu thổ và văn minh vĩnh sinh không gia nhập tất nhiên là tốt hơn, tốt nhất là cắn nuốt luôn bọn họ, nền văn minh Toại minh chúng ta sẽ độc hưởng lợi ích, thế nhưng ở góc độ Diệp công tử thì cả ba nền văn minh cùng gia nhập mới là tốt nhất. Quan võ đứng đầu quay sang nhìn Toại cổ kim. Toại cổ kim ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn thần võ, khẽ nói, nếu hắn đặt chí ở việc làm chủ chung vũ trụ, thì ta phải mở rộng tầm nhìn hơn nữa mới được. Quan võ đứng đầu gật gật đầu. Toại cổ kim nói, người phụ nữ kia có động tĩnh gì không? Quan võ đứng đầu lắc đầu, không có động tĩnh gì cả. Toại cổ kim nhíu mày chặt lại. Quan võ đứng đầu thấy vẻ mặt của cô ta thì mới nghi hoặc, không có động tĩnh gì mới tốt chứ. Toại cổ kim lắc đầu. Không có động tĩnh có nghĩa là đối phương không sợ hãi,
chắc chắn có hậu chiêu. Quan Võ đứng đầu sầm mặt lại. Trong ánh mắt Toại Cổ Kim ánh lên một tia lo lắng. Cô ta không sợ đối thủ ở ngoài sáng, nhưng bây giờ cô ta gần như không biết gì về chủ nhân bút đại đạo, cũng vì vậy mà cô ta cũng chẳng biết đối phương lợi hại hay mạnh mẽ đến mức nào. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Thứ cô ta sợ nhất là thực lực của đối phương đã vượt khỏi tầm nhận thức hiện tại của cô ta. Khó quá. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quân ở trong tế đàn thần võ, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp, cô ta nói, con đường hắn chọn không dễ đi. Quan Võ đứng đầu nói, muốn trở thành chủ chung của vũ trụ, con đường này nào có dễ đi như thế. Toại Cổ Kim cười đáp, đúng vậy. Quan Võ đứng đầu nói, phản chiêu đế kia. Toại Cổ Kim, người này không cần lo lắng, cô ta là người bên mình, huynh cứ theo dõi Thương Hồng Y thôi. Người này vô cùng có khả năng liên quan đến chủ nhân bút đại đạo. Quan Võ đứng đầu khẽ gật đầu, được. Toại Cổ Kim lại nói, theo ta được biết, người phụ nữ kia có dẫn theo một cô nương. Quan Võ đứng đầu hỏi, ý muội là. Toại Cổ Kim nói, vị cô nương kia có chút hút mắc tình cảm với Diệp công tử, ta sợ là họ sẽ lợi dụng cô nương đó. Nói đến đây, cô ta đột nhiên lắc đầu thở dài, ván cờ này quá lớn, cũng quá sâu, ta thật sự rất mệt lòng. Quan Võ đứng đầu nói, vậy tại sao lúc trước muội lại chọn hắn? Toại Cổ Kim liếc nhìn ông ta mà không nói gì. Quan Võ đứng đầu có chút không vui, muội có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn tên ngu để nhìn ca ca của mình được không? Toại Cổ Kim nói, biết tại sao lúc trước cha và cô của hắn không giết ta không? Bởi vì, nói đoạn, trong mắt cô ta ánh lên một tia phức tạp, bọn họ đã cho ta một cơ hội. Nếu ta không thức thời một chút thì huynh nghĩ ta có thể sống đến bây giờ không? Quan Võ đứng đầu, rồi khẽ thở dài, cha của hắn đối xử với hắn rất tốt, ông ấy làm nhiều chuyện như thế nhưng lại chẳng nói gì. Quan Võ đứng đầu nói, vì sao muội không nghiên cứu thử thời không trong tiểu tháp của hắn? Toại Cổ Kim lại nhìn ông ta. Sắc mặt Quan Võ đứng đầu lại đen đi, ánh mắt này đúng là biết sỉ nhục người khác, mà ông ta lại không thể làm gì được, thật sự rất uất ức. Toại Cổ Kim cũng không tiếp tục sỉ nhục ông ta, chỉ nói, giờ huynh đến trước mặt một người nguyên thủy biểu diễn một màn tay không phá sao, rồi bảo người đó nghiên cứu chiêu thức của huynh, họ có thể nghiên cứu được gì. Quan Võ đứng đầu. Toại Cổ Kim chậm rãi đi về phía xa, khi cô ta đến trước tế đàn thần võ thì tế đàn thần võ hơi rung lên, ngay sau đó, Diệp Quân chậm rãi bước ra từ bên trong. Diệp Quân cười nói, Toại cô nương. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân một lượt. Thu hoạch được không ít. Diệp Quân gật đầu, ừ, nhiều lắm. Toại Cổ Kim nói, vậy thì tốt rồi. Diệp Quân hỏi, cô tìm ta có chuyện gì à? Toại Cổ Kim, ta đã thuyết phục Văn Minh Cựu Thổ và Văn Minh Vĩnh Sinh, bọn họ đồng ý cho ngươi gia nhập Cựu Thổ. Diệp Quân rất là khiếp sợ, bọn họ đồng ý. Toại Cổ Kim gật đầu, ừ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao Toại cô nương làm được? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tất nhiên là phải phí công sức một chút, nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Diệp Quân nhìn nàng một cái rồi đáp, cô hỏi đi. Toại Cổ Kim nói, ngươi biết về chủ nhân bút đại đạo kia được bao nhiêu? Diệp Quân trầm giọng đáp, cũng không biết nhiều, nhưng ta biết ông ta từng là đối thủ của cha ta, hình như cũng có chút quan hệ với ông nội ta nữa, còn cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Toại Cổ Kim nói, ta đang nghi chính ông ta đang nhắm vào ngươi. Sắc mặt Diệp Quân hơi lạnh đi, không cần hoài nghi, chính là ông ta. Toại Cổ Kim nói, bây giờ ông ta ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, chúng ta rất bị động. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng không có cách nào. Nói rồi hắn cũng thấy bất đắc dĩ, mặc dù biết chủ nhân bút đại đạo đang nhằm vào hắn, nhưng hắn thật sự không có cách nào khác. Toại Cổ Kim nói, có cách. Diệp Quân sửng sốt. Toại Cổ Kim nhìn hắn, trong mắt cô ta như chứa cả vũ trụ mênh mông, khiến người nhìn có chút say mê. Diệp Quân lập tức hiểu rõ ý của cô ta, kinh ngạc nói, ý của cô là. Toại Cổ Kim nhìn hắn, đừng nói ra. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, không nói gì nữa. Toại Cổ Kim bảo, vào tháp rồi nói. Diệp Quân gật đầu. Hai người vào trong tiểu tháp. Hai người ngồi xuống một bãi đất trống, trò chuyện rất lâu, Toại Cổ Kim vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng Diệp Quân càng nói lại càng kích động. Không có ai biết bọn họ nói về chuyện gì. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, ánh mắt Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim đã khác xưa.
thực sự là nhân tài. Toại cổ kim nói, trước hết người cứ tiếp tục tu luyện đi, ta đi làm một vài chuyện đã, người đưa ta mượn dùng tháp này đi. Diệp Quân lập tức gật đầu, được. Nói rồi, hắn đưa tiểu tháp cho Toại cổ kim. Toại cổ kim lại nói, kiếm của ngươi nữa. Diệp Quân không hề do dự mà đưa kiếm Thanh Huyên cho Toại cổ kim, cô cầm đi. Toại cổ kim nhận kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp rồi xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn bóng lưng rời đi của Toại cổ kim, lâm vào đăm chiêu. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà xoay người về lại tế đàn thần võ tiếp tục tu luyện, hắn đã dung hợp được kiếm kỹ gần hoàn toàn rồi, hiện tại việc hắn cần làm là tôi luyện. Cố vấn các. Bên trong các, Tổ Đạo ngồi trước bàn làm việc, nhìn giấy tờ chất chồng như núi trước mắt, ông ta thấy đau đầu khôn xiết. Bây giờ ông ta cũng coi như là một thành viên của cố vấn các, nhưng cấp bậc vẫn chưa coi, chỉ có thể xử lý một vài việc vặt. Ông ta cảm thấy vô cùng không xứng với thân phận của mình. Lúc này, ông ta đột nhiên thấy Toại cổ kim đi vào, thấy vậy, ông ta vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Toại cổ kim rồi nở nụ cười tươi như hoa, Toại các chủ. Toại cổ kim nhìn về phía ông ta, sao? Tổ đạo tràn ngập vẻ lấy lòng, khi nào chúng ta mới ra tay với Diệp Quân? Ta nói cho cô biết, thiên phú của người này rất đáng sợ, tốc độ phát triển của hắn rất biến thái, thứ cho ta nói thẳng, hễ cho hắn thêm chút thời gian nào là hắn sẽ có thể bỏ xa toàn bộ văn minh cựu thổ lại phía sau. Muốn đối phó với hắn thì phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa nếu muốn tàn nhẫn hơn thì nghìn vạn lần không được khinh địch, phải vận dụng toàn bộ sức mạnh để giết hắn. Toại cổ kim khẽ gật đầu, ý kiến của ông rất hay, ông là một nhân tài, tốt lắm. Nói xong. Cô ta bước về phía xa. Tổ đạo ở phía sau lại hô lên, tuyệt đối đừng khinh địch nhé. Trong tiểu các, Toại cổ kim ngồi xuống, trên bàn sách trước mặt cô ta để vài quyển sách dày, cô ta mở từng quyển ra đọc, khi đọc xong quyển cuối cùng thì lông mày chợt nhíu lại, thiên. Vừa dứt lời, một cô gái thân mang cơ giáp xuất hiện trước mặt cô ta không xa. Toại cổ kim hỏi, thế nào rồi? Cô gái mặc cơ giáp đáp, tiểu đội thiên tự vừa mới truyền tin đến. Có một tòa bí cảnh thiên phủ mới xuất hiện cách nơi đây 10 tỷ năm tinh hà, vô cùng có khả năng có liên quan đến văn minh tổ trong truyền thuyết, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được. Toại cổ kim nói, các nền văn minh xung quanh đó thế nào? Cô gái cơ giáp trả lời, rất yếu. Toại cổ kim trầm mặc không nói. Văn minh tổ. Cô gái cơ giáp lại nói, có muốn bảo bọn họ? Toại cổ kim khoát tay áo một cái, không cần. Để các nền văn minh nơi đó thăm dò trước đã. Cô gái cơ giáp gật đầu, vâng. Nói rồi, cô ta lui xuống. Toại cổ kim dựa vào ghế trầm tư. Văn minh tổ. Toàn bộ cựu thổ cùng mấy tiên vực lớn đều tìm kiếm di tích văn minh tổ ở khắp các vũ trụ, nhưng qua nhiều năm vẫn chẳng thu hoạch được gì. Trong vũ trụ mênh mông, tìm được văn minh tổ từng biến mất rất khó. Mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một bí cảnh thiên phủ. Còn có quan hệ với văn minh tổ. Toại cổ kim nhíu mày lại, đây là trùng hợp à? Cô ta không suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi tiểu các. Chỉ một lát sau, cô ta đã đến thần điện cựu thổ. Các trưởng lão của ba nền văn minh lớn cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy Toại cổ kim, Khư Nguyên của văn minh cựu thổ lập tức nở nụ cười sán lạn. Toại cô nương, như thế nào, thu hoạch được gì không? Sắc mặt Toại cổ kim lập tức lạnh xuống. Diệp Quân kia rất khó giao thiệp. Sắc mặt Khư Nguyên lập tức trầm lại, chẳng lẽ hắn muốn đánh nhau với chúng ta? Lý thần của nền văn minh Vĩnh Sinh cũng trầm giọng nói, nếu thật là vậy thì chúng ta phải lập tức liên thủ, thẳng tay tiêu diệt hắn. Nói rồi, ông ta nhìn Toại cổ kim, hắn thật sự muốn đánh nhau với chúng ta à? Toại cổ kim nói, hắn không có ý đó, nhưng cũng không có ý định hợp tác với chúng ta. Lý thần nghi hoặc, tại sao? Toại cổ kim nói, hắn nói chúng ta quá yếu, căn bản không xứng để liên thủ với hắn. Cái gì? Khư Nguyên lập tức giận tím mặt, làm càn, hắn dám ngông cuồng như vậy. Tức chết ông đây mất, chúng ta đánh hắn đi, đừng nể tình nữa. Sắc mặt Lý Thần cũng vô cùng khó coi, Diệp Quân này thật sự quá ngông cuồng. Lúc này, Toại cổ kim lại nói, không cần phải vậy đâu, bởi vì hắn cũng không có ý làm địch với chúng ta. À đúng rồi, hắn còn tiện tay đưa cho ta một tòa tháp. Tháp? Hai người đều có chút nghi hoặc. Toại cổ kim lập tức đưa bọn họ vào trong tiểu tháp. Hai người. Khư Nguyên run giọng nói, hắn tiện tay đưa cho cô. Toại cổ kim gật đầu, ừ. Lý thần run giọng nói, vì
Vì sao? Toại cổ kim bình tĩnh đáp, hắn nói thứ này đã lạc hậu rồi, ném đi thì tiếc nên đưa cho ta. Khưu Nguyên nhìn xung quanh, giọng nói vẫn lẩy bẩy, có thể giới thiệu cho lão phu làm quen với tên đần kia được không? Chấn động. Lúc này Khưu Nguyên và Lý Thần đều vô cùng chấn động, như Sử Nam lần đầu thấy phụ nữ không mảnh vải che thân, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong tháp 10 năm, chỉ bằng một ngày ở ngoài. Trên đời còn có thần vật nghịch thiên như vậy sao? Mà tên kia còn tùy tiện đưa cho người khác. Gia thế phải như nào vậy? Sao nuôi ra được người như vậy? Toại cổ kim nhìn vẻ mặt chấn động của hai người, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc chấn động, trong mắt Khưu Nguyên lóe lên một tia phức tạp, ông ta nhìn về phía toại cổ kim, toại các chủ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho chúng ta nghe đi. Tất nhiên bọn họ không tin toại cổ kim, tiểu tháp nghịch thiên như vậy mà chỉ tiện tay đưa thôi à. Bọn họ không phải trẻ lên ba. Toại cổ kim cũng không thấy bất ngờ, nếu dễ dàng thuyết phục được bọn họ như vậy thì cô ta đã quá xem thường nền văn minh của hai người này rồi. Toại cổ kim nhìn hai người, hai vị có ý kiến gì? Khưu Nguyên nhìn cô ta, còn ý kiến gì được nữa? Từ ban đầu chúng ta đã đánh giá quá thấp người này. Lý Thần cũng trầm giọng nói, không ngờ hắn lại nắm giữ thần vật như vậy, hắn có quan hệ với văn minh tổ trăng. Vừa dứt lời, sắc mặt Khưu Nguyên lập tức thay đổi, ông ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng đúng, thần vật cỡ này chắc chắn có liên quan đến văn minh tổ. Hai người đua nhau nhìn về phía toại cổ kim, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng thăm dò. Toại cổ kim đáp, hắn chưa nói. Hai người cau mày lại. Toại cổ kim lại nói, nhưng có lẽ là có quan hệ thật. Khưu Nguyên trầm giọng nói, toại các chủ, cô cũng không thể nắm chắc à. Toại cổ kim đột nhiên hỏi, hai vị có muốn tiến lên thêm một bước không? Hai người đều sửng sốt, không rõ là sao. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hai người, muốn hay không? Hay là đã dám hay chưa? Tất nhiên Khưu Nguyên hiểu ý cô ta là gì, ông ta nhìn chòng chọc vào toại cổ kim, toại các chủ, cô có biết mình đang nói gì không? Toại cổ kim bình tĩnh nói, cơ hội đang ở trước mắt, phải xem các người nữa. Những lúc thế này nên đi thẳng vào vấn đề. Khưu Nguyên và Lý Thần nhìn toại cổ kim, trong mắt ngập tràn địch ý, thậm chí là cả sát ý, nhưng dần dà, sát ý của hai người chậm rãi tan biến, chỉ còn dư lại địch ý. Không đúng. Lý Thần đột nhiên cả kinh nói, nơi đây không phải là nghịch chuyển thời gian, mà là đang sáng tạo thời gian. Như sấm rền vang trời. Khưu Nguyên và Lý Thần chạm mắt với nhau, trong đáy mắt đều là sự ngơ ngác. Tế đàn thần võ. Lúc này Diệp Quân vẫn đang tu luyện. Khoảng thời gian này hắn thực sự đã thu hoạch được quá nhiều, mặc dù cảnh giới của hắn không nâng lên, nhưng tâm cảnh và sức chiến đấu đã tăng vọt. Tất nhiên hiện tại hắn không tu cảnh giới, với hắn mà nói, đạo tu luyện cảnh giới hiện có đã không còn chung đường hắn đi, hắn đang đi trên con đường của chính mình, chứ không phải của người khác. Trong hư không, Diệp Quân xòe tay ra, một thanh kiếm trật tự ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, nhìn thấy kiếm trật tự, khóe miệng hắn hơi cong lên. Nở nụ cười xấu xa. Bây giờ nếu hắn tung kiếm này ra thì sẽ im hơi lặng tiếng kết liễu đối phương, cho dù là bất hủ đế chủ cũng sẽ không cảm nhận được chiêu kiếm này của hắn. Nếu làm được tới như lão lục thì hắn sẽ thật sự vô địch. Còn bên trên bất hủ đế chủ thì hắn chưa từng tiếp xúc qua nên không dám nói được gì. Một lát sau, hắn rời khỏi tế đàn thần võ, vừa ra ngoài đã thấy toại cổ kim đến. Toại cổ kim nói, bọn họ đã đồng ý để ngươi gia nhập cựu thổ. Đồng thời cũng đã tìm cho ngươi một khu vực mới, không quá lớn nhưng đủ để những vũ trụ trong tháp ngươi sinh sống. Diệp Quân hỏi, có điều kiện không? Toại cổ kim khẽ gật đầu, có, nhưng đều là thứ ngươi có thể chấp nhận. Diệp Quân có chút hưng phấn. Bây giờ tuy hắn đã có khá nhiều đế mạch cực phẩm, nhưng linh khí bên trong tiểu tháp hoàn toàn không thể sánh được với cựu thổ này, nếu để bọn họ ra ngoài tu luyện thì chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc với ba nền văn minh cựu thổ, rất có lợi với con đường phát triển tiếp theo. Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía toại cổ kim, có chút ngạc nhiên, sao cô thuyết phục được bọn họ. Lúc trước nền văn minh toại minh dù có thể đặt chân vào cựu thổ nhưng cũng là vì đã đánh một trận sinh tử tàn khốc, mà qua nhiều năm như thế, vẫn chưa có bất kỳ văn minh nào có thể gia nhập vào cựu thổ nữa, dù sao nơi này càng ít người càng tốt. Toại cổ kim nói,
ngươi không cần để ý những chuyện này. Nói rồi, cô ta lấy một quyển sách ra đưa cho Diệp Quân, nơi này sẽ là của ngươi, bởi vì thực lực nền văn minh của ngươi còn yếu nên ta sẽ phái một vài cường giả và người quản lý của nền văn minh Toại Minh đến quản lý cùng ngươi. Những cường giả đó sẽ phụ trách bảo vệ địa phận, còn quản lý sẽ hỗ trợ ngươi cai quản, tránh cho bọn họ xảy ra xung đột với người của ba nền văn minh còn lại. Diệp Quân gật gật đầu, cô suy tính rất chu toàn. Toại Cổ Kim nói, bọn họ muốn gặp ngươi. Diệp Quân nói, văn minh cựu thổ và văn minh vĩnh sinh. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân hỏi, là chủ nền văn minh muốn gặp à? Toại Cổ Kim lắc đầu, chủ của nền văn minh bọn họ đã mấy chục nghìn năm chưa xuất hiện rồi, chủ của nền văn minh Toại Minh chúng ta cũng vậy. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, tại sao? Toại Cổ Kim nói, đến cấp bậc như bọn họ thì việc quản lý văn minh cùng vũ trụ đã không còn nghĩa lý gì nữa, bọn họ chỉ muốn đột phá bản thân. Diệp Quân gật gật đầu, ta hiểu rồi. Toại Cổ Kim lại nói, hai người muốn gặp ngươi tuy không phải là chủ của nền văn minh, nhưng họ là người trưởng quản thực tế hiện nay của các nền văn minh đó. Thật ra chủ nền văn minh đối với chúng ta bây giờ mà nói chỉ là một thân phận tượng trưng thôi, rất nhiều người không biết bọn họ, cũng không thể biết bọn họ. Diệp Quân có hơi ngạc nhiên, nhưng có thể hiểu được. Lấy Thư viện Quan Huyên làm ví dụ, mặc dù Thư viện là do cha thành lập, nhưng từ khi hắn tiếp nhận đến giờ lại nhận ra sức ảnh hưởng của cha đang ngày càng yếu đi, bởi vì tầng quản lý hạt nhân của Thư viện hiện tại đều là do hắn đề bạt lên, bọn họ chỉ biết mỗi Diệp Quân hắn. Nếu qua thêm mấy đời nữa thì khi đó có lẽ mọi người chỉ biết kiếm chủ Quan Huyên chứ không ai nhắc đến kiếm chủ nhân gian nữa, trừ khi cha thường xuyên xuất hiện ở Thư viện. Toại Cổ Kim lại nói, lát nữa ngươi nói chuyện với bọn họ có thể tự tâng bốc bản thân một chút. Diệp Quân gật gật đầu, được thôi. Đương lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một vùng hư không, Khư Nguyên và Lý Thần đã chờ ở đây từ sớm. Thấy hai người, Diệp Quân khẽ mỉm cười, Khư trưởng lão, Lý trưởng lão. Khư Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, mở miệng nói thẳng vào vấn đề, Diệp công tử, ngươi đến từ Văn Minh Tổ à? Diệp Quân liếc mắt nhìn Toại Cổ Kim, sau đó cười nói, Khưu trưởng lão, đừng nhìn Văn Minh Tổ với ánh mắt thần thánh như vậy, vũ trụ này bao la, Văn Minh Tổ chỉ là một hạt muối bỏ bể giữa dòng vũ trụ bất tận này thôi. Toại Cổ Kim thản nhiên nhìn Diệp Quân, không nói gì. Khưu Nguyên quay đầu nhìn Toại Cổ Kim nói, Khưu trưởng lão và Lý trưởng lão đều là người bên mình, không cần che giấu cũng được. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm. Ta là chủ chung của vũ trụ. Hả? Hắn vừa nói xong, mấy người đều khiếp sợ. Toại Cổ Kim cũng quay sang nhìn Diệp Quân, rõ ràng là cũng thấy bất ngờ, ta bảo ngươi tự tâng bốc một tí, chứ không bảo ngươi tự tâng bản thân tới suối vàng như vậy. Diệp Quân bình tĩnh nói, không tin à? Khư Nguyên trầm giọng nói, Diệp công tử, chuyện này không vui đâu. Diệp Quân cười nói, ta cũng hiểu tại sao Khưu trưởng lão không tin. Lý Thần đột nhiên nói, Diệp công tử chứng minh được không? Diệp Quân cười nói, ta nhìn không giống vậy à? Khư Nguyên nói thật, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, trông ngươi như con ông cháu cha hơn. Diệp Quân, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nói mình là chủ chung vũ trụ, ta cũng không tin. Khư Nguyên và Lý Thần nhìn về phía Toại Cổ Kim nói tiếp, tiểu tháp của ngươi tuy rất đáng gờm. Nhưng ta không tin nó là thần vật của Văn Minh Tổ, bởi vì thần vật cỡ này, ba nền văn minh lớn chúng ta không phải là không có. Nghe Toại Cổ Kim nói thế, Khư Nguyên và Lý Thần cùng giật giật mí mắt, giả bộ hơi khoa trương rồi đó. Nhưng bọn họ biết Toại các chủ chỉ đang rào trước Diệp Quân, nên cũng thay nhau gật đầu, Khư Nguyên nói, Toại các chủ nói rất đúng, Diệp công tử, tháp này quả thật không đơn giản, nhưng với ba nền văn minh lớn chúng ta mà nói thì cũng chỉ đến như vậy thôi. Lời này vừa nói ra, tim ông ta đã đập bình bịch, trên mặt cũng có chút nóng bừng, nhưng cũng thấy có hơi kích thích. Cảm giác giả ngầu này cũng thích ghê. Diệp Quân chỉ nở nụ cười, hắn xòe tay ra, ba loại sức mạnh huyết mạch lập tức nương theo kiếm ý trật tự của hắn bộc phát ra. Diệp Quân nhìn ba người, ba vị có từng thấy qua huyết mạch này chưa? Thấy huyết mạch của Diệp Quân, vẻ mặt của Khư Nguyên và Lý Thần đều trở nên nghiêm túc, Toại Cổ Kim cũng diễn đến xuất thần. Cô ta chợt siết chặt hai tay lại. Khư Nguyên và Lý Thần lúc này vẫn trưng vẻ bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã sớm sóng xô biển dâng rồi. Sức mạnh huyết mạch phun trào này khiến dù là bọn họ cũng thấy hơi hồi hộp.
quả thật đáng sợ, mà tên này lại có tận ba loại. Nghịch thiên thế nào? Khưu Nguyên do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, đây là... Diệp Quân bình tĩnh nói, huyết mạch tổ, ta ngự sáng tạo, cả ba loại đều là ta tự sáng tạo ra. Toại cổ kim, tiểu tháp, Khưu Nguyên và Lý Thần im lặng, bọn họ luôn cảm thấy tên này nói xạo, nhưng vấn đề là huyết mạch của hắn thật sự khủng bố, không chỉ thế mà còn cái tháp kia nữa. Diệp Quân thu hồi sức mạnh huyết mạch, cười nói, ba vị không tin ta là chủ chung của vũ trụ thì ta có thể hiểu được, dù sao bây giờ ta chỉ vừa trọng sinh, cho dù là tu vi hay thực lực đều kém xa khi trước, ngay cả ký ức cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Khưu Nguyên vội hỏi, Diệp công tử trọng sinh sao? Diệp Quân gật đầu, năm đó vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà ta không thể không tái thế trùng tu, nhưng không ngờ người hầu từng thân cận nhất của ta, cũng chính là chủ nhân bút đại đạo lại phản bội ta, không muốn để ta trở về văn minh tổ, đúng là tên đáng chết. Toại cổ kim liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo. Khưu Nguyên và Lý Thần nhìn nhau một cái, cuối cùng Khưu Nguyên nói, Diệp công tử, người có biết văn minh tổ ở đâu không? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên rồi, nhưng... Nói rồi hắn nhìn hai người một lát, cười bảo, ta nói với các ngươi chuyện này để làm gì? Thưa vị yên tâm đi, ta không có ý định làm kẻ địch với mọi người, chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi đây, đợi thực lực mình khôi phục. Nói đến đây, hắn không nói tiếp cho hết ý mà đã xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, Khưu Nguyên và Lý Thần đưa mắt nhìn nhau, lập tức rơi vào trầm mặc. Toại cổ kim nói, ta vẫn cảm thấy hắn đang lừa chúng ta. Khưu Nguyên do dự một lúc rồi nói, toại các chủ, cô đừng như vậy, cô cái gì cũng tốt, nhưng lại quá cẩn thận, nghĩ quá nhiều, nghi ngờ cũng lắm, vậy không tốt đâu. Ta cảm thấy Diệp Tiểu Hữu không giống loại người như thế. Hắn là một người trẻ tuổi rất ưu tú. Sâu trong rừng trúc, Diệp Quân ngồi ở bên một dòng sông, trước mặt hắn nước sông trong suốt chậm rãi trôi, gió nhẹ khẽ thổi, nước sông lăn tăn gợn sóng. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ dày cộm. Đây là quyển sách tùy bút của một tác giả vô danh hắn được từ trong rừng trúc, trong đó ghi lại một vài chuyện lớn của nền văn minh cựu thổ từ trước tới nay, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bút tích chú thích của toại cổ kim, hắn thấy rất thú với những chú thích đó. Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân khép sách cổ lại rồi quay đầu nhìn, toại cổ kim đang chậm rãi bước tới, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt thanh thoát, trên hông đeo thắt lưng màu tím, khiến vóc người của cô càng thêm thon thả yêu kiều. Cô ta luôn giữ vẻ bình tĩnh và thong dong, có rất ít chuyện khiến lòng cô ta dậy sóng. Toại cổ kim liếc mắt nhìn quyển sách cổ ở trong tay Diệp Quân, thấy ánh mắt của cô ta, Diệp Quân cười nói, có ngại không? Toại cổ kim đáp, ngươi cũng thích đọc sách à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Toại cổ kim nói, ngươi muốn biết rõ về cựu thổ. Diệp Quân đáp, ừ. Toại cổ kim xòe tay ra, một quyển sách cổ dày cộm bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên hỏi, đây là gì? Toại cổ kim nói, cổ sử cựu thổ, sách này viết toàn bộ lịch sử cựu thổ, dòng sông lịch sử của cựu thổ đã trải dài hơn 300 tỷ năm. Trong quá trình đó có cường giả trải qua khổ cực khai tông lập thống, lưu lại cho con cháu, được người người thờ phụng. Cũng có những cường giả lấy sức một người cải thiên nghịch mệnh, đánh vỡ giới hạn vũ trụ, lao khỏi lao tù, đi thám hiểm sự huyền bí của tận cùng vũ trụ. Cũng có những người sáng lập nên một đạo tu luyện hoàn toàn mới, hoặc sáng lập nên nền văn minh kéo dài mấy trăm tỷ năm. Tất nhiên cũng có vài yêu nghiệt tuyệt thế vừa sinh ra đã vô địch tung hoành, nhưng rồi cũng đột ngột ngã xuống, sớm nở chóng tàn. Nói đến đây, cô ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, vũ trụ cứ luân hồi như thế, sinh rồi tử, tử rồi sinh, là một vòng lặp vô hạn. Diệp Quân nghe xong thì cảm khái, có lúc ta cũng muốn thoát ra khỏi toàn bộ vũ trụ, rồi lấy góc nhìn thứ ba quan sát vũ trụ hiện nay, xem nó rốt cuộc là cái gì. Toại cổ kim nói, có lẽ cô và cha của ngươi đã làm được rồi, Diệp Quân gật đầu, khẳng định, bọn họ đã làm được. Toại cổ kim nhìn hắn. Ngươi có từng suy nghĩ thử bây giờ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú với điều gì không? Diệp Quân khẽ nhíu mày. Đúng là hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cha và cô đã vô địch, vậy bây giờ họ hứng thú với điều gì nữa? Toại cổ kim nói, có lẽ nào chuyện khiến họ cảm thấy hứng thú lại liên quan đến ngươi không? Diệp Quân nhìn về phía toại cổ kim bình tĩnh nói, ta cảm thấy vậy. Diệp Quân hỏi, tại sao? Toại cổ kim đáp, trực giác thôi.
Diệp Quân, Toại Cổ Kim, tiếp theo ngươi có dự định gì? Diệp Quân cười nói, ta muốn nghe kiến nghị của cô. Toại Cổ Kim im lặng một lát rồi nói, nếu bọn họ muốn chúng ta phải nhập cuộc, vậy chúng ta cứ tương kế tự kế, đổi bị động thành chủ động. Diệp Quân nói, khi nào khởi hành được? Toại Cổ Kim đáp, trước tiên phải sắp xếp người của ngươi cho chu toàn đã. Để ta xử lý giúp ngươi, khoảng thời gian này ngươi cứ cố gắng nâng thực lực lên đi, đến lúc đó phải nhờ vào sức mạnh của ngươi. Diệp Quân cầu còn không được, lập tức đồng ý, được. Toại Cổ Kim xoay người rời đi. Diệp Quân đột nhiên cười gọi, Toại cô nương. Toại Cổ Kim dừng bước lại, cô ta xoay đầu nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân mỉm cười hỏi, cô có lý tưởng gì? Toại Cổ Kim trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía thần điện cựu thổ, khẽ nói, muốn ngồi lên một chiếc ghế. Diệp Quân nhìn theo phương hướng của cô ta, cười nói, chủ trung của cựu thổ. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, thực lực ta quá thấp, không ngồi được, nói xong, cô xoay người rời đi. Diệp Quân hô lên như đùa như thật, ta giúp cô. Toại Cổ Kim quay đầu liếc nhìn hắn, không nói gì rồi chỉ biến mất ở phía xa. Sau khi Toại Cổ Kim rời đi, Diệp Quân nhìn quyển cổ sử trong tay, hắn cất đi rồi biến mất ngay tại chỗ.